cát bay đá chạy, bụi màu vàng đầy trời, một bộ ngày tận thế, thiên địa sụp đổ sập bộ dáng. Mọi người đứng trên mặt đất, theo cả vùng càng không ngừng lắc lư, nỗ lực bảo trì thăng bằng, nhưng vẫn là không nhịn được ngã nhào trên đất, đầy mắt vẻ sợ hãi. Cuối cùng là làm sao làm? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cái này cùng một vấn đề, 10.000 đầu thảo nê mã ở trong lòng tới lui tàn phá bừa bãi chạy. Sốt cục, khắp nơi đình chỉ rung động, bụi mù cũng dần dần tiêu tán ra, thế nhưng là thu vào tất cả mọi người tầm mắt, lại là để bọn hắn cả kinh tròng mắt đều kém chút rơi một chỗ, một quả trái tim nhỏ sớm đã nhanh theo cổ họng con mắt bên trong nhảy ra. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia vắng vẻ tiểu sơn cốc đã là như là thiên kiếm lâm phàm, một kiếm đánh xuống một dạng, làm hai nửa, cách xa nhau ngàn mét xa. Mà tại bọn họ trung gian, là điều sâu không thấy đáy rãnh trời. Hai bên xa xa nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Nhìn lấy đây hết thảy, đứng tại khoảng cách một bên Hàn Tam thiếu sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, lại nhìn về phía đối diện một mặt lạnh lùng Trác Phàm lúc, càng là như nhìn quái vật mà nhìn xem hắn. Cái này nha đến tột cùng là thần thánh phương nào a, như thế quái lực, vung tay lên liền có thể đem khắp nơi tách ra, đây rõ ràng không phải người a. May mắn vừa mới không có cùng hắn động thủ, không phải vậy lời nói, người ta nhất quyền liền có thể đem chính mình miểu sát, còn đánh cái giam a. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình khiêu khích chi từ, Hàn Tam thiếu chợt cảm thấy có loại tìm đường chết cảm giác, ruột đều nhanh hối hận xanh. Hiện tại, hắn cũng rốt cục lĩnh hội Trác Phàm vừa mới câu nói kia ý tứ, hắn mới là cái kia không có thực lực, tại lung tung nhảy nhót người, còn kém chút đem chính mình nhảy nhót chết. Lạnh lùng nhìn lấy đối diện, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, lão tử không phải Tà Vô Nguyệt nhi tử, lão tử đầy đủ phách lối, chỉ vì lão tử đầy đủ thực lực. Ngươi nếu là dám vượt tuyến, lão tử nhất định đem đầu ngươi vặn xuống tới. Nguy đầu nhìn không được lắc một cái, Hàn Tam thiếu trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, hét lớn, ngươi chẳng lẽ dám giết ta Ma Hồn Tông thiếu chủ, không sợ hai tông đại chiến sao? Hàn Tam thiếu muốn lấy tông môn lợi ích áp Trác Phàm một đầu, tìm về điểm thể diện. Thế nhưng là, Trác Phàm lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cáo trạng là người sống độc quyền, người chết có thể cáo trạng sao? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm mặc dù chỉ là hời hợt lên tiếng, nhưng lại đã đem Hàn Tam thiếu dọa đến một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Trác Phàm ý tứ rất rõ ràng, lão tử đã bắt đầu giết, thì đem bọn ngươi toàn giết sạch, làm thành không đầu vụ án phức tạp. Ngươi muốn cho tông môn cho mình báo thù. Hừ hừ hừ, rơi đến lão tử trong tay, ngoan ngoãn chết oan a, Ma Hồn Tông tuyệt sẽ không biết là ai làm. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Hàn Tam thiếu không còn dám lên tiếng. Trác Phàm trên thân mặc dù không có một tia lệ khí tràn ra, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại chính thức cảm nhận được phát từ đáy lòng hoảng sợ. Cái này, mới thật sự là ma bên trong ma a. Không dựa vào lệ khí khiếp người, chỉ bằng dăm ba câu liền khiến người ta có loại như đọa địa ngục cảm giác. Chậm rãi xoay người lại, Trác Phàm không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, dưới chân đạp nhẹ, liền lăng không bay lên, thẳng lên không trung, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ma sách tứ quỷ cũng là ào ào cười quái dị một tiếng, vội vã đuổi theo. Rất nhanh, ma sách tông cái này năm đạo nhân ảnh toàn bộ biến mất. Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn Trác Phàm đi xa, bóng lưng biến mất phương hướng, trong mắt không khỏi một mảnh giật mình lo lắng. Nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, một vị Huyền Thiên Tông đệ tử một mặt kiêng kỵ đi vào trước mặt nàng, thở phào một hơi, sư tỷ, người kia thật đáng sợ. May mắn đối với chúng ta không có ác ý, không phải vậy lời nói, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy a. Một người đệ tử khác nghe đến, cũng là gật đầu nói phải, nghĩ không ra ma sách tông còn có đáng sợ như thế tồn tại, rõ ràng là đệ tử tu vi, thực lực lại kinh khủng đến mức lợi hại. Chúng ta trở về, nhưng là nhất định muốn cùng các sư huynh đệ thật tốt chào hỏi, về sau nếu là lại cùng ma sách tông đệ tử tranh giành đấu. Gặp phải tiểu tử này, tranh thủ thời gian chạy mới là thượng sách a. Lời vừa nói ra, còn lại người cũng là ào ào gật đầu, trên mặt sợ hãi, nhất thời khó có thể tiêu tán. Thủy Nhược Hoa chỉ là vẫn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào trên mây, bên cạnh người thanh âm tựa hồ cũng không có nghe lọt vào tai bên trong, vẫn như cũ đầy mặt mê hoặc, lẩm bẩm nói, hắn là ai? Hắn cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Sư tỷ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên,
đem trong mê mang hắn giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, đã thấy một tên đệ tử cuống cuồng bận bịu hoảng địa chỉ lấy rãnh trời đối diện ma hồn tông phương hướng, vội vàng nói cái kia. Cái kia Hàn Tam thiếu, lại lên. Bất giác hơi kinh hãi, Thủy Nhược Hoa vội vàng hướng chỗ đó nhìn qua, lại chỉ thấy Hàn Tam thiếu tại mọi người nâng đỡ, cuối cùng đứng thẳng lên, nhìn chăm chú về phía bọn họ ánh mắt, cũng đầy là vẻ ác độc. Thủy Nhược Hoa trong tay siết chặt, chết nắm lấy gốc cây kia linh dược, trên mặt một mảnh nghiêm túc, trong lòng càng là nhấc lên 12 vạn phần tỉnh táo. Thế nhưng là, cái kia Hàn Tam thiếu vừa muốn hành động, một chân đều đã nâng lên, cúi đầu nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy khoảng cách, nhưng lại là trong lòng run lên, giơ chân lên lại chậm rãi buông ra, có chút không cam lòng khẽ cắn môi, quát nói, chúng ta đi, hừ. Vừa dứt lời, Hàn Tam thiếu mang người rời đi nơi này, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thấy tình cảnh này, Huyền Thiên Tông mọi người mới thở phào một hơi, yên lòng. Chỉ là vẫn là có người không hiểu, kỳ quái nói, a, cái kia Hàn Tam thiếu luôn luôn bá đạo, lần này thế mà lại từ bỏ cùng chúng ta đoạt linh dược, thực đang kỳ quái, là mặt trời mọc ở hướng tây sao. Này, người cái này ngu ngốc, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới ma sách tông quái vật kia không phải hạ cấm lệnh a, không cho phép hắn bước qua này tuyến một bước. Hiện tại, hắn chỗ nào dám vượt qua đầu này trong nháy mắt xuất hiện hạp gốc. Hắn không sợ tiểu tử kia đem đầu hắn vặn xuống tới. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Thế nhưng là cái kia người vẫn là nhẹ cau mày, nghi ngờ nói thế nhưng là. Cái kia nam nhân không phải đã rời đi à, làm sao hắn còn e ngại như vậy? Người đã đi, nhưng dự uy vẫn còn. Thật sâu hít một hơi, Thủy Nhược Hoa thở dài lên tiếng, đây là cấp trên chiến đấu, các ngươi sẽ không hiểu. Chỉ là nam nhân này vậy mà dăm ba câu liền đem ma hồn tông tam thiếu chủ chấn động đến dừng bước tại này, không dám vượt qua giới hạn, cũng thật là đáng sợ. Ma sách tông, ra cái khó lường người à. Mọi người nghe đến. Lại vừa nghĩ tới người kia phất tay nhấc chân ở giữa, long trời lở đất tràng cảnh, không khỏi đều là đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Người này, về sau lại là địch nhân chúng ta sao? Cái kia, thật sự là thật đáng sợ. Một phương diện khác, Trác Phàm mang theo ma sách tứ quỷ cấp tốc hướng ma sách tông phương hướng bay đi. Hung sát quỷ đi vào Trác Phàm trước người, nhớ tới vừa mới sự tình, một mặt khó hiểu nói, Trác quản gia, vừa mới ngươi tại sao muốn cứu tiểu cô nương kia? Có phải hay không lại coi trọng người ta? Đánh giám, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút Huyền Thiên Tông sự tình, chỉ thế thôi. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng nói. Hung sát quỷ không sai gật đầu, rồi nói tiếp, cái kia ma hồn tông tiểu quỷ đây, ngài làm gì cũng thả hắn, đây không phải ngài phong cách à? Ta phong cách nào, trời sinh sát nhân cuồng sao? Lạnh lùng liếc bốn người liếc một chút. Trác Phàm sâu xa nói, đối phương dù sao cũng là đại tông tông môn, không nên đem sự tình quá mức làm tuyệt, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Chỉ cần có thể trấn nhiếp đến hắn, thì đầy đủ. Tuy nhiên ta nói diệt bọn họ, có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng trên đời nào có không lọt gió tường, cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ, cắt không thể đi cực đoan. Tứ quỷ nghe xong, không sai gật đầu, hung sát quỷ càng là đùa cười một tiếng. Khen Trác quản gia hành sự vẫn như cũ như thế nước không lọt, suy nghĩ chu toàn đâu, ha ha ha. Khó trách liền tông chủ đều sẽ nhìn lên ngài, mãnh liệt mời ngài nhập tông. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn lại ba quỷ cũng là ở một bên ào ào hô quát, a du thanh âm không ngừng. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhưng rất nhanh lại cau mày nói, đúng, ta vừa mới nghe hắn nói cái gì trung tam tông, hạ tam tông, cái kia là có ý gì? Bất giác khí tức trì trệ, ma sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, vừa mới còn vui mừng khuôn mặt, trong nháy mắt thì uể oải xuống tới. Trác Phàm thấy một lần, không rõ ràng cho lắm. Thật lâu, hung sát quỷ mới méo miệng, mặt ủ mày trao nói, Trác quản gia, cái này chuyện thương tâm ngài cũng đừng sách, càng đừng ở trong tông nhấc lên, không phải vậy bị đánh, tông chủ cũng sẽ không giúp ngươi. Làm sao, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Hung sát quỷ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thăm thẳm lên tiếng, thực Tây Châu hết thảy có 10 đại tông môn, trừ đứng tại Tây Châu tối đỉnh phong Song Long Viện bên ngoài, mặt khác 9 tông, ấn thực lực phân chia, bị chia làm thượng tam tông, trung tam tông cùng hạ tam tông. Thực lực càng mạnh tông môn, càng là có thể tiến vào chiếm giữ đại quốc bên trong, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện.
giống cái kia Ma Hồn Tông chính là Trung Tam Tông, chúng ta Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là Hạ Tam Tông hàng ngũ, cho nên chúng ta đệ tử mỗi lần gặp phải bọn họ, đều cảm thấy thấp hơn một đầu, có chút bị khinh bỉ. Đúng vậy a, riêng là 60 năm trước, chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau, vốn là chúng ta tứ huynh đệ liên thủ, rất có hy vọng đánh thắng. Kết quả chính là cái kia keo kiệt quỷ, chạy tới kiếm người ta ma bảo, hại chúng ta hợp kích trận thức không thành, triệt để đánh thua. Vì thế, tông chủ mới đem chúng ta nhốt vào cái kia tích lôi sơn hơn 60 năm, đều muốn gần trăm năm. Lúc này, Lanh Lợi Quỷ vừa cũ sự tình nhắc lại, nhìn về phía keo kiệt quỷ. Keo kiệt quỷ giận dữ, giống to lên tiếng, lão tam, không phải đã nói không đề cập tới cũ gốc giả a, tại sao lại lật ta nợ cũ? Muốn ăn đòn? Đụng. Keo kiệt quỷ lúc này cho Lanh Lợi Quỷ nhất quyền, Lanh Lợi Quỷ cũng không yếu thế, nhất thời hoàn thủ, kết quả là hai người trên không trung chật đánh một đoàn. Trác Phàm đã không cảm thấy kinh ngạc, thì không thèm quan tâm bọn họ, tiếp tục hỏi, đã Huyền Thiên Tông cùng chúng ta đều là Hạ Tam Tông, tông môn thực lực cũng không bằng bọn họ mới là, làm sao còn có gan cùng bọn hắn đoạt linh dược, lẫn nhau đánh nhau. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, ngài cái này có chỗ không biết. Chúng ta tuy nhiên không thể trêu vào cái kia Ma Hồn Tông, nhưng đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng thuộc Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, như thể chân tay. Thiên Vũ duy nhất Trung Tam Tông, Thiên Hành Tông xem như lão đại của chúng ta, một mực bảo bọc chúng ta. Cho nên chỉ cần không phải cái đại sự gì, cái kia Ma Hồn Tông cũng sẽ không công nhiên bốc lên hai tông chi chiến, nếu không Thiên Hành Tông tất nhiên ra mặt. Đều là Trung Tam Tông, nếu là đánh lên, thế nhưng là ai cũng không vớt được chỗ tốt. Hung sát quỷ nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói. Trác Phàm trong lòng không sai, âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại cuối cùng thăm dò Hộ Quốc Tam Tông nội tình, Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là lấy Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm khác tiểu đệ. Mà hắn thì bảo hộ hai cái này tiểu đệ, không bị Trung Tam Tông người cho ăn. Lợi ích cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ. Chỉ sợ lúc trước đem Ngự Thú Tông cái kia ba vị trưởng lão thần hồn bắt được về sau. Hướng Ngự Thú Tông làm khó dễ, hẳn là cũng không ngừng Ma Sách Tông một nhà, còn liền mang theo mặt khác hai tông. Không phải vậy lời nói, Huyền Nhung vốn là đất đai cằn cỗi, như thế nào lại một hơi xuất ra ngàn dặm đất tốt, chuộc về Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ đâu. Đoán chừng cũng là Tam Tông liên hợp hướng Ngự Thú Tông tạo áp lực, Ngự Thú Tông không có cách nào, đành phải đáp ứng làm theo. Mà Huyền Nhung Hoàng thất gặp hộ nước tông môn đều đáp ứng cắt đất, thẳng thắn lại thêm một cái điều kiện. Đem Thác Bạt Thiết Sơn một đám người chuộc về đi. Cũng không thể lão tử cắt đất, một chút chỗ tốt đều không có đi. Kết quả là, cái này ngàn dặm chi địa tư nguyên, bị Tam Tông liền gõ mang lừa dối, vững vàng trưởng trong tay. Ai, khó trách 300 năm trước tiểu Tam tử đại náo Thiên Vũ, Hộ Quốc Tam Tông lẫn nhau từ chối, không muốn xuất thủ đây. Xem ra chỉ muốn đất trống không có chuyện, Thiên Vũ nội bộ hỗn loạn, bọn họ ngược lại là không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Cái này Tam Tông ngược lại là hiển nhiên lấy tiền không làm việc hạng người, dù nói thế nào Hoàng thất xuất ra thiên hạ tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, người ta ra chuyện, ngài dù sao cũng phải giúp một tay đi. Bất quá, cũng may mắn bọn họ như thế không thành tựu, không phải vậy hắn cầm xuống Thiên Vũ kế hoạch, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Trác Phàm trong lòng cười thầm, đầy mặt cảm khái, theo tứ quỷ lẫn nhau đùa giỡn quát kêu. Năm người tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc, một đường hướng Ma Sách Tông tiến đến. Nửa tháng sau, chân trời ngày vừa mới xuất hiện, năm bóng người đã là như giống như sao băng xẹt qua chân trời. Trác quản gia, chúng ta đến, cái kia chính là tông môn cửa vào. Hung sát quỷ nhất chỉ phía trước một mảnh đen nghịt rừng rậm, kêu to mà ra. Trác Phàm dương mắt nhìn lên, đã thấy chỗ đó cũng không dị dạng, chỉ là một mảnh phổ thông rừng cây. Bốn phía cũng là tán loạn lấy tầm thường dã thú, thậm chí ngay cả linh thú đều rất ít gặp. Bất quá, hắn lại là minh bạch, nơi này hẳn là Ma Sách Tông chỗ, cả cái tông môn coi là bị giấu ở trong kết giới. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, năm bóng người ào ào rơi vào sơn lâm trước đó, hung sát quỷ cùng còn lại ba quỷ liếc nhau, ào ào bắt đầu kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo không gian ba động phát ra. Chờ bốn người ấn quyết kết động hoàn tất về sau, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, toàn bộ sơn lâm trước mặt liền một trận không gian ba động, bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, nhưng gặp một tòa cao vút trong mây nguy nga sơn phong xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt,
bọn họ cũng đang đứng ở đây sơn nơi chân núi xuống. Chỉ bất quá, trước mặt bọn hắn có một tầng như thủy một dạng dập dần gợn sóng, đang không ngừng rung động. Trác Phàm biết, đây là kết giới cửa vào, không nói hai lời, liền cất bước đi vào. Thân thể thông qua tầng kia gợn sóng, nhất thời liền tới đến một phương tiệm tân thiên địa. Mà lại nơi này linh khí nồng đậm độ, đúng là ngoại giới gấp 10 lần có thừa. T, không hổ là ẩn thế sơn môn, tu luyện hoàn cảnh cũng là không giống nhau. Thở sâu, Trác Phàm chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thế nhưng là ngay tại lúc này, một tiếng yêu kiều lại là đột nhiên vang lên, ngay sau đó mà đến chả có từng trận gào thét lệ âm. Người nào, dám xông vào ta Ma Sách Tông tông môn? Hiu, giống như bầu trời đêm xẹt qua sao băng, nổi lên lạnh lẽo hàn mang, hướng về Trác Phàm mặt trực diện mà đến. Trác Phàm giật mình, không kịp quay đầu, đã là lui lại một bước, cổ hướng lên. Cái kia đạo lưỡi đao lướt qua hắn chóp mũi, theo trước mắt hắn xẹt qua, ngay sau đó chính là một cái như ngọc cổ tay trắng xuất hiện tại hắn hai con ngươi bên trong. Tay mắt lanh lẹ, Trác Phàm lúc này vừa ra tay, ba một tiếng liền bắt lấy cái kia cầm đao tay ngọc, tiếp lấy cổ tay chuyển một cái, nhưng nghe một hơi kinh dị duyên dáng gọi to vang lên, một đạo thướt tha đáng yêu bóng người, đã là thu vào hắn tầm mắt. Đó là cái 17-18 tuổi cô bé, mắt sáng như sao, mày như phác họa, không thi phấn trang điểm, thanh thuần động lòng người. Chỉ là cái kia trong mắt chỗ sâu, lúc nào cũng tản ra lạnh lẽo sát ý, lại là khiến người ta chỉ là mới thấy, liền có loại đông lạnh tận xương tủy băng lãnh cảm giác. Không hổ là ma môn đệ tử, tuổi còn nhỏ, liền đã giết người như ngoé. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cái này dân chuyên nghiệp đã là trong nháy mắt xuyên thủng nữ tử này nội tâm, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu. Ở trong nhân thế đi một phen hắn, đi qua Lạc Vân Thường lương thiện, ngưng nhi hồn nhiên, khuynh thành đại nghĩa, còn có xương nhi từ bi về sau, lại về ma môn, đúng là có loại không quen cảm giác. Nhìn đến cô bé này, hắn dường như nhìn đến lúc trước vừa mới bước vào ma môn chính mình, sát khí lộ ra ngoài, tàn nhẫn ngoan độc, đối thế gian tất cả mọi thứ đều chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Dường như hắn đi vào thế gian mục đích chỉ có một cái, hoàn toàn hủy nó. Ma do tâm sinh, ma tùy tâm diệt. Hắn một mực tại thế gian lịch luyện, lại phát hiện ma tính càng ngày càng yếu, hoặc là nói hắn ma tính đang tiến hành chuyển biến, hướng một cái càng cao tầng thứ rảo bước tiến lên. Chỉ là hắn không biết chỗ đó là địa phương nào, hắn chỉ biết là, hắn tâm cảnh, cho dù so với lúc trước ma hoàng cảnh đến còn phải trầm hơn vững vàng hơn nhiều. Ha ha ha, vừa mới bước vào ma đạo môn hạm chim non, thì dám hướng diều hâu khiêu chiến, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Bất quá đáng tiếc, người còn chưa tới cấp bậc kia. Rắc, Trác Phàm đem cái kia nữ hài cánh tay hướng về sau khẽ cong, nhất thời vang lên một trận xương bạo âm thanh, lúc này đem nữ hài nhi kia đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, cái trán càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu này ý chí lực ngược lại man kiên định. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nữ hài nhi kia lại là hung hăng quay người lại, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang giòn, lại đem chính mình cánh tay cho vặn gãy, tiếp lấy cánh tay kia trong tay áo lộ ra một đoạn dao găm, đồng dạng không chút do dự hướng sau lưng Trác Phàm đâm tới. Trong mắt bất giác rung động, Trác Phàm trong lòng càng kinh hãi. Nha đầu này ngược lại thật sự là rất được ma đạo tinh túy, đối với mình thật là hung ác a, cùng lão tử trước kia giống như đúc. Kết quả là Trác Phàm trong lòng không lý do lại là phát lên một cỗ yêu thích chi ý. Nữ tử này cùng Trác Phàm đồng dạng, đều là thiên huyền 6 tầng tu vi, bất quá Trác Phàm nguyên thần cường độ lại là có thể sánh vai thần chiếu cao thủ. Tại nguyên thần giám thị dưới, nữ tử này không có chút nào cơ hội đánh lén đến Trác Phàm. Bất quá, Trác Phàm cũng không ngại để cho nàng thành công một lần. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, một thanh dao găm một cách vô tư đâm vào Trác Phàm trái tim bên trong. Nữ tử kia trong mắt sáng lên, không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Thế nào, dạng này thì thật cao hứng sao? Một kích thành công, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại lộ ra sơ hở, dẫn tới thất bại trong gang tấc, đây là người trẻ tuổi thường phạm sai lầm. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ phát ra, nữ tử kia bất giác trong mắt co rụt lại, quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp Trác Phàm chính là một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn. Không có chút nào nửa phần tức giận cùng kinh hoàng.
không khỏi sững sờ, nữ tử kia trong lòng tràn đầy không hiểu. Người này thật kỳ quái, vì sao chính mình thụ thương, còn sẽ lộ ra mỉm cười. Chẳng lẽ nói, vừa mới là hắn cố ý. Làm sao có thể, thiên hạ nào có thần kinh như vậy. Thế nhưng là, bất luận như thế nào, nữ tử này trong lòng minh bạch, một đao kia rất hiển nhiên không có tác dụng gì, sau đó hung hăng rút ra, lại hướng trước gai. Bất quá lần này, mục tiêu lại là Trác Phàm vị trí hiểm yếu vị trí, nhất kích tất sát. Dừng tay, lớn mật. Thế mà, ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen cùng nhau theo bên ngoài kết giới bay vào được, bỗng dưng liền đi đến nữ tử kia trước người, trong nháy mắt đem nàng giơ lên cao cao. Lại chính là ma sách tứ quỷ xuất hiện, nhìn thấy Trác Phàm gặp chuyện, bất giác khẩn trương, muốn đem người hành hung xé thành bốn mảnh. Trác Phàm gặp, không khỏi vội vàng hét to, bốn người các ngươi dừng tay cho ta, thả nàng xuống tới. 3. Nữ tử kia thân thể nặng nề mà rơi xuống mặt đất, rơi thất điên bát đảo, bốn đạo khói đen tán đi, lộ ra ma sách tứ quỷ phẫn nộ khuôn mặt. Hung sát quỷ hung tợn nhìn về phía nữ hài nhi kia, tức giận liên tục, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám tại ma sách tông bên trong hành hung. Đến tột cùng là ai người sai xử, không muốn sống. Các ngươi là ai, vì sao có thể mở ra ta ma sách tông tông môn kết giới? Tiểu cô nương kia cũng là mi đầu sâu nhăn, một mặt không hiểu, quát hỏi lên tiếng. Nhưng là trên mặt, lại không chút nào bất luận cái gì sợ hãi cùng khuất phục chi sắc. Trác Phàm gặp, khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen, tiểu cô nương này cũng là rất có cốt khí. Bốn người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau quái cười ra tiếng, hung sát quỷ càng là châm chọc nói, khặc khặc khặc. Người tiểu cô nương này, thật không kiến thức, chúng ta ma đạo anh kiệt, ma sách tứ quỷ ngang dọc đại lục nhiều năm. Thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Ta cũng không biết, chúng ta ma sách tông tại sao có thể có các ngươi dạng này người. Không phải người không phải quỷ, không đứng đắn. Cái kia nữ hài hơi hơi chu chu mỏ, tiếng hử nhẹ nói. Ma sách tứ quỷ nghe, càng là giận dữ, quái khiếu liên tục, ha ha, tiểu nha đầu, người có tin ta hay không đem ngươi miệng kéo. Nha nha nha, kéo miệng nàng quá tiện nghi hắn, muốn kéo liền đem hắn xé thành bốn mảnh. Không, 8 mảnh. Không, 16 mảnh. Không, 100 mảnh. Ma sách tứ quỷ kêu gào ầm ĩ, thảo luận đối nữ hài nhi này cực hình. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều cười lại là đột nhiên vang lên, mị thanh liên tục u, đây không phải bốn vị chấp sự đại nhân a, làm sao tại tông môn cửa nhao nhao la hét, cũng không sợ kinh động trưởng lão, lại đem các ngươi nhốt vào cái kia lôi ngục chỗ, không thả các ngươi trở về. Ách, bỗng dưng bốn người tất cả đều ngậm miệng lại, quay đầu nhìn sang. Lại chỉ thấy người tới là cái vũ mị yêu kiều thiếu phụ, đại khái 30 trên dưới, trang điểm dày đặc, mị thái 10 phần, hoàn toàn một cái hồ ly lẳng lơ cách ăn mặc. Nữ hài nhi kia gặp, lại là bất giác ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, sư tỷ, bọn họ thật sự là ta ma sách tông người sao? Ngươi không phải nói không biết. Ha ha ha, ngốc nhà đầu. Bốn vị này thế nhưng là chúng ta ma sách tông đại danh đỉnh đỉnh ma sách tứ quỷ, năm đó thế nhưng là danh chấn nhất thời A. Vài ngày trước mới về tông môn, đảm nhiệm chấp sự chức. Chỉ bất quá khi đó người đang bế quan, tu luyện ẩm ma đao pháp, không biết được A. Cái kia nữ hài nói còn chưa dứt lời, thiếu phụ kia đã là vội vã đánh gãy, cười hì hì giới thiệu nói. Ma sách tứ quỷ gặp thiếu phụ này như thế đập bọn họ mông ngựa, bất giác một trận tự đắc, trên mặt rất là mừng rỡ. Đầu cũng thật cao ngóc lên đến, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chỉ có Trác Phàm, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nhìn ra cái gì, trong lòng cười thầm. Cái kia nữ hài chu chu mỏ, bất giác thì thào lên tiếng, liền loại người này đều có thể làm chấp sự, mà sách tông không có người A. Ha ha, người tiểu nha đầu này nói cái gì đó, tin hay không lão tử lúc này đem ngươi xé thành hai nửa. Hung sát quỷ giận dữ, giống to lên tiếng. Trác Phàm lại là vỗ bả vai hắn, cười nói tiểu cô nương không giữ mồm giữ miệng, không có gì lớn không, quên đi. Ngược lại là ta mới đến, các ngươi cũng nên giới thiệu một chút hai người mỹ nữ này cho ta nhận thức một chút đi. Trong lòng bất giác sững sờ, ma sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đầy là quái dị. Vị này Trác quản gia ngày bình thường từ trước đến nay đối với nữ nhân không có hứng thú gì, làm sao lần này như thế chủ động. Bất quá bọn hắn tuy nhiên trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng, chỉ là lẫn nhau mập mờ nhìn một chút, đều là cười to lên.
hắc hắc hắc, nghĩ không ra Trác quản gia hiện tại cũng là thích khẩu vị này, vậy thì tốt, Hồ Mị Nhi, mau tới hầu hạ chúng ta Trác quản gia. Hung sát quỷ tà cười một tiếng, nhất chỉ tên kia thiếu phụ, mập mờ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất giác giận dữ, người thiếu nữ kia hung tợn chừng tứ quỷ liếc một chút, sau đó chăm chú nhìn Trác Phàm, trách mắng, tông môn quy củ, trong tông môn không cho phép có nam nữ tư tình, các ngươi thân là chấp sự, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta muốn đi bẩm báo tông chủ, nghiêm trị các ngươi. Ha ha, tiểu cô nương này ta vẫn là ra tay a, thật sự là không biết tốt xấu a. Hung sát quỷ khí tức trì trệ, lột lột cánh tay, liền muốn động thủ, cũng là bị Trác Phàm lại một lần ngăn lại. Bất giác cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cô nương, đừng hiểu lầm, ta là Ma Sách Tông mới nhập môn đệ tử, chỉ là muốn kết giao một số trong tông bằng hữu mà thôi, không có ý gì khác. Thật sâu liếc hắn một cái, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Trái lại cái kia Hồ Mị Nhi cười nhạo liên tục, cực kỳ nhiệt tình đi tới, kéo Trác Phàm tay, một bộ yêu thương bộ dáng vuốt ve cái kia tóc trắng phơ, thở dài lên tiếng, nguyên lai là mới nhập môn sư đệ a. Chậc chậc chậc. Nhất định là trên thế gian ăn không ít khổ, mới có thể xuất hiện như thế tuổi trẻ tóc bạc, nghĩ đến là kinh lịch thiên hạ buồn phiền đại buồn bã sự tình đi. Còn tốt, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là cái kia Hồ Mị Nhi đã là tại hắn toàn thân cao thấp vuốt ve, một đôi tay ngọc biến đến không quy củ lên, có điều, đi vào Ma Sách Tông, sau này thì có sư tỷ thương ngươi, sẽ không đi để ngươi chịu một chút ủy khuất. Cái kia thì đa tạ sư tỷ. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Hung sát quỷ thì là cực kỳ mập mờ cười cười, dặn dò, Hồ Mị Nhi, về sau Trác quản gia thì giao ngươi hầu hạ, nhưng là tuyệt đối không thể lãnh đạm. Yên tâm đi, đáng yêu như thế sư đệ, ta làm sao lại lãnh đạm đâu. Lần nữa vỗ nhẹ nhẹ đập Trác Phàm hai gò má, Hồ Mị Nhi đùa cười ra tiếng, thế nhưng là, các ngươi làm sao đều gọi hắn Trác quản gia. Hắn gọi quản gia sao? Không, ta trước kia tại một cái gia tộc làm quản gia. Trác Phàm khẽ vuốt cằm giải thích nói, ta gọi Trác Phàm. Hồ Mị Nhi nghe đến, không sai gật đầu, đùa cười ra tiếng, Trác Phàm, nổi bật bất phàm, tên rất hay. Đó là đương nhiên, Trác quản gia quát tháo phong vân, anh hùng. Lần này càng là đến tông chủ ưu ái, tự mình mời nhập tông, tối thiểu là tinh anh đệ tử, sau này sẽ là hạ nhậm tông chủ. Tên có thể không tốt sao? Hung sát quỷ cười lớn một tiếng, cao ngạo nâng lên đầu, dường như cái này tên rất hay là hắn như vậy. Thế nhưng là cái kia Hồ Mị Nhi lại là sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng bất giác hơi hơi siết chặt, trong mắt thần quang nhịn không được rung động động một cái, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Chỉ có người thiếu nữ kia, vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại trên mặt đất, một cái cánh tay còn tại lẻ loi trơ trọi buông xuống, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không để ý giống như. Bao quát, hắn vừa mới thế nhưng là ám sát tương lai tông chủ người thừa kế a. Muốn là Trác Phàm thật kế thừa Tà Vô Nguyệt tông chủ vị trí, về sau còn có thể có hắn quả ngon để ăn. Con người hơi hơi đi loanh quanh, Hồ Mị Nhi bất giác đùa cười ra tiếng, nhìn về phía hung sát quỷ bọn họ nghe ngóng nói, bốn vị chấp sự, các ngươi cũng đừng đùa, liền nội môn đệ tử đều tối thiểu phải là thần chiếu cảnh trở lên tu vi, càng không nói đến là tinh anh đệ tử, nhưng là vị này Trác sư đệ hắn. Thế nào, người còn coi thường chúng ta Trác quản gia hay sao? Không khỏi hiên ngang đầu, hung sát quỷ đắc ý cười to lên, chúng ta Trác quản gia chính là người phi thường, tự nhiên đi vô cùng đường, há có thể theo lẽ thường độ chi? Theo ta thấy, Trác quản gia làm tinh anh đệ tử đều nhân tài không được trọng dụng, chắc là trực tiếp trở thành tông môn chấp sự mới đúng. Không không không, tông môn chấp sự làm sao xứng với Trác quản gia, hẳn là tông môn trưởng lão mới đúng. Lúc này, Lanh lợi quỷ cũng lập tức nịnh nọt nói. Gan nhỏ quỷ gặp, cũng vội vàng trộn lẫn tiến đến, tông môn trưởng lão Trác quản gia cũng không thích đáng, muốn làm coi như tông môn cung phụng. Này, tông môn cung phụng Trác quản gia cũng không ít thỏa đáng, thẳng thắn để cái kia Tà Vô Nguyệt thoái vị, trực tiếp làm tông chủ tốt. Ma Sách tứ quỷ ngươi một câu ta một câu, lại là tranh đến khí thế ngất trời, quái khiếu liên tục, Hồ Mị Nhi ở một bên nhìn đến, gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy. Không còn gì để nói. Bốn vị này chấp sự đầu không bình thường, hắn cũng là sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Theo cái này bốn người trong miệng, căn bản dò xét không đến tiểu tử này bối cảnh.
bất quá nhìn cái này bốn tên tiểu quỷ thân là chấp sự, đối tiểu tử này cư nhiên như thế cung kính, mông ngựa liên tục, nghĩ đến tại trong tông rắc rối khó gỡ, có rất sâu quan hệ đi. Nghĩ tới đây, Hồ Mỹ Nhi lại sâu sắc nhìn về phía Trác Phàm, đã thấy hắn vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh như thường, lại hoàn toàn không có bởi vì tứ quỷ kêu gào, mà hiển lộ ra bất luận cái gì hoặc vui hoặc nộ tâm cảnh ba động. Phảng phất là một miệng sâu không thấy đáy giếng cổ, dò xét không đến đáy lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cô nương, người tên là gì? Chậm rãi cúi người đi, Trác Phàm nhìn lấy cái kia yên tĩnh nữ hài, đạm mạc lên tiếng. Nữ hài nhi kia liếc xéo hắn liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này, Hồ Mỹ Nhi lại mềm mại cười ra tiếng, Trác sư đệ, hắn là Nguyệt Nhi, theo ngươi đồng dạng tu vi, cùng là thiên huyền sáu tầng, tông môn ngoại môn đệ tử. Nghĩ đến tại không chăm chú chiếu cảnh trước, ngươi cũng muốn nhập ngoại môn. Về sau hắn cũng là sư tỷ của ngươi, các ngươi nhưng muốn chiếu ứng lẫn nhau mới đúng vậy a, ha ha ha. Nguyệt Nhi, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm tiện tay đem nàng rớt xuống đất chuôi này binh khí cầm lên, nhìn thật kỹ, lại chính gặp cái này là một thanh loan đao, tứ phẩm ma bảo, không khỏi cười khẽ một tiếng, ngươi tên là Nguyệt Nhi, thì dùng viên Nguyệt loan đao a, ngược lại là cùng tên rất xứng đôi. Lần nữa hung hăng nguyết hắn một cái, Nguyệt Nhi không có trả lời. Thế nhưng là, đúng lúc này, Trác Phàm lại là đột nhiên giơ tay chém xuống, chấp nhất cái kia loan đao hung hăng hướng hắn giữa cổ xóa đi. Trong mắt nhìn không được co lại, Nguyệt Nhi bất giác kinh hãi, muốn né tránh, nhưng là không biết sao bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách di động. Cái kia Hồ Mỹ Nhi cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới một cái mới nhập môn tiểu đệ tử, lại dám như thế lỗ mãng xuống tay với đồng môn, muốn xuất thủ ngăn cản, lại là không kịp. Ma sách tứ quỷ thì là từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Trác quản gia muốn làm sự tình, bọn họ thế nhưng là lười nhác ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Dù sao một cái ngoại môn đệ tử, chết thì chết, nghĩ đến tông chủ sẽ không để ý. Dù sao, tông chủ lực mời Trác Phàm nhập tông, tổng sẽ không bởi vì một cái ngoại môn đệ tử thì vạch mặt đi. Lạnh lẽo đao mang như giống như sao băng chớp mắt là tới, Nguyệt Nhi lạnh lùng song đồng rốt cục bắt đầu có chút kinh hoàng. Đồng tử không cảm thấy hơi hơi lớn hơn một chút. Bất quá, hắn vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, cho dù đối mặt tử vong hàng lâm, cũng mảy may mặt không đổi sắc. Đạo hàn quang kia trong nháy mắt ngừng đến hắn vị trí hiểm yếu vị trí, không động đậy được nữa, nhưng là hắn dĩ nhiên đã cảm thấy đao phong kia phía trên phong duệ chi khí, giống như có lẽ đã cắt xuống cổ nàng giống như, tử vong lại cách hắn gần như thế. Ừng ực, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Nguyệt Nhi không tự chủ được chuyển động con ngươi, nhìn về phía một bên Trác Phàm. Cái này, có lẽ là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào nam nhân này. Mà thu vào hắn tầm mắt, lại là một trương mang theo hí ngược nụ cười. Đem chuôi này loan đao để xuống, Trác Phàm cười lớn một tiếng nói, tiểu nha đầu, lúc trước ngươi xuất thủ đánh lén, có thể đem ta giật mình. Lần này ta cũng hoảng sợ ngươi nhảy một cái, chúng ta tính toán hòa nhau, ha ha ha. Ai? Trác quản gia, cô gái nhỏ này thế nhưng là thương tổn ngươi, tính thế nào chỉ là giật mình đâu. Hung sát quỷ nhất chỉ Trác Phàm trước ngực đỏ tươi, không buông tha nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tại hạ vừa mới nhập môn, cùng Nguyệt Nhi sư tỷ lẫn nhau chào hỏi mà thôi, không có gì to tát, các ngươi cũng liền đừng đi tông chủ bên kia nói huyên thuyên tử. Việc này, như vậy coi như thôi. Vâng, ma sách tứ quỷ lẫn nhau nhìn xem. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, ào ào cúi đầu ôm quyền lĩnh mệnh. Lần này, cái kia Hồ Mỹ Nhi liền càng thêm kinh dị. Bốn người này cử động, quả thực đã không phải chiếu cố tiểu tử này đơn giản như vậy, hoàn toàn cũng là cấp dưới cúi chào hành động. Chẳng lẽ nói người này, là trong tông một vị nào đó cung phụng con nối dõi sao? Vừa nghĩ đến đây, Hồ Mỹ Nhi lần nữa chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm bóng người, bất giác kiều mị lên tiếng, u... Trác sư đệ thật là đại nhân đại lượng, có chính là phụ phong phong cách của cha a. Người nhà gặp qua cha ta sao? Trác Phàm trong lòng cười thầm, biết hắn đang gạt chính mình, nhưng cũng ra vẻ thần bí lắc đầu, cười nói, Mỹ Nhi sư tỷ, thật sự là khách khí. Lúc trước ta còn không nhớ ra được, hiện tại sư tỷ nhắc lên gia phụ, ta ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, gia phụ từng sách trong tông một nữ đệ tử xử sự rất là chu đáo, gọi nói bừa cái gì, hẳn là Mỹ Nhi sư tỷ. Gia phụ thường tán, có Mỹ Nhi sư tỷ phục thị ở bên, thật sự là vô cùng tốt.
Ma sách tứ quỷ sững sờ, bất giác một mặt kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng hồ nghi. Cái này Trác quản gia còn có lão cha à, trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Còn biết Hồ Mị Nhi, chẳng lẽ là trong tông người. Hồ Mị Nhi cũng là cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên có bối cảnh, cũng là không biết lưng tựa người nào. Thế nhưng là, hắn còn muốn lại dò xét, Trác Phàm dĩ nhiên đã thấy tốt thì lấy, khom người cúi đầu, cười nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi gặp tông chủ, xin bái biệt từ đây. Còn có Nguyệt Nhi sư tỷ, người đao. Nói, Trác Phàm đem cái kia loan đao trả lại Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng tiếp nhận đi. Lần nữa nhạt cười một tiếng, Trác Phàm theo tứ quỷ chậm chậm rời đi nơi này, chỉ để lại Hồ Mị Nhi một mặt nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, trong lòng trần trở không chừng. Nguyệt Nhi, chính ngươi trở về Liệu Thương A, sư tỷ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Không tiếp tục nhìn vị sư muội này liếc một chút, Hồ Mị Nhi lạnh lùng lên tiếng, đạp chân xuống, không thấy tăm hơi. Nguyệt Nhi hơi hơi gật gật đầu, trên mặt một mảnh buồn bã sắc, thật dài thở dài. Giống một cái phạm sai lầm cô bé giống như, trong lòng một trận ủy khuất. Một phương diện khác, Trác Phàm cùng Ma Sách tứ quỷ cấp tốc hướng về trên núi tiến lên, một đường lên các loại rộng rãi kiến trúc đáp ứng không xuể. Hung sát quỷ nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy không hiểu, Trác quản gia, tiểu nha đầu kia thương tổn ngài, ngài thật không có ý định truy cứu. Vẫn là để chúng ta tìm một cơ hội, thật tốt giết chết cái kia tiểu nha đầu. Ha ha ha, ít đến. Nhà đầu kia tính tình, ta vẫn là rất ưa thích, như trước kia ta một dạng, vừa nhập ma đạo, thẳng thắn nhưng cũng ngây thơ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, cái gọi là người ngu động thủ, người thông minh dùng miệng. Vừa mới ra tay với lão tử mặc dù là cái kia Nguyệt Nhi, nhưng là ta nhìn nàng cái gì cũng không biết, hẳn là bị sử dụng. Ngược lại là về sau xuất hiện cái kia Hồ Mị Nhi, thu thập tàn cục, kiêm tìm hiểu tin tức, dò xét ta ý. Nếu là chúng ta như vậy coi như thôi, vậy liền tính toán, như còn không buông tha lời nói, đoán chừng hắn muốn giết người diệt khẩu. Trác Phàm thật sâu hít một hơi, tỉ mỉ suy nghĩ, đột nhiên nói, Ma Sách tứ quỷ, ta đến Ma Sách tông sự tình, có phải hay không tiết lộ phong thanh gì? Vì sao còn chưa nhập tông, liền đã bị người để mắt tới? Ách, cái này! Bất giác trì trệ, Ma Sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hung sát quỷ càng là nhún nhún vai nói, cái này rất bình thường a, Ma Sách tông cạnh tranh vốn là rất kịch liệt, mà lại thân là ma môn, đệ tử ở giữa tranh giành đuổi càng thêm thảm liệt. Ngươi cũng biết, chúng ta ma đạo bên trong có chút bí pháp thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, lấy người khác nguyên thần huyết mạch luyện công không đếm hết, thế nhưng là tài liệu này từ nơi nào đến đâu. Ra ngoài tập kích khác phái đệ tử, khẳng định sẽ dẫn tới đại họa, tông môn đại chiến. Sau cùng chỉ có thể là theo đào thải trong các đệ tử, tuyển ra thích hợp bản thân lô đỉnh, làm tinh anh đệ tử tu luyện tài liệu. Nói cách khác, ở chỗ này đào thải, chẳng khác nào mất mạng. Đúng a, chúng ta trước kia tu luyện hợp kích trận thuật, cũng là cầm 999 nói đệ tử nguyên thần tu luyện, cho nên 4 người liên thủ mới có thể hóa thực phi hư. Lúc này, Lanh Lợi Quỷ cũng là vội vã gật đầu, nói bổ sung. Trác Phàm trong lòng không sai. Mà đạo tàn khốc hắn so người nào đều rõ ràng, thất bại giả vĩnh rơi xuống đất ngục, mất đi hết thảy, người thành công thì leo lên nhân sinh đỉnh phong, nắm giữ tất cả. Xem ra là Tà Vô Nguyệt tự mình mời hắn nhập tông sự tình tiết lộ ra ngoài, dẫn tới đệ tử trong tông, đã hoàn toàn để mắt tới hắn. Vừa mới Hồ Mị Nhi dò xét hắn bối cảnh, rõ ràng cũng là tại suy nghĩ, có thích hợp hay không lập tức trừ rơi. Nếu là mình bối cảnh thâm hậu lời nói. Bọn họ cũng không phải là không sẽ động thủ, nhưng nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn. Ngược lại, chính mình như không quyền không thế, bọn họ lập tức liền sẽ xuất động, đem mầm non mạt sát tại chim non mầm thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm bất giác cười lạnh liên tục, khinh thường bĩu môi. Một đám ban đầu nhập ma đạo tiểu đông tây, muốn tính kế ngươi lão tổ tông, còn non cực kỳ. Nhìn lão tử tiến vào tinh anh đệ tử về sau, từng cái đem các ngươi thu thập phục tùng. Người kia cũng là tông chủ thân mời, mới tới đệ tử. Một tòa trong mây cao sơn trong rừng rậm, một đạo thân hình cao to bóng người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới 5 người tiến lên, suy cười ra tiếng, thiên huyền 6 tầng, rất phổ thông a. Tông chủ thực sẽ mời dạng này người nhập môn, còn không tiếc một khỏa cửu phẩm linh đan. Bất giác thở dài một tiếng,
Hồ Mỹ Nhi bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng, cười nhạo liên tục, tiểu tử ngốc này thật có ý tứ, vừa mới Nguyệt Nhi thương tổn hắn, hắn vậy mà chủ động hòa giải. Mà lại nghe hắn ngữ khí, phụ thân hắn hẳn là trong tông một vị đại nhân nào đó vật. Hi hi ha ha, đoán chừng cũng là cái con ông cháu cha a, ngây thơ đơn thuần, không chút nào giống ma đạo tu giả. Dựa vào đi cửa sau đi vào sao, tông chủ cũng không giống như dạng này không có nguyên tắc người. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, nam nhân kia cười lạnh, có lẽ, hắn thiên phú tốt đâu. Tông chủ nhìn lên hắn, tuyệt không phải là không có đạo lý. Đúng, hắn đánh với Nguyệt Nhi một trận, tình huống như thế nào? Nhị sư huynh, người cứ yên tâm đi, tiểu tử này thực lực chênh lệch cực kỳ, tuy nhiên hắn đem Nguyệt Nhi cánh tay bẻ gãy, nhưng chính mình ngực cũng trúng một đao, đại khái 8 lạng nửa cân a, hắn là thắng hiểm. Như vậy thì nói là, hắn thực lực cũng như chúng ta thấy, thiên huyền 6 tầng mà thôi, không có gì thủ đoạn đặc thù. Nhị sư huynh mò sờ cằm, thì thào lên tiếng, như vậy, thì nhìn tông chủ an bài thế nào? Nếu là hắn được an bài vì nội môn đệ tử, tông chủ tự mình dạy bảo lời nói, vậy hắn tiềm chất nhất định hết sức xuất sắc, đối với chúng ta cũng là uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng trừ rơi. Nếu là như tầm thường đồng dạng, an bài ở ngoại môn, ha ha ha. Đại khái cũng là cá nhân liên quan. Tông chủ đại khái lại cùng vị nào cung phụng, thông suốt thành không thể cho ai biết hiệp định. Hồ Mị Nhi nghe đến, không khỏi mị tiếu liên tục, nhánh hoa run rẩy, trong mắt lóe lên chế nhạo chi sắc, ta nhìn vị tiểu đệ đệ này cũng rất hồn nhiên, so Nguyệt Nhi nha đầu kia còn ngốc, tông chủ chắc là chướng mắt hắn, đoán chừng cái sau khả năng càng lớn. Ta cũng cảm thấy như thế, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, nhị sư huynh cùng Hồ Mị Nhi liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Lúc này, 5 người cũng rốt cục đi đến Ma Sách Tông Đại Điện Sơn Môn trước đó, bên trong chính là tông chủ và các vị cung phụng trưởng lão vị trí. Thật sâu nhìn một chút cái kia đóng chặt cửa lớn, hung sát quỷ nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn tiến lên khom người bẩm báo. Thế nhưng là còn không đợi hắn hành động, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, môn kia đã là từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một vị khóe môi nhếch lên 2 chòm râu trung niên nhân. Ma Sách Tứ Quỷ thấy một lần. Vội vàng bái nói, Diêu trưởng lão. Hơi hơi gật gật đầu, Diêu trưởng lão không có xem bọn hắn liếc một chút, trái lại đem ánh mắt trực tiếp rơi xuống Trác Phàm vị trí, đạm mạc lên tiếng, ngươi chính là mới tới đệ tử, Trác Phàm đi. Đúng vậy, Trác Phàm hơi gật đầu, cung kính nói. Tông chủ có mệnh, Trác Phàm vào ở tạp dịch phòng, từ hôm nay trở đi, cũng là bản môn tạp dịch đệ tử, các ngươi dẫn hắn đi thôi. Siêu trưởng lão lời nói tại mọi người bên tai quanh quẩn, lại là để tại chỗ tất cả mọi người nhìn không được kinh ngạc đến ngây người. Tạp, dịch, đệ, tử. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ cùng nhau đại hô ra tiếng, sắc mặt ngốc trệ, quả thực không thể tin được đây là thật. Đường đường thiên vũ đệ nhất đại quản gia, thánh vực 8 hoàng đứng đầu ma hoàng, đến các người cái này Ma Sách Tông đến, thế mà luân lạc tới đi làm tạp dịch cấp độ. Tà Vô Nguyệt, người nhà đi ra cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Người nhà lúc trước dùng một khỏa cửu phẩm linh đan bức lão tử nhập tông, cũng là tới làm mẹ hắn tạp dịch sao? Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Trác Phàm tức xạ mặt lại thẳng tắp rơi xuống. Hung sát quỷ càng là cuống cuồng bận bịu hoảng mà nói, Diêu trưởng lão, ngài có phải hay không lầm, chúng ta Trác quản gia văn võ song toàn, khó được nhân tài, làm sao có thể đi làm tạp dịch đâu? Đây là tông chủ mệnh lệnh, làm sao lại lầm, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi báo danh A, ngày mai chính thức bắt đầu tạp dịch công tác. Cái kia Diêu trưởng lão lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, tiếp lấy đụng một tiếng, không chút lưu tình liền đem cái kia cẩn trọng cửa sắt hung hăng đóng lại, kém chút đem hung sát quỷ cái mũi đều cho đụng rơi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tứ quỷ nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều có chút than thở. Trác Phàm cũng là thở dài, xoa cái trán. Không thể tin dao động cái đầu, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tà Vô Nguyệt trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. 100 phương 1000 kế đem hắn làm ra, chính là vì để hắn làm tạp dịch. Các ngươi cứ như vậy thiếu người à, tạp dịch đều chịu cho cái cửu phẩm linh đan thù lao. Mà trên núi rừng rậm ở giữa, nhị sư huynh cùng Hồ Mỹ Nhi nghe đến tông môn quyết định này, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều là không thể tin lắc lắc đầu. Nhị sư huynh, coi như tiểu tử này không tính tài năng xuất chúng, nhưng tốt xấu là thiên huyền 6 tầng thực lực.
không tiến vào nội môn, nhưng tiến vào ngoại môn dư xài, tội gì phạt nhập tạp dịch phòng đi. Hắn mới đến, cũng không có phạm cái gì sai à. Hồ Mỹ Nhi một mặt không hiểu, nhìn về phía bên cạnh người kia. Nhị sư huynh cũng là nhíu mày, khổ tư không hiểu, rốt cục, hắn dường như nghĩ đến cái gì giống như, bừng tỉnh đại ngộ, à. Chẳng lẽ nói, thế nào, người biết, Hồ Mỹ Nhi vội vàng hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, nhị sư huynh không khỏi suy cười một tiếng, xem ra thật bị sư muội nói chúng, tiểu tử này nhập tông chân không phải từ cửa chính nhập. Người ta đều biết đạo, đệ tử muốn nhập ta tông, chỉ có hai người cho phép mới được, một là tông chủ, hai là đại cung phụng. Mà đại cung phụng luôn luôn cương trực, cửa đối diện quy yêu cầu cực nghiêm. Riêng là đối những cái kia con ông cháu cha, lưng tựa bậc cha chú quan hệ, chen rơi tông môn đệ tử danh ngạch, càng thống hận. Đặc biệt là đi qua lần trước Song Long hội thảm bại, đại cung phụng càng là tức giận khó cản. Nghĩ đến lần này, tông chủ cùng một ít cung phụng giao dịch, bị đại cung phụng biết được. Rơi vào đường cùng, song phương đạt thành hiệp nghị, tiểu tử này lưu lại có thể, nhưng không thể vào tinh anh, tham gia Song Long hội. Phải biết, tạp dịch đệ tử không phải tội nhân, cũng là mới vào tông môn thì bị đào thải chim non, muốn nhập tinh anh đệ tử, căn bản không có tư cách này. Cái kia cứ như vậy, tiểu tử này cả đời tính toán hủy a. Hồ Mị Nhi bất giác thở dài một hơi, nhìn có chút hả hê nói. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, nhị sư huynh từ chối cho ý kiến, ta nhìn chưa hẳn, nếu là hắn cứ như vậy bị hủy, không có bất kỳ cái gì tiền đồ, hắn sau lưng người kia, làm thế nào có thể đáp ứng. Đoán chừng cũng là chờ hắn thực lực đầy đủ thời điểm, cho hắn một trưởng lão cung phụng vị trí, có thể lưng tựa tông môn, có lấy không hết tài nguyên tu luyện cũng coi như. Dù sao, tạp dịch phòng người tuy nhiên không thể vào chủ tinh anh, nhưng trở thành trưởng lão cung phụng không có cái này hạn chế. Mà tinh anh đệ tử, đều là hạ nhậm tông chủ người ứng cử a. Đại cung phụng đại khái chính là vì này kiểm tra, một là phòng ngừa những tên nhị thế tổ này đem tinh anh đệ tử chỉnh thể thực lực kéo chân sau, hai là phòng ngừa tông môn xuất hiện nhất gia độc đại tình huống. Nghe được lời này, Hồ Mỹ Nhi không sai gật đầu, tiếp lấy lại vẫy lấy mị hoặc mắt to hỏi, cái kia tiểu tử này, chúng ta còn muốn hay không chú ý? Cực cái gì ý? Ha ha ha, chỉ cần hắn nhập không tinh anh đệ tử, không có xuất chiến Song Long hội tư cách, đối với chúng ta thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Để hắn tại tạp dịch phòng, thật tốt chờ lấy cái kia người sau lưng, an bài cho hắn chấp sự trưởng lão vị trí đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, nhị sư huynh tâm phía dưới một tảng đá lớn cuối cùng để xuống, Xuân Phong đắc ý chậm chậm rời đi. Hồ Mỹ Nhi thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cũng là khinh thường bĩu môi, theo nhị sư huynh tốc độ rời đi. Giống như vậy con ông cháu cha, trừ bối cảnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sở trường, bọn họ thế nhưng là vạn vạn sẽ không nhìn ở trong mắt, mà lại trong lòng còn cực kỳ khinh bỉ. Dù sao, nếu không phải như thế, lần trước Song Long hội phía trên, bọn họ vốn có khả năng thoát khỏi Hạ Tam Tông vận mệnh, thẳng lên Trung Tam Tông A. Đại điện ngoài cửa, Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ cùng nhau ngồi tại trên bậc thang, mặt ủ mày trao, giống như một cái người lớn mang theo bốn tên tiểu quỷ, ngồi hàng hàng, thừa phong hóng mát. Ai, Trác Phàm một tay chống đỡ đầu gối, tay nâng quai hàm, ai thán lên tiếng. Còn lại tứ quỷ cũng ào ào chiếu vào hắn bộ dáng, cùng nhau thở dài ai. Ma Sách Tứ Quỷ, các ngươi nói cho lão tử, tạp dịch đệ tử trong môn là như thế nào địa vị? Chắc là, không cao đi, nghi đầu nhìn không được nhảy nhót, Trác Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tứ quỷ cùng nhau gật đầu, hung sát quỷ thản nhiên nói, tạp dịch phòng là trong tông tội nhân phòng giam. Chỉ có tội ác tài trời người, mới bị đày đi chỗ đó, chung thân không được giải phóng. Chúng ta bốn người trước kia coi như lại gặp rắc rối, cũng bất quá bị đặt ở Tích Lôi Sơn, chưa đi đến tới đó. Mà lại, nơi đó còn là đệ tử phần mộ, nhập tông khảo hạch thất bại đệ tử, hội bị đày đi chỗ đó, cơ hồ không có tài nguyên tu luyện có thể nói, chung thân tầm thường sống quãng đời còn lại, không có tiền đồ có thể nói. Bất quá cũng có mấy cái ý chí kiên cường, liều mạng tu luyện. Đạt đến thần chiếu cảnh, được trao cho chấp sự trưởng lão chi vị, xem như dốc lòng. Cái kia Trác quản gia coi như tiến chỗ đó, lấy hắn có thể, muốn làm cái chấp sự trưởng lão cũng rất dễ dàng a. Lúc này, gan nhỏ quỷ mở miệng trấn an nói. Thế nhưng là hắn lời ấy vừa ra, hung sát quỷ liền hung hăng một bàn tay đập đi qua, cả giận nói, không có mắt đồ vật, Trác quản gia đó là muốn làm tông chủ người, chỉ coi cái chấp sự,
giống như chúng ta, chẳng phải nhân tài không được trọng dụng. Còn lại ba quỷ nghe đến, suy nghĩ một lát, bình sinh lần thứ nhất không có ồn ào, cùng nhau tán đồng gật đầu. Mà gan nhỏ quỷ cũng là đời này lần thứ nhất, không có cảm thấy bị đánh đến oan uổng, khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy sầu bi. Trong mắt bọn hắn, Trác Phàm là chân chính ma đạo kiêu hùng, há có thể như thế tầm thường. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, cung điện kia cẩn trọng trên cửa chính, một đạo rất nhỏ khe hở, chậm rãi quan hợp. Cùng lúc đó, trên đại điện, vàng son lộng lẫy, nói đạo hỏa trụ cháy hừng hực, từng dãy liệt ra tại hai bên, rất là hùng hồn. Chính bên trong vị trí, Tà Vô Nguyệt một mặt uy nghiêm ngồi tại diều đục tinh điêu ngọc thạch trên bảo tọa, cúi nhìn phía dưới hết thảy. Lúc này, cái kia diêu trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt hắn, khom người cúi đầu nói, khởi bẩm tông chủ, ấn ngài phân phó, đã đem tiểu tử kia đánh ra đến tạp dịch phòng đi. Rất tốt, người đi xuống đi. Vâng, diêu trưởng lão lại khẽ khom người, lui lại lấy rời đi. Đợi đến đại điện phía trên không có người nào thời điểm, Tà Vô Nguyệt không khỏi chuyển hướng bên cạnh một trương đồng dạng to lớn trên ghế ngồi, đạm mạc lên tiếng, đại cung phụng, cái này ngươi hài lòng đi. Tốt tốt một nhân tài, bị ngươi ném tới tạp dịch phòng, hừ hừ hừ. Cứ như vậy, lần này xong long hội, chúng ta Ma Sách Tông chỉ sợ lại ra mặt vô vọng. Tông chủ đối tiểu tử kia ngược lại là nhìn rất mạnh, chỉ là lão phu còn có lo lắng, muốn bí mật quan sát một phen. Đến tột cùng là như thế nào tiểu bối, làm cho tông chủ ngài không tiếc một khỏa cửu phẩm linh đan, cũng muốn mạnh kéo vào tông. Ông một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo trên ghế ngồi đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xám, nhạt cười ra tiếng. Mỉm cười lấy lắc đầu, Tà Vô Nguyệt thở dài nói, xem ra đại cung phụng là bị những cái kia con ông cháu cha dọa cho sợ, lấy vì bản tông lần này cũng sẽ làm chút không đứng đắn tiểu tử đi tham gia cái kia song long hội. Thế nhưng là ngài sai. Bản tông cùng đại cung phụng một dạng, đối lần này song long hội nhất định phải được, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến phá chuyện của ta. Bản tông, muốn trở thành Ma Sách Tông, các đời xuất sắc nhất tông chủ, không có cái thứ hai. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tà Vô Nguyệt thân thể bên trên tán phát ra nhiếp người khí thế. Hơi hơi gật gật đầu, đại cung phụng bất giác cười khẽ một tiếng, Vô Nguyệt, ngươi là từ lần trước song long hội xuống tới người, biết lần kia thảm bại khuất nhục. Ta đối với ngươi tất thắng quyết tâm theo không nghi ngờ. Nhưng là, để một cái tu vi không đến thần chiếu cảnh tiểu tử, trở thành tinh anh đệ tử, tha thứ lão phu không thể dễ dàng như thế quyết đoán. Ha ha ha, không ngại, tiểu tử này làm cho người rất ngạc nhiên, ngài thì nhìn cho thật kỹ a, hắn nhất định có tư cách, thành vì lần này chúng ta Ma Sách Tông tại song long hội phía trên trụ cột vững vàng. Bất giác cười lớn một tiếng, Tà Vô Nguyệt đột nhiên đứng người lên hình. Một mặt tự đắc đi ra ngoài, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thật sâu nhìn một chút hắn phương hướng rời đi, đại cung phụng trầm ngâm nửa ngày, thì thào lên tiếng, vậy mà để Vô Nguyệt như thế tán thưởng người, trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này, coi là thật có lớn như vậy năng lực. Khô Vinh Ngũ Lão, các ngươi nghĩ sao? Ông, lại là một tiếng vang nhỏ phát ra, năm đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện tại đại cung phụng chung quanh. Đem hắn vững vàng vây quanh ở bên trong, ngồi ngay ngắn không nói. Lần trước tiểu tử kia truyền tin ngọc giản, yêu cầu chúng ta Ma Sách Tông viện thủ, Vô Nguyệt vốn định phái người khác tiến đến. Là lão phu, hết lòng các ngươi đi, cũng là muốn cho các ngươi tham tường một chút tiểu tử này, xứng hay không nhập chủ tinh anh, các ngươi thấy thế nào? Đại cung phụng nhìn chung quanh năm người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một trận, lưỡi trưởng lão thăm thẳm lên tiếng. Khởi bẩm đại cung phụng, tuy nhiên chúng ta năm người tiến đến trợ trận Lạc Gia, cùng tiểu tử này ở chung không dài thời gian, nhưng cũng phát hiện kẻ này tâm tư nhanh nhẹn, trí kế làm không kém tông chủ. Nhất đại kiêu hùng, chuyên quyền độc đoán, sợ phi thường khó khống chế, cho dù là tông chủ, cũng rất khó làm đến. Há, vậy hắn là cái cọng rơm cứng. Bất giác khẽ cười một tiếng, đại cung phụng khẽ gật đầu, lão phu cũng không sợ hắn cứng rắn, liền sợ hắn quá mềm. Khó có thể đưa đến trụ cột chi công. Vô Nguyệt ánh mắt, ngược lại là có thể đáng giá tin tưởng. Mà lại, lần trước chúng ta bắt đến Ngự Thú Tông ba người trước đó, bên trong một người đã là bị hủy diệt thân thể, không thể không lấy thần hồn hành động. Lúc đó chúng ta thô sơ giản lược thẩm vấn, mới phát hiện hủy hắn thân thể người, cũng là kẻ này. Lưỡi trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Trong mắt nhìn không được co lại,
Đại Cung Phụng không khỏi quá sợ hãi cái gì. Hắn không phải chỉ có thiên huyền cảnh tu vi à, làm sao có thể hủy một cái hóa hư cao thủ thân thể. Ha ha ha, nhắc tới cũng là ba người kia quá ngu, trúng kế. Bất quá dù vậy, cái đứa bé kia đem cái này ba đại cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn trọng thương một người, thật là kỳ tích. Cái kia lưỡi trưởng lão mặt mỉm cười, đối Trác Phàm tựa hồ cực kỳ tôn sùng. Đại Cung Phụng trong lòng run lên, âm thầm suy nghĩ. Lúc này, lưỡi trưởng lão thật sâu liếc hắn một cái, tiếp tục nói, còn có, ngài không biết còn nhớ hay không đến ma sách tứ quỷ cái kia bốn cái đồ chơi nhỏ. Lúc trước bọn họ đều là vô pháp vô thiên, người nào lời nói đều không nghe, cho dù lại chấn nhiếp, cũng là quay đầu thì quên. Rơi vào đường cùng, tông chủ mới đem bọn hắn ép vào Tích Lôi Sơn, lấy thi trừng trị. Bất quá lần này, bọn họ lại là ngoan rất nhiều, riêng là đối Trác Phàm, bọn họ chẳng những theo lệnh mà làm, hơn nữa nhìn đến hắn tao ngộ bất công lúc, vậy mà thực tình vì hắn thương cảm, kêu to bất bình. Đây là mắt trưởng lão nhìn đến, cái đứa bé kia trên người có một cỗ ngưng tụ nhân tâm vương giả lực lượng, có lẽ, hắn mới là ngài vẫn muốn tìm, nhưng là phó thác đại nghiệp người đi. Thân thể nhìn không được run run, Đại Cung Phụng thật sâu nhìn Khô Vinh Ngũ lão liếc một chút, năm người cùng nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, Đại Cung Phụng hai mắt cũng nổi lên rạng rỡ tinh quang, có lẽ. Lão phu cái kia thật tốt dò xét cha một chút tiểu tử này, ha ha ha. Trạng vạng tối, mờ nhạt ánh nắng tỏa ra năm đạo hưu quạnh bóng người, chậm rãi hướng về phía trước chuyển được. Tại cái kia tràn đầy cỏ dại đất trên đất đá, Trác Phàm mang theo tứ quỷ đều đi rất chậm, tựa hồ đây là một con đường không có lối về, có thể kéo nhất thời thì kéo nhất thời đi. Đáng tiếc, cái kia tới chậm sớm sẽ đến, tàn khốc vận mệnh cuối cùng hội nện đến trên đầu ngươi. Trác quản gia, đến, tạp dịch phòng, dương mắt nhìn xem phía trước, cái kia một mảnh suy tàn thấp bé phòng ốc, hung sát quỷ bất đắc dĩ nhất chỉ, rằng giặc lên tiếng. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời lạnh một đoạn, cái này tạp dịch phòng quả nhiên danh bất hư truyền, cùng hắn năm đó ở Hoa Vũ Thành đặt chân qua xóm nghèo có so sánh. Chỉ là khác biệt duy nhất một chút, cũng là khi đó hắn tâm lý rõ ràng biết, hắn bất quá tạm thời đặt chân ở mảnh này phế tích mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng biết lúc nào nhưng là rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tà Vô Nguyệt, người cho lão tử chờ lấy. Dùng một khỏa cửu phẩm linh đan đem lão tử bắt đến nơi đây, đến chỉnh lão tử, người cảm thấy rất có ý tứ đúng không? Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm ác độc lên tiếng. Ma sách tứ quỷ nghe đến, cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đón lấy, hung sát quỷ liền cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng, có thở dốc không có, cho ra ra đi ra. Đến, lúc này, một tiếng cuống cuồng bận bịu hoảng âm thanh vang lên, tiếp lấy liền gặp một người quần áo lam lũ, tóc tao loạn lão đầu râu bạc, một trận bước loạng choạng chạy tới, nhìn thấy hung sát quỷ vội vàng gật đầu cúi người, a rua lên tiếng, ha ha ha. Mấy vị gia, có gì phân phó? Trác Phàm năm người liếc nhìn nhau, lại nhìn lão nhân này tu vi, bất quá đoán cốt ngũ trọng mà thôi, bất giác ào ào khinh thường bĩu môi. Lão gia hỏa này lớn tuổi như vậy, mới đoán cốt cảnh, tư chất quá kém, còn không bằng thế tục gia tộc tu giả đây. Khó trách bị phân đến tạp dịch phòng, đời này cũng cứ như vậy. Năm người trên mặt ào ào khinh thường dao động cái đầu, lão đầu kia dường như không nhìn thấy giống như, vẫn như cũ lộ ra khiêm tốn nụ cười. Uy, lão gia hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây đây, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Hung sát quỷ nhấc nhấc đầu, cuối cùng tìm tới một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Tuy nói hắn cái đầu vẫn như cũ không đạt được điểm này, nhưng tốt xấu khí thế đi lên. Cái kia lão già cũng là cúi đầu khom lưng, cực lực nịnh nọt, hồi ra lời nói, bọn họ đều đi bắt đầu làm việc, giống dược viên tưới nước, quét dọn vệ sinh những thứ này, còn chưa có trở lại đâu. Vậy các ngươi chỗ này quản sự đâu? Hung sát quỷ khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Cái kia lão già nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng vàng khè, hắc hắc lên tiếng, khởi bẩm đại gia. Lão hủ viên Hưng Cương, cũng là chỗ này quản sự, đã trên trăm năm. Một cái đoán cốt cảnh tu giả, thế mà ở chỗ này trên trăm năm. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn lão giả kia liếc một chút, nghi nói. Lúc trước nghe tứ quỷ chỗ nói, tạp dịch phòng đệ tử đều là đào thải người, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lấy ra làm tài liệu luyện công. Dạng này hoàn cảnh phía dưới còn có thể sống trên trăm năm, lão giả này thật mẹ hắn mạng lớn a. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm nghi hoặc,
Cái kia lão già nhìn hai bên một chút, thấy không có người khác, bất giác nói nhỏ, không dối gạt chư vị ra, tại cái này tạp dịch phòng có thể còn sống sót cũng là có bí quyết. Hoặc là tài năng xuất chúng, tấn thăng tông môn chấp sự trưởng lão, hoặc là coi như người lùn bên trong người lùn. Hắc hắc hắc, lão hủ chính là như vậy người lùn. Người ta bắt người luyện công, người dù sao cũng phải có luyện công giá trị đi. Lão hủ một mực tải áp chính mình tu vi, người ta gặp lão hủ trên thân không có gì có thể sử dụng, liền bỏ qua lão hủ. Hiện tại, lão hủ ở chỗ này thời gian dài nhất, cơm hộp phía trên quản sự. Nghe được lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái này nha một mực về sau co lại, còn thật để hắn hỗn thành co đầu rút cổ chi vương, tạp dịch quản lý bất động sản sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài lên tiếng, muốn là lão tử lời nói, biết mình sớm muộn sẽ bị lấy ra luyện công, sớm mẹ hắn đánh đi ra, há hội chờ chết ở đây. Ai, vị công tử này nghĩ đến dễ dàng, tạp dịch phòng đệ tử đều tu vi thấp, lại không hiểu mở ra kết giới trận quyết, nào có dễ dàng như vậy chạy ra. Huống hồ cũng không phải là không cho sinh lộ, thì xem chính ngươi có thể hay không nắm chặt mà thôi. Bất giác thở dài. Cái kia lão già thản nhiên nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, nhân sinh đến vốn sẽ phải đứng trước sinh tử. Có thể hay không đào thoát, đều xem cá nhân bản sự. Một khi thoát ly khổ hải, vậy cũng nhất định là cường giả. Mi đầu bất giác nhất động, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía lão đầu kia, trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là một cái đoán cốt cảnh tu vi lão già, thế mà lại đối thiên địa đại đạo có như thế cảm ngộ. Cái kia lão già cũng là nheo mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, lại khôi phục cái kia mị mặt thái độ, cười nói, chư vị gia, thời gian dài như vậy, lão hủ còn không biết xưng hô như thế nào, các vị đến đây vì chuyện gì đâu. Hắc hắc hắc, lão đầu tử, người hãy nghe cho kỹ, chúng ta thế nhưng là Ma Sách Tông Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái ma đạo anh kiệt, Ma Sách Tứ Quỷ, hiện đảm nhiệm tông môn chấp sự chức. Hung sát quỷ nhếch nhếch miệng, cao ngạo nâng lên đầu. Cái kia lão già gặp, không khỏi kinh hãi, vội vàng bái nói, nguyên lai là chấp sự đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chỉ là, không biết các vị chấp sự đến đây đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Là cái gì cái đuôi mù cẩu vật, cho ngài quét dọn gian phòng, quét dọn đến không sạch sẽ sao? Cái kia thật không có, chúng ta liền người nào cho chúng ta quét dọn gian phòng cũng không biết, hắc hắc hắc. Chậm rãi khoát khoát tay. Hung sát quỷ cùng còn lại ba quỷ liếc nhau, đều là cười to lên, sau đó liền nhất chỉ Trác Phàm nói, lần này đến đây, chủ yếu là chúng ta Trác quản gia không biết chuyện gì, đắc tội tông chủ, bị giáng chức đến tạp dịch phòng. Bất quá không quan hệ, rất nhanh liền có thể trở về, chỉ là ở chỗ này tạm thời ngốc một trận mà thôi. Ngươi nhưng là muốn sống tốt chăm sóc, nếu là có một chút sai lầm, bắt ngươi là hỏi. Bốn vị gia yên tâm. Lão hủ thế nhưng là tuyệt không dám vì khó vị này Trác đại gia, huống hồ. Ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc Trác Phàm liếc một chút, cái kia lão già bật cười nói, vị đại gia này thiên huyền cảnh tu vi, lão phu muốn làm khó cũng làm khó không lên đúng không? Chỉ là, tạp dịch phòng thật có mấy vị đại gia, coi là thật không thể trêu vào. Cái gì không thể trêu vào, đến thời điểm báo bốn vị gia danh hào. Hung sát quỷ lạnh hừ một tiếng, đại mắng ra miệng. Cái kia lão già co rụt lại là không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu. Trác Phàm gặp, biết bên trong có ẩn tình, liền thản nhiên nói, bốn người các ngươi danh hào rất vang à, báo có làm được cái gì. Tại cái này hỗn loạn chi địa, đến thời điểm còn không phải nhìn lão tử quyền đầu. Ách, bất giác khẽ giật mình, bốn người liếc nhìn nhau, lại là cười to lên. Ha ha ha, Trác quản gia nói đúng, lấy Trác quản gia năng lực. Chúng ta bốn người cũng không xứng chăm sóc. Vậy ngài ở chỗ này thật tốt ở lại, chúng ta đi cho ngài hỏi thăm một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định nghĩ biện pháp đem ngài làm đi ra. Hung sát quỷ gật gật đầu, trong mắt nổi lên vẻ kiên định. Còn lại ba quỷ, cũng là hung hăng gật đầu, trên mặt một mảnh kiên nghị. Cái kia lão già gặp này, trong mắt bất giác lóe qua dị dạng ánh sáng. Chờ tứ quỷ lại căn dặn cái kia lão già một phen về sau. Liền trịnh trọng hướng Trác Phàm ôm một cái quyền, phi thân rời đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, Trác Phàm bất giác bật cười lắc lắc đầu. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cũng có ngày, sẽ để cho cái này bốn tên tiểu quỷ đến chăm sóc chính mình. Ai, Trác tiên sinh nhân duyên thật tốt ha, bị giáng chức đến cái này tạp dịch phòng cường giả,
lão hủ cũng đã gặp không ít. Giống Trác tiên sinh dạng này bị như thế chiếu cố, thế nhưng lại ít càng thêm ít a. Cái kia lão già ria mép hơi hơi run run, lộ ra vẻ đạm nhiên. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, cười nói, tại hạ Trác Phàm, về sau ta thì xưng ngài Viên lão đi. Như vậy sao được, lão hủ nhưng không dám nhận, vội vã khoát khoát tay, lão đầu kia vẻ mặt vội vàng, lão hủ chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi, ngài thế nhưng là thiên huyền cao thủ. Ha ha ha, cái kia có quan hệ gì, ta Trác Phàm kính người, tự nhiên có hắn thật đáng kính chỗ. Tiên sinh mặc dù tu vi không cao, nhưng đối đại đạo lĩnh ngộ lại rất sâu. Nếu là tư chất tu luyện có thể cải thiện, sau này tiền đồ làm bất khả hạn lượng. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái bình thuốc nhỏ, đưa tới, cười nói, đây là trong nhà mang theo thông thiên đan, nhưng là cải thiện gân cốt, trợ ngài tu luyện làm ít công to. Ngày sau đối tại thiên đạo cảm ngộ, chúng ta nhưng là phải thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen mới là. Không khỏi sững sờ, cái kia lão già trong mắt hiện ra hồ nghi, tiếp nhận bình thuốc, nhưng là chờ hắn mở ra nắp bình, nghe thấy được cái kia nồng đậm đan hương về sau, lại là nhìn không được quá sợ hãi, kêu sợ hãi liên tục, 10. 10, thập phẩm đan dược. Viên lão thật sự là kiến thức uyên bác, đoán cốt cảnh tu vi còn biết rõ thập phẩm đan dược. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nghi nói. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Viên Hưng vừa nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Làm cười ra tiếng, ha ha ha. Trước kia làm tạp dịch, cho luyện đan sư giúp qua một chút, gặp qua thập phẩm đan dược, cũng liền một lần kia, sau này lại không duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này, lại nhìn thấy. Trác tiên sinh cùng lão hủ lần đầu gặp mặt, thì đưa lớn như thế lễ, lão hủ thực sự không dám nhận, hoảng sợ rất lão hủ. Ha ha ha, không ngại, dù sao ta cũng không thiếu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. Thế nhưng là hắn không nói còn tốt, lời vừa nói ra, cái kia viên lão lại là một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, đầy là quái dị, ây. Trác tiên sinh, ngài đến tột cùng từ đâu mà đến? Đều có thể xuất ra thập phẩm đan, làm gì tiến cái này ma sách tông đâu? Không có cách, bị buộc, Trác Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng phía sau cái kia hàng rách dưới sân nhỏ đi đến. Đạm mạc lên tiếng, viên lão, không biết ta hôm nay đặt chân chỗ nào. Nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, lại nhìn xem trong tay linh dược, Viên Hưng vừa không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mình ma sách tông đến cái thổ hào a. Dùng một khỏa cửu phẩm linh đan, đổi lấy một khỏa thập phẩm đan hoàn, hắn nãi nãi, nhanh như vậy thì hồi vốn a. Một phương diện khác, một mảnh khắp núi khắp nơi hoa trong ruộng. Đột ngột đến rơi xuống một đám người, áo trắng, nơi ngực, còn thêu lên một cái phát ra ánh sáng màu vàng óng huyền chữ. Bá bá bá. Rất nhanh, mọi người cùng nhau kết động ấn quyết, chỉ về phía trước, cái kia đầy trời biển hoa liền bỗng nhiên một cơn chấn động, biến đến mở đi, ngay sau đó, một tòa nguy nga sông núi xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không nói hai lời, mọi người vịn một cái khóe miệng đỏ tươi, đầy mặt trắng xám nữ tử, vội vã đi vào. Vừa đi, còn một bên lớn tiếng hô quát, không tốt, người tới đây mau, thủy sư tỷ bị thương nặng. Ong ong ong, từng trận không gian ba động truyền ra, một ngọn núi khe bên trong huyệt động, bốn đạo thước tha bóng người khoanh chân ngồi ngay ngắn, làm thành một vòng. Bốn người hai tay lẫn nhau tương liên, từng đạo bảy màu lộng lẫy ánh sáng chiếu rọi quanh người, nổi lên cuồn cuộn pha trộn chi khí. Các nàng bên người, đứng đấy hai người, một cái là lão ông tóc trắng. Râu dài cùng ngực, sắc mặt bình tĩnh. Một cái khác thì là vị công tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn nhã, 20 trên dưới, nhưng là cái kia sắc mặt tái nhợt, lại là để hắn luôn luôn có loại yếu đuối cảm giác. Thỉnh thoảng sẽ còn ho khan hai tiếng, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Khụ khụ khụ, từ trưởng lão, nhược hoa sư tỷ thương thế không sao cả a, làm sao thời gian dài như vậy còn chưa chuyển biến tốt đẹp, muốn hay không thông báo phụ thân cùng chư vị cung phụng bọn họ. Mí mắt hơi hơi run run, cái kia công tử bất giác thở sâu, lo lắng lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, từ trưởng lão cho hắn cái yên tâm ánh mắt, cười nói, công tử không cần phải lo lắng, các nàng bốn người luyện là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, Kim Mộc Thủy Hỏa, các trưởng một hình. Liền đại địa mạch lạc, có thể được Chu Thiên Hồn Viên. Nhược hoa thương thế tại Chu Thiên chi lực trợ giúp dưới, nhất định có thể cấp tốc khôi phục,
thực sự không cần đến vì chút chuyện nhỏ này, đi quấy rầy tông chủ bọn họ. Cái kia công tử nghe xong, hơi hơi gật gật đầu, nhưng nhìn về phía bốn người ánh mắt, vẫn như cũ lo lắng. Đúng lúc này, lại là một tiếng không gian ba động vang lên, bốn người đột ngột đến vừa thu lại khí thế, bốn phía những hào quang này cũng bỗng dưng không thấy tăm hơi. Đón lấy, lại hít sâu một hơi, bốn người chậm rãi mở ra hai con ngươi, đứng dậy. Thủy Nhược Hoa hướng về ba người khác khom người cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ ba vị sư muội xuất thủ cứu giúp. Sư tỷ khách khí, chắc là, ba người cũng cùng nhau hoàn lễ. Cái kia công tử vội vã không nhịn nổi đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ một chút Thủy Nhược Hoa thân thể, gặp nàng lại không việc gì lớn, không khỏi kích động nói, khụ khụ khụ. Nhược Hoa sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ha ha ha, đương nhiên, ngốc đệ đệ, bất giác khẽ cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa cưng chiều vỗ vỗ cái kia công tử đầu. Cái kia công tử cũng là cười nhạt một tiếng, không ngần ngại chút nào. Hai người bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỷ đệ, cho dù tại trong tông môn có trên dưới quan hệ, nhưng hắn vẫn như cũng nguyện ý đem vị sư tỷ này coi như người nhà mình đối đãi. Thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng lại là đột nhiên vang lên, sư tỷ, đã ngươi đã không có việc gì, vậy tiểu muội liền trở về luyện công. Thanh âm đến từ một vị toàn thân bạch y nữ tử, mọi người nghe đến ào ào hướng hắn chỗ đó nhìn qua, lại chính nhìn thấy một trương mỹ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thiếu nhan, lại đầy mặt băng xương. Người này, chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Mí mắt hơi hơi run run, cái kia công tử chăm chú nhìn Sở Khuynh Thành tinh xảo khuôn mặt, không nỡ rời hai mắt, nuốt ngụm nước bọt, mới lấy dũng khí, sâu xa nói, Khuynh Thành sư muội từ khi đi vào Huyền Thiên Tông, liền cả ngày say đắm ở trong tu luyện, không để ý tới ngoại giới sự vật, chẳng phải không thú vị. Hôm nay thật vất vả xuất quan một lần, sao lại muốn trở về? Thiếu Vũ công tử, nghiệp tinh vu cần nhi hoang vu hy, con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ. Ta đến Huyền Thiên Tông mục đích, cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Lần này nếu không phải Nhược Hoa sư tỷ thụ thương, cần Chu Thiên Tứ nguyên trận liệu thương lời nói, ta sẽ không xuất quan. Sở Khuynh Thành lạnh lùng lên tiếng, không thêm một chút tình cảm. Mọi người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này Khuynh Thành sư muội, không hổ là hàn quang kiếm cầm kiếm người, quả nhiên người như kiếm, rét lạnh nội tâm a. Vị công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ai thán, nghĩ không ra ta Tuyên Thiếu Vũ cả đời duyệt mỹ vô số, chưa bao giờ động tâm, duy nhất động tâm người, đúng là một hàn nữ. Ai, đối với người hờ hững cũng coi như, còn tránh xa người ngàn dặm. Tuyên Thiếu Vũ lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, một trương vốn là trắng xám mặt mũi, lộ ra càng thêm trắng bệch hưu quạnh xuống tới. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy, chỗ nào không biết vị tiểu đệ này tâm tư, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười, lực bất tòng tâm. Mình vị này băng mỹ nhân, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đánh động hắn trái tim. Đúng, Sở sư muội, mời ngươi tạm thời tạm dừng bước. Thế mà, lúc đang Sở Khuynh Thành muốn rời bước lúc rời đi, Thủy Nhược Hoa lại là vội vã mở miệng, gọi lại hắn. Sở Khuynh Thành không hiểu, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trầm ngâm nửa ngày, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng, lần này ta đi ra ngoài tìm thuốc gặp nạn, gặp phải một số người, giống như theo ngươi có quan hệ, cho nên muốn xin sư muội dừng bước tham tường một chút. Có liên quan tới ta, mày nhíu lại đến càng sâu, Sở Khuynh Thành càng phát ra không hiểu nhìn về phía Thủy Nhược Hoa. Ngươi lần bị thương này không phải cái kia Hàn Tam thiếu làm gì, có quan hệ gì với ta? Vị kia từ trưởng lão cũng là nghi ngờ nói, Nhược Hoa, nghe trở về đệ tử nói, đưa ngươi trọng thương là Ma Hồn Tông Hàn Tam thiếu. Khuynh Thành hắn cùng Ma Hồn Tông thế nhưng là không có nửa phần liên lụy, này làm sao sẽ cùng hắn có quan hệ? Trưởng lão xin nghe đệ tử giải thích, làm tổn thương ta thật là Ma Hồn Tông Hàn Tam thiếu, nhưng là... Bất giác trần chờ một chút, Thủy Nhược Hoa quay đầu thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, bình tĩnh lên tiếng, cứu ta, lại là Ma Sách Tông người. Cái gì? Không khỏi giật mình, tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn xem, không thể tin, Tuyên Thiếu Vũ càng là nghi ngờ nói, chúng ta cùng Ma Sách Tông từ trước đến nay có hiểm khích, bọn họ làm sao có thể sẽ bốc lên đắc tội Ma Hồn Tông nguy hiểm, cứu chúng ta đâu? Hắn không phải cứu chúng ta Huyền Thiên Tông người, thực. Sự kiện này vẫn là cùng Khuynh Thành có quan hệ, bất giác cười khổ một tiếng, Thủy Nhược Hoa sâu xa nói.
Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người càng là một mặt kinh dị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, hắn làm sao lại cùng Ma Sách Tông có quan hệ. Sở Khuynh Thành cũng là một đầu mơ hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Rear mép hơi hơi run run, từ trưởng lão chăm chú nhìn Thủy Nhược Hoa ánh mắt, nghiêm túc nói, Nhược Hoa, người từ đầu chí cuối đem sự kiện này nói rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình là như vậy. Hơi chút sửa sang một chút mạch suy nghĩ, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng, lúc đó chúng ta tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong phát hiện cửu phẩm linh dược, tam nhan định hồn thảo. Cái gì, vậy nhưng là đồ tốt à, người có hay không đem tới tay? Từ trưởng lão giật mình, đuổi vội vàng cắt đứt nói. Bất giác bật cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, trong tay giới chỉ ánh sáng lóe lên, viên kia dược thảo liền thình lình xuất hiện tại trong tay nàng, khẽ cười nói, đương nhiên lấy tới, vì cho thiếu vũ đệ chữa bệnh, ta liều chết cũng sẽ lấy tới. Nhược Hoa tỷ, cảm ơn ngươi, khụ khụ khụ, Tuyên thiếu vũ một hồi cảm động, không khỏi lại ho khan. Từ trưởng lão thì là mừng khấp khởi đem thuốc kia thảo tiếp nhận, phất phất ống tay áo nói, tiếp tục, ha ha ha. Thực, gốc dược thảo này chúng ta cũng là không chiếm được, bởi vì cùng lúc đó, Ma Hồn Tông người cũng chạy đến. Thủy Nhược Hoa thở sâu, tiếp tục giảng thuật, Ma Hồn Tông Hàn Tam Thiếu, thật sự là rất lợi hại, ta cùng hắn chỉ liều một chiêu, liền bị đánh thành trọng thương. Hừ, cái này Hàn Tam Thiếu quá đáng giận, liền nữ nhân đều hạ trọng thủ. Lần sau chúng ta bốn chị em gặp phải hắn, nhất định muốn dựa vào chúng ta Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, thật tốt giáo huấn hắn một phen không thể. Lúc này, một đạo thân thể lấy hỏa hồng quần áo nữ tử xinh đẹp, nhẹ hừ một tiếng, dương dương trường kiếm trong tay của chính mình, kêu gào nói. Thủy Nhược Hoa nhẹ liếc nàng một cái, lại là cưng chiều sờ sờ hắn cái mũi, cười nói cái kia Hàn Tam Thiếu không phải phổ thông nhân vật, đừng quá khinh địch. Bất quá! Liền xem như là cái kia Trung Tam Tông thiếu chủ, lúc này cũng gặp phải khắc tinh. Trong mắt bất giác nhất định, tất cả mọi người không nói lời nào, cho dù là áo đỏ thiếu nữ kia, cũng ngậm chặt miệng, không nháy mắt nhìn lấy Thủy Nhược Hoa, nghe nàng đến tiếp xuống tự thuật. Ngay tại ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một người nam nhân xuất hiện, cũng là hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cả vùng bổ ra, làm đến cái kia Hàn Tam Thiếu không còn dám vượt lôi chỉ một bước. Cho dù người đã đi, thế nhưng Hàn Tam Thiếu vẫn là không dám bước ra một bước kia, rút về đi. Nói đến đây, Thủy Nhược Hoa trong mắt có chút giật mình lo lắng, tựa hồ lại hồi tưởng lại ngày đó tình hình, ta có thể được đến cái này gốc cửu phẩm linh dược, cũng là hắn đưa cho ta. Mà hắn, chính là Ma Sách Tông người. T. Bất giác hít một hơi thật dài, mọi người liếc nhìn nhau, đều là khó hiểu. Cái này Ma Sách Tông người, làm sao lại vô duyên vô cớ giúp bọn hắn đâu? Hỏa hồng thiếu nữ chớp chớp xinh đẹp mắt to, một mặt cười xấu xa nói, Nhược Hoa sư tỷ, cái kia ma đầu có phải hay không coi trọng ngươi, muốn ngươi cùng hắn song tu à? Ngươi cũng không thể mắc lừa, người trong ma đạo giảo hoạt nhất. Da mặt hơi hơi lắc một cái, Thủy Nhược Hoa chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng không lý do một trận thất lạc, thăm thẳm lên tiếng, hắn cho ta linh dược, xác thực có điều kiện, lại không phải nhằm vào ta, mà chính là... Nói... Thủy Nhược Hoa vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, thản nhiên nói, hắn hướng ta nghe ngóng Khuynh Thành sư muội hai vấn đề, sau đó liền đem dược tài cho ta. Hai cái nào, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Sở Khuynh Thành vội vã mở miệng nói. Ngươi có phải hay không tại Huyền Thiên Tông, sống có tốt hay không? Thủy Nhược Hoa mỗi chữ mỗi câu đáp. Trên mặt lóe qua một mảnh giật mình lo lắng, Sở Khuynh Thành vội vàng lại khẩn cấp hỏi, vậy hắn tên gọi là gì? Ta đây không biết, hắn cũng không nói, còn để cho ta quên ngày đó sự tình. Có điều, đi theo phía sau hắn cái kia bốn cái thần chiếu cảnh người lùn, đều đồng thanh gọi hắn là Trác quản gia. Là hắn, thật sự là hắn. Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, Sở Khuynh Thành đã là thân thể run nhẹ nhẹ, vui đến phát khóc. Nguyên bản băng lãnh khuôn mặt cũng như xuân tuyết tan đồng dạng, nở rộ mở mỹ lệ hoa mặt hắn. Còn nghĩ đến ta. Hắn đang cười. Hai hàng thanh lệ lại chảy ra không ngừng xuống. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, bất giác toàn ngây người. Một là mọi người chưa từng thấy vị này hàn nữ, triển lộ qua nét mặt tươi cười, nhưng là lần này, lại là lộ ra xinh đẹp nhất mỉm cười. Hai là, bọn họ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên đời lại có thể có người có thể đẹp đến mức kinh thiên động địa như vậy. Sở Khuynh Thành không cười đã khuynh quốc khuynh thành,
mặt giãn ra vui mừng cười rộ lên, càng là bách hoa xấu hổ, nhật nguyệt vô quang. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến, cũng bất giác ngây người. Cái kia nam nhân đến tột cùng là ai, vậy mà làm cho Khuynh Thành sư muội chỉ là nghe đến tên hắn, thì hạnh phúc thành như thế bộ dáng. Hung hăng xoa bóp quyền đầu, Tuyên Thiếu Vũ trong mắt hơi hơi động động, bất giác tản mát ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Thủy Nhược Hoa cũng là cười khổ lắc đầu, nhưng nhớ tới Trác Phàm ngày đó tặng hoa yêu nhã, nhưng cũng lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười, thì thào lên tiếng, hắn là ma, có thể đâm vào nhân tâm đại ma đầu. Đương đương đương. Yên tĩnh trong đêm tối, trăng sáng lên cao, gió nhẹ quất vào mặt, Trác Phàm yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở chính mình vừa mới đặt chân cái kia tiểu phá trong phòng, khẽ nhắm hai con ngươi, trên trán một túm ngọn lửa màu xanh, đang thiêu đốt hừng hực. Đây là côn bằng trước kia cho hắn thanh viêm, ngay từ đầu hắn không biết có tác dụng gì, nhưng đi qua côn bằng đề điểm, hắn mới phát hiện, đây là luyện thần chí bảo. Giờ này khắc này, hắn chính dùng cái này viêm luyện hóa nguyên thần. Nguyên thần tinh túy độ cùng cường độ đều tại như bay tăng trưởng. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, từng tiếng quát kêu trung minh lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, làm cho hắn nhịn không được nhướng mày, trên trán thanh viêm nhất thời dập tắt đi xuống. Trác Phàm, Trác Phàm, nhanh lên, tập hợp. Một tiếng thanh âm già nua vội vã vang lên, chỉ chốc lát sau, nhưng nghe cánh cửa đụng một tiếng bị đẩy ra, viên lão cuống cuồng bận bịu hoảng chạy vào. Không nói hai lời, kéo Trác Phàm thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, viên lão, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy. Ai, ngươi vừa tới, không biết, đây là hai vị đại nhân triệu tập tất cả tạp dịch đệ tử tập hợp, nhất định phải nhanh tiến đến, muốn làm muộn, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Viên lão bất giác run run rìa mép, trong mắt tản ra vẻ sợ hãi. Trác Phàm khẽ giật mình. Càng thêm không hiểu, hai vị đại nhân. Cái này tạp dịch phòng, không phải về ngươi quản sao? Này, lão hủ chỉ là trên danh nghĩa quản sự mà thôi, cái này thế đạo, chỗ nào đều là cường giả vi tôn. Ngươi nhìn lão hủ cái này đoán cốt cảnh tu vi, có thể xưng vương xưng bá a. Viên lão một bên lôi kéo Trác Phàm bước nhỏ chạy mau, một bên cười khổ lắc đầu liên tục. Trác Phàm trong lòng không sai, nhìn tới nơi này mặt cũng có địa đầu xà a. Bất quá, hắn lại không lo lắng chút nào, cường long khó áp địa đầu xà, chỉ là bởi vì long không đủ mạnh thôi. Giống hắn con rồng này, thế nhưng là có thể đâm thủng trời trùng thiên ma long, coi như là địa đầu xà, dám chọc đến trên đầu của hắn, cũng phải cho hắn cúi đầu xưng thần, hừ hừ hừ. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, theo cái kia viên lão lôi kéo, liền theo một đường nhỏ chạy đi theo. Rất nhanh. Hai người tới mảnh này tạp dịch phòng chỗ sâu nhất trong một cái góc, ở cạnh lấy chân núi vị trí bên trên, có một cái một người đại tiểu hắc động, xa xa nhìn qua, sâu không thấy đáy. Vụn vặt lẻ tẻ, theo bốn phương tám hướng chạy đến người, chính lục tục đi vào bên trong. Viên lão thấy một lần, không khỏi khẩn trương, vỗ vỗ bắp đùi nói, ai ra, hỏng bét, đều ít như vậy người, đại đa số người khẳng định đều đi vào, chúng ta tới muộn. Vậy thì thế nào? Cái này còn không có người a, chúng ta cũng không phải là cái cuối cùng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng là viên lão lại là cười khổ lắc đầu, các ngươi có thể tới muộn một chút, lão hủ thế nhưng là nửa phần cũng chậm đến không được a. Nói, liền vội gấp lôi kéo Trác Phàm, hướng trong động chen tới. Vừa vào động huyệt, nhưng gặp ánh lửa ngút trời, từng dãy nến tại sơn động hai bên từng cái gạt ra, chiếu sáng cái thông đạo này. Mọi người theo cái thông đạo này bước nhanh tiến lên, đại khái một phút sau, mới lại nhìn đến một mảnh càng sáng hơn hỏa quang. Dương mắt nhìn lên, cái kia đúng là tại trong núi lớn đào ra một cái rộng lớn đại sảnh, đủ có phạm vi mấy chục dặm. Tất cả mọi người đứng trong đại sảnh van xin, mấy chục ngàn chi chúng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước trên đài cao, đứng đấy hai người. Bên trong một trong, là tên nữ tử, nhưng một nửa trên mặt lại xăm lên một cái màu tím đen hạt tử đồ họa. Trong đôi mắt tản ra âm độc chi sắc. Toàn thân khí thế cường hãn lộ ra ngoài, đúng là một vị thần chiếu tam trọng cường giả. Một người khác, là cái khôi ngô đại hán, đầy mặt lạc quai hàm, một bộ hắc bào, khóe miệng lúc nào cũng treo cười lạnh. Theo ẩn ẩn phát ra khí thế, Trác Phàm cũng có thể phán đoán ra, đây là một cái thần chiếu tứ trọng cao thủ. Nghĩ không ra tạp dịch phòng, cũng là tàng long ngọa hổ a. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng. Viên lão hơi hơi lôi kéo Trác Phàm tay áo,
thận trọng nói, bọn họ trước kia đều là nội môn đệ tử, bởi vì phạm sai lầm lớn, bị phạt nhập tạp dịch phòng, đời này tính toán hủy. Cho nên bọn họ tính khí cũng không quá tốt, người tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Tuy nói sau lưng người có 4 vị chấp sự chiếu cố, nhưng bọn hắn sau lưng cũng có trưởng lão che chở, tuyệt đối đừng tùy tiện muốn chết. Viên lão đầu, người đến vì sao còn chưa lên, nói thầm cái gì đâu. Lúc này, một tiếng thô kệch hét lớn vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, lại chính thấy là trên đài cao cái kia mặt mũi tràn đầy hung sát đại hán. Viên lão đầu bất giác rụt cổ lại, hướng Trác Phàm lại đưa cái ánh mắt, liền theo một đường nhỏ chạy lên đài cao, đầy mặt nịnh nọt cười nói, hai vị đại nhân xin lỗi, lão hủ hôm nay tới chậm, mong rằng thứ tội. Hừ, lão già kia, muốn không phải nhìn ngươi lão nhi này một mực không ra gì tài liệu, tư chất kém cực kỳ, lão tử khẳng định bắt ngươi lão gia hỏa này luyện công, đi đứng thật sự là càng ngày càng chậm. Hung hăng nguyết hắn một cái, đại hán kia ồm ồm nói. Viên lão liên tục gật đầu, cười nịnh nói, đa tạ khuê lang đại nhân ân không giết, ha ha ha. Tốt, mau đưa danh sách lấy ra, lão tử muốn kiểm kê nhân số. Hung hăng nguyết hắn một cái, khuê lang hùng hùng hổ hổ nói, lão bất tử, đồ đê tiện, bắt ngươi lão gia hỏa này luyện công, lão tử đều sợ bẩn lão tử công pháp. Đúng vậy a, ha ha ha. Viên lão một mực cúi đầu khom lưng, một mặt tiện tướng. Tiện tay đem một quyển sách đưa cho Khuê Lang. Lấy tới nhìn kỹ một chút, Khuê Lang bắt đầu từng cái điểm danh, Lý Nhị Cẩu, Hoa Thiết Thụ. Khuê Lang thanh âm rất lớn, chấn động đến tại chỗ mỗi người lỗ tai đều đau nhức, tựa hồ tại biểu dương công lực của hắn. Mỗi người sau khi nghe được, đều vội vàng giơ tay lên, hô to một tiếng, sợ động tác chậm, bị hắn nộ khí liên lụy. Chờ sau cùng, tất cả mọi người đã từng cái điểm danh hoàn tất. Khuê Lang đem danh sách lật đến sau cùng, chuẩn bị thói quen khép lại lúc, lại là chợt nhướng mày, nhẹ kêu lên tiếng, cái này lại có mới tới à, Trác Phàm. Tại, Trác Phàm chậm rãi nhấc tay, từ chối cho ý kiến nói. Khuê Lang thật sâu liếc hắn một cái, lại là cười lạnh thành tiếng, hắc hắc hắc. Nếu là mới tới, vậy thì phải trước cho lập cái quy củ. Không không không, Khuê gia, thủ hạ lưu tình, thế mà, đúng lúc này. Viên lão lại là vội vã khoát khoát tay, ngăn cản, khẩn cầu, Khuê gia, người này là từ 4 vị chấp sự bảo bọc, dặn đi dặn lại muốn sống tốt chăm sóc. Ngài muốn là thương tổn hắn lời nói, ta chỗ này không có cách nào bàn giao a. Cười lạnh, Khuê Lang không chút nào quản, hai tay nắm nắm quyền đầu, phát ra giòn vang, hừ, có chấp sự bảo bọc lại như thế nào, sau lưng lão tử nhưng vẫn là trưởng lão đây. Tới nơi này, liền phải thủ nơi này quy củ. Khuê gia. Lần này không giống nhau, cái kia 4 vị chấp sự đối vị này chính là nhìn rất mạnh, còn tuyên bố muốn đi tông chủ chỗ ấy cho hắn đòi công đạo. Ngài suy nghĩ một chút, ngài sau lưng trưởng lão, sẽ như thế quan tâm ngài sao? Trong mắt lăn lông lốc loạn chuyển, viên lão cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Thân thể không khỏi trì trệ, Khuê Lang cẩn thận suy nghĩ. Bọn họ đều là bị tông môn vứt bỏ người, liền xem như trước kia sư phụ, thấy mình không có tiền đồ. Cũng không còn hỏi đến, sinh tử từ mệnh. Duy nhất chỗ tốt, cũng bất quá là có thể tùy thời đi trước kia địa phương bái gặp một chút sư phụ, hiểu một số thông tin. Nhưng là muốn để sư tôn vì hắn ra mặt, lại là không có khả năng. Nếu là cái kia 4 vị chấp sự đối cái này Trác Phàm thật coi trọng như thế, lại không tiếc bốc lên chống đối tông chủ mạo hiểm, đi xin tha cho hắn lời nói, vậy hắn như ra cái gì chuyện rắc rối, bọn họ cũng là tuyệt đối muốn thay hắn ra mặt. Hắn cũng không muốn gây lên tông môn chấp sự a. Khuê Lang, đã tiểu tử này như thế bị coi trọng, bối cảnh nhất định không đơn giản, vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Lúc này, nữ tử kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cũng mở miệng nhắc nhở. Hơi hơi gật gật đầu, Khuê Lang hít sâu một hơi, cuối cùng để xuống quyền đầu. Không cần thiết vì một ít mật, đưa tới một đám ong mật a. Nghĩ như vậy, Khuê Lang đôi mắt khẽ nhúc nhích. Sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên, cất cao giọng nói, hôm nay gõ chuông gọi mọi người tới tập hợp, không vì cái gì khác, chỉ vì một kiện sự tình. Hôm nay, Tu La Tràng lần nữa mở ra, chỉ có người thắng mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bất giác sợ hãi cả kinh, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, kêu gọi liên tục, nói đùa cái gì, Tu La Tràng không phải 3 năm vừa mở à, hiện tại mới vừa mới qua đi nửa năm, như thế nào? Khinh thường lạnh hừ một tiếng. Khuê Lang sâu xa nói, mặc kệ là 3 năm, vẫn là nửa năm, thực đều như thế,
chỉ có cường giả mới có thể sống đến sau cùng. Người thất bại, chỉ có thể làm tài liệu cống hiến cho tông môn. Hiện tại, thì ở trong sơn động này, tiếng chuông một vang, liền bắt đầu chém giết, tiếng chuông dừng lại, liền lập tức đình chỉ, nghe đến sao? Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm hoảng loạn lên, bọn họ thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có a. Bọn họ còn tưởng rằng lần này tập hợp sẽ có chuyện gì an bài, tỉ như vị nào trưởng lão lại muốn khánh thọ, bọn họ tốt cho chuẩn bị một phen. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là mở ra tu la chàng. Cái này tông đệ tử trong môn phái tài liệu luyện công, lại không đủ sao. Viên lão nhìn thấy, nhìn Trác Phàm liếc một chút, cũng là khẩn trương, hướng hai người thỉnh cầu nói, Khuê gia, cái kia Trác Phàm là mới tới, còn chưa thấy qua tu la chàng tàn khốc, có thể hay không dàn xếp một chút, đừng để hắn tham gia. Hừ, quy củ cũng là quy củ, coi như xem ở chấp sự trên mặt, lão tử không tìm hắn để gây sự, nhưng tu la chàng là mỗi cái tạp dịch đệ tử đều muốn thủ quy củ, hắn nếu không thủ, về sau ta như thế nào phục chúng. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Khuê Lang quả quyết cự tuyệt. Nữ tử kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng, Viên lão đầu, ngươi cũng không cần quá gấp, tiểu tử kia thiên huyền 6 tầng tu vi, tại bọn này tạp dịch đệ tử bên trong tính toán mạnh, nhất định có thể sống đến sau cùng. Khuê Lang liếc Trác Phàm liếc một chút, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra bọn họ cũng không phải là không cố kỵ Trác Phàm sau lưng chấp sự, chỉ là biết hắn nhất định không có việc gì, mới để hắn lên. Nghĩ thông suốt điểm này, Viên lão cũng là khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Quỷ diện La Sát, Nguyệt Linh, Hắc diện Diêm La, Khuê Lang, lão tử cầm bà nội ngươi cái chân. Đột nhiên, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, trong đám người chợt có một người, bỗng nhiên chỉ hướng trên đài hai người, mắng to lên tiếng, đừng cho là ta không biết, tông môn căn bản không có yêu cầu thu thập tài liệu luyện công. Lần này ngoại môn đệ tử vào nội môn tỉ thí, lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi chỉ là cho các ngươi muội muội, nhi tử thu thập tài liệu mà thôi, lấy việc công làm việc tư, lão tử muốn đi tông môn cáo các ngươi một trạng. Vừa dứt lời, người kia liền đằng không bay lên, trong nháy mắt hướng ngoài động bay đi, đúng là một cái thiên huyền nhị trọng cao thủ. Thấy tình cảnh này, Khuê Lang bất giác cười lạnh, trong mắt đột nhiên ngưng tụ, một đạo màu đen cương phong liền đột nhiên hướng người kia phóng đi. Đụng một tiếng, người kia đột nhiên cảm giác đầu đau xót, một miệng tâm huyết phun ra. Thoáng chốc thì ngất đi, ngã trên mặt đất. Mọi người thấy một lần, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Trác Phàm nhìn đến, cũng là mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên thần trùng kích, có điều hắn cái này lực lượng nguyên thần lại cực kỳ bá đạo, hẳn là cùng công pháp có quan hệ. Xem ra là dùng cái gì tà thuật, mới đưa nguyên thần luyện bén nhọn như vậy. Quay đầu lại nhìn mọi người tại đây liếc một chút, Trác Phàm lập tức hiểu được. Có nhiều như vậy tài liệu luyện công, khó trách. Có điều, chuyện này với hắn về sau nhưng là không có chỗ tốt gì. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, Trác Phàm trong lòng bật cười lắc đầu. Đúng vào lúc này, làm một tiếng vang nhỏ phát ra, cái kia Khuê Lang đã là gõ vang bên cạnh chuông đồng, nhìn lấy phía dưới tất cả mọi người, lạnh lùng lên tiếng, tu la chàng mở ra, dám can đảm chạy ra người, giết chết bất luận tội. Tính, giống như chết tính. Tất cả mọi người dị thường cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhưng cũng không động thủ. Tất cả mọi người như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy người khác động tác, trên đầu đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đụng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một cái đoán cốt bát trọng tu giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhất thời không có sinh cơ. Mọi người bất giác quá sợ hãi, dương mắt nhìn lên, lại chính gặp Khuê Lang chính lạnh lùng nhìn phía dưới. Nâng lên một bàn tay chậm rãi để xuống. Nếu như các ngươi không động thủ lời nói, lão tử thì thay các ngươi động thủ, thẳng đến giết đủ số mới thôi, còn người nào xui xẻo như vậy, vậy coi như không nhất định. Cười lạnh, Khuê Lang trong mắt lóe lên khiếp người tinh mang. Ừng ực, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt mọi người sợ hãi càng sâu, lại nhìn về phía chung quanh người khác lúc, hai mắt đã nổi lên điên cuồng hồng mang. A, hét lớn một tiếng. Không biết là ai dẫn đầu xuất ra ma bảo, hướng người chung quanh chém tới. Hắn tất cả mọi người cũng tất cả đều toàn thân khí thế đại phóng, cùng người bên cạnh chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng kêu gào vang lên liên miên, nói đạo huyết quang bay tán loạn, dâng trào đến mỗi một góc. Vừa mới còn nến thông minh sơn động, trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng tươi đẹp huyết sắc,
biến đến tanh hôi lên. Một từng bộ thi thể ào ào ngã xuống, trong mắt không có kinh hoàng, cũng không có ngoài ý muốn, chỉ có hoảng sợ cùng điên cuồng xen lẫn vẻ phức tạp. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng rõ ràng, đây là tại cực độ hoảng sợ phía dưới xuất hiện điên cuồng. Có lẽ ngay từ đầu mọi người chém giết, là vì chính mình còn sống, nhưng là chậm rãi, tại cái này điên cuồng trong chém giết, bọn họ đã không biết bọn họ đến tột cùng vì sao mục đích. Bởi vì tại thời khắc này, như thế tàn bạo bầu không khí bên trong, trong lòng bọn họ ma đã hoàn toàn khống chế bọn họ tựa như đề tuyến như tượng gỗ càng không ngừng giết tiếp, trong lòng một mảnh mờ mịt, chỉ có hưng phấn. Cái này, cũng là tu la tràng, mỗi người đều hóa thành ma, không có một cái nào tránh thức người tồn tại tu la tràng. Hưu! Đột nhiên, một tiếng xé gió vang, một cái thiên huyền tam trọng cao thủ đã giết đỏ mắt, vậy mà mất đi phán đoạn năng lực, hướng Trác Phàm cái này thiên huyền 6 tầng cao thủ vọt tới, hoàn toàn thì là muốn chết. Trác Phàm đứng bất động, trong lòng dị thường bình tĩnh, chờ người kia vọt tới trước người lúc, mới tùy ý vung tay lên, lúc này đem người kia đập đến xương cốt đứt gãy, trong nháy mắt không có khí tức. Nhưng hắn thi thể rơi xuống mặt đất về sau, trong mắt vẫn là tản ra không hiểu điên cuồng ý cười. Trác Phàm cúi đầu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không vui không buồn, chỉ có một mảnh bình thản. Cứ như vậy, Trác Phàm một mực tại cái kia hỗn loạn trong sân đứng đấy, không nhúc nhích, tựa hồ bên cạnh giết hại cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Chỉ có một ít giết đỏ mắt người, không biết sống chết chạy đến hắn nơi này đến, hắn mới có thể tiện tay giải quyết hết. Ngoài ra, hắn không làm bất cứ chuyện gì. Như là một khối tại bão táp bên trong bất động đá ngầm. Cho dù chung quanh dao động hãi lãng, nó nhưng như cũng như vậy yên tĩnh bình tĩnh ở nơi đó, không có chút nào di động, không bị bên ngoài nửa phần ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn cứ như vậy, lại trở thành giữa sân bắt mắt nhất tồn tại. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Khẽ chau mày, Khuê Lang nhất chỉ Trác Phàm nói, như thế nhiệt huyết tràng diện, lão tử cũng không khỏi có chút hưng phấn, muốn đi xuống đại sát tứ phương, làm sao tiểu tử này một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tỉnh táo như vậy. Giống như hắn căn bản không tại cái này tu la tràng bên trong một dạng, cùng nơi này không hợp nhau. Nguyệt Linh nghe đến, cũng là hướng cái kia bên trong nhìn qua, mi đầu hơi nhíu nhăn, nghi nói tiểu tử này xác thực cổ quái, không chút nào giống ma đạo tu giả, thậm chí ngay cả đồng dạng tu giả đều không giống. Như thế tình cảnh phía dưới, liền xem như chính đạo nhân sĩ, cũng nên tiếng hô giết rung trời, nhưng hắn mới thật sự là cao thủ a. Trong mắt bất giác tinh quang lóe lên, Viên lão khẽ vuốt chòm râu, chăm chú nhìn Trác Phàm bóng người, trong mắt một mảnh thâm thúy, thăm thẳm lên tiếng, trong lòng mỗi người đều có ma, chúng ta người trong ma đạo, chính là muốn đem trong lòng chi ma dẫn xuất, triệt để luyện hóa nó, lĩnh hội đại đạo. Thế nhưng là người bình thường chỉ luyện đến ma chi biểu tượng, ma tính phóng ra ngoài, một khi gặp phải dạng này giết hại cảnh tượng, liền sẽ bị ma tính khống chế, rơi vào trầm luân địa ngục. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn đã đem ma tính nội liếm, tâm tính tu luyện tới cùng cực chỗ, hóa thành chân ma. Chánh thức làm đến hắn tại khống chế ma, mà không phải ma tại khống chế hắn. Thật sâu hít một hơi, Viên lão một mặt cảm thán, nghĩ không ra hắn tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm tính tu vi, tương lai được thành đại đạo, tiền đồ thực tại bất khả hạn lượng a. Viên lão trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh nhìn lấy hắn, dĩ nhiên đã là ngây người. Lão gia hỏa này lúc nào biến đến thâm trầm như vậy, nói chuyện chúng ta một chút cũng nghe không hiểu. Viên lão đầu, người không có bệnh đi. Bất giác nghi ngờ nháy mắt mấy cái, Khuê Lang chăm chú nhìn Viên lão, hồ nghi nói. Bất giác khẽ giật mình, Viên lão lại nhìn hai người liếc một chút, nhìn không được bật cười ra tiếng, ha ha ha. Lão hủ biểu lộ cảm xúc, hai vị chớ để ý, ta chính là muốn nói cái này Trác Phàm không phải người bình thường, còn mời hai vị ngày sau nhất định phải chiếu cố thật tốt mới là. Đụng, hung hăng gõ một chút Viên lão đầu, Khuê Lang mắng to lên tiếng, trang bức nửa ngày, không phải liền là còn để cho chúng ta chiếu cố hắn a, làm đến ngươi cùng tuyệt thế cao thủ một dạng, thâm trầm cái gì? Ha ha ha, đúng vậy a, về sau lão hủ cũng không dám nữa. Cười nịnh gật gật đầu, Viên lão một mặt tiện tướng. Khuê Lang hai người gặp này, bất giác liếc nhau, đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão già này thực lực không được tốt lắm. Giả đến mức ngược lại là ra dáng, thế mà còn nói về đạo thống, kém chút liền đem bọn hắn cho hù dọa. Khó trách có người nói,
già mà không chết là vì tặc. Lão già này, quả nhiên sắp thành tinh. Nửa canh giờ về sau, Tu La Chàng tiếng la giết vẫn như cũ kinh thiên động địa, Trác Phàm cũng là như lúc trước đồng dạng sừng sững bất động, chỉ là như thế yên tĩnh mà nhìn xem, thỉnh thoảng tiện tay đem bên cạnh tạp ngư xử lý. Khuê Lang nhìn phía dưới vẫn như cũ hừng hực khí thế chiến trường, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ chuông đồng, phát ra tương xứng giòn vang. Thế nhưng là không có dùng, tại chỗ tất cả mọi người đã nhập ma, giết đỏ mắt, hoàn toàn không dừng được. Không có cách nào, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh một tiếng, thở sâu, gầm thét mà ra toàn tất cả dừng tay. Dung khắp thiên địa giống to, trong sơn động không ngừng quanh quẩn, dẫn tới toàn bộ sơn mạch đều tại rầm rập rung động. Hai người cường đại lực lượng nguyên thần, theo tiếng giống thẳng vào trong tai mọi người, nhất thời liền đem mọi người chấn động đến đầu đau xót, ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Một trận đã đem tất cả mọi người bức điên giết hại, cũng thoáng chốc dừng lại. Còn sống người ôm đầu, thê lương một mảnh, lăn lộn trên mặt đất. Chết người, thì vĩnh viễn nằm tại cái kia trong vũng máu, song đồng mở to, mắt lộ ra hung mang, dĩ nhiên đã không có nửa phần khí tức. Khuê Lang quét mắt nhìn một vòng, cùng một bên Nguyệt Linh liếc nhau, hài lòng gật đầu, những tài liệu này, đầy đủ hai người bọn họ dùng. Nguyệt Linh cũng là vui mừng gật gật đầu, khóe miệng khó được xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là đúng lúc này, Khuê Lang chính đầy mặt vui vẻ ngó nhìn chiến trường, lại là đột nhiên song đồng ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Khuê Lang? Lông mày nhíu lại, Nguyệt Linh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không nói gì, Khuê Lang tròng mắt bất giác động động, rung động cánh tay nâng lên, chỉ hướng về phía trước. Nguyệt Linh trên mặt hồ nghi, theo hắn chỉ hướng nhìn qua, nhưng cũng là trong lòng thình lình giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ở nơi đó, Trác Phàm vẫn như cũ đứng bình tĩnh lấy, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn mọi người một cái tình huống, khoan thai tự đắc. Không có khả năng, hai người chúng ta hợp lực phát ra ma âm nhiếp hồn, hắn làm sao có thể một chút việc đều không có. Trong mắt nhìn không được co lại, Nguyệt Linh bất khả tư nghị nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Khuê Lang trong lòng suy nghĩ, suy đoán lên tiếng, hắn chỉ là cái thiên huyền sáu tầng mà thôi, lực lượng nguyên thần không có khả năng chịu được hai người chúng ta chấn nhiếp. Duy nhất khả năng, cũng là hắn có bảo hộ nguyên thần ma bảo. Nghe được lời này, Nguyệt Linh cũng là khẽ gật đầu, rất tán thành. Lão Hủ đã sớm nói, hắn không phải người bình thường, hai vị cố gắng nhất tốt chăm sóc mới là. Lúc này, viên lão lần nữa thừa cơ nói. Liếc nhìn nhau, hai người cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, khẽ gật đầu. Có thể bảo hộ nguyên thần ma bảo, cũng không phải bình thường người có thể lấy ra đồ vật. Tiểu tử này chỉ là thiên huyền sáu tầng mà thôi, lại có loại này đồ chơi hay, tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm coi trọng. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm quái thai này, vốn là nguyên thần cường đại, thậm chí đồng dạng thần chiếu cao thủ nguyên thần cường độ cũng không sánh nổi hắn. Đến mức bối cảnh, ha ha, Tà Vô Nguyệt tuy nhiên tự mình mời hắn nhập tông, nhưng căn cứ đối với hắn tín nhiệm, lại là không chút nào cho hắn bất luận cái gì chiếu cố. Có thể nói, có tương đương không có. Chỉ bất quá Trác Phàm trên thân chỗ thần bí quá nhiều, để mỗi một cái nhìn thấy người khác, cũng không khỏi đến bị hù dọa mà thôi. Khụ khụ khụ. Bất giác ho nhẹ một tiếng, Khuê Lang lần nữa thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, liền lại quét về phía tại chỗ người khác chúng, lớn tiếng hô quát nói, chúc mừng chư vị, lần này Tu La Chàng bên trong còn sống. Hiện tại các vị có thể đi trở về, ngày mai còn có rất nhiều tạp dịch nhiệm vụ, chờ lấy các vị đâu. Nói xong, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh khiến người ta đem những thi thể này sưu tập lên, liền rời đi. Bọn người người, bởi vì đại nạn không chết, cũng ào ào vui vẻ rời đi. Chỉ có Trác Phàm, nhìn lấy đây hết thảy, lại là cười lạnh liên tục, đám người kia, cùng nông trường bên trong chăn heo khác nhau ở chỗ nào. Khác nhau ở chỗ, bọn họ còn có một đường sinh cơ. Rear mép hơi hơi run run, viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, nhìn lấy mọi người biến mất bóng người, khẽ thở dài, nhân tâm tự tư, nhân tâm sinh ma, nếu là bọn họ liều chết phản kháng lời nói, cho dù không thành công, nhưng tông môn không có lợi ích có thể được, tạp dịch phòng nơi này, cũng đã sớm không tồn tại. Thế nhưng là, tông môn cho bọn hắn lưu một con đường, chỉ cần tu luyện tới đủ mạnh cấp độ, liền có thể đi ra nơi này, trở thành trưởng lão chấp sự.
cho nên bọn họ liều mạng chém giết, nghĩ đến cũng có ngày trở nên nổi bật, lại vừa vặn thành toàn tạp dịch phòng công dụng. Cho nên nói, không phải tông môn coi bọn họ là heo dưỡng, là chính bọn hắn tâm, cho mình nhốt vào trong chuồng heo. Viên lão cười nhẹ lắc đầu, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, bất quá cái này cũng rất tốt, thế gian cường giả vi tôn, cho dù tại cái này trong chuồng heo, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể lao ra. Còn lại người, đều là người yếu, khôn sống ngu chết, sống được không bao lâu. Nghe được lời này, Trác Phàm gật gật đầu, giống như có điều ngộ ra. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, ma tông càng là như vậy. Cái này tạp dịch phòng cũng là tu la địa ngục, đã là tông môn đệ tử tài liệu luyện công đòi lấy chi địa, lại là cường giả chân chính thuế biến chỗ. Muốn là tại như thế tình cảnh dưới đều có thể đi ra ngoài lời nói, hẳn là kinh lịch đếm nhiều sinh tử đọ sức đại tài, thành tông môn cột trụ. Nhìn như vậy đến, cái này tạp dịch phòng tại ma sách tông bên trong, thật đúng là trọng yếu nhất hoàn. Mà lại, muốn tới thế gian vốn cũng không có nhân chữ, có chỉ là sinh tồn cùng tử vong, mà cái này tạp dịch phòng, lại chính là một cái cởi xuống tất cả thế gian dối trá áo ngoài tiểu thiên địa. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm khẽ nhắm hai con ngươi, tâm cảnh tựa hồ lại có tăng lên, minh ngộ không ít. Ông, một đạo rõ ràng ba động từ Trác Phàm thể nội phát ra, tiếp lấy hô một tiếng, một nói ngọn lửa màu xanh tại hắn trên trán cháy hừng hực lên. Viên lão giật mình, trong hai con ngươi nhìn không được rung động, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, nhưng ngửi ba một tiếng vang nhỏ, Trác Phàm toàn thân khí thế đúng là đột nhiên lần nữa tăng lên mấy lần, thế mà cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy trong nháy mắt, tu vi thì theo thiên huyền 6 tầng đột phá đến thiên huyền thất trọng cảnh. Viên lão nhìn đến đầy mặt hoảng sợ, âm thầm tán thưởng. Nghĩ đến tiểu tử này là khi nhìn đến cái này tu la chàng về sau, trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ, tâm cảnh lại có một đoạn tăng lên, mới có thể kéo theo lấy tu vi cũng trong nháy mắt tăng lên. Nhưng dù vậy, tâm cảnh cũng là tâm cảnh, tu vi cũng là tu vi. Tu vi quyết định ngươi thực lực bây giờ, tâm cảnh quyết định ngươi về sau thực lực, hai người cũng không có trực tiếp liên hệ. Tâm cảnh tăng lên, cũng rất khó kéo theo tu vi tăng lên, từ cổ chí kim có thể làm được người, cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm có. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm lại làm đến, cái này chỉ có thể nói rõ, kẻ này ngộ tính độ cao, hiếm thấy trên đời, quả thật người đại tài a. Song đồng nhìn không được động động, viên lão một mặt kích động nhìn chằm chằm Trác Phàm, cuống họng đều có chút khô khốc. Chờ Trác Phàm khí thế đã ổn định, thanh viêm thu hồi, mở ra hai con ngươi lúc, cái kia như là phát hiện như hoàng kim ánh mắt, vẫn như cũ không nháy mắt phóng thích ra hào quang óng ánh. Ách! Khẽ chau mày, Trác Phàm bị lão gia hỏa này như thế hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng bất giác có chút khó chịu, vội ho một tiếng, thản nhiên nói, khụ khụ khụ. Viên lão, người cái này là ý gì? Nếu là kìm nén đến hoảng, người cũng đừng tới tìm ta a, ta không phải loại khẩu vị này. Bất giác khẽ giật mình, viên lão suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra lời này. Không khỏi bật cười lớn nói, Trác tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm, lão hủ tuy nhiên già nua, nhưng cũng là cái thẳng. Lời vừa nói ra, hai người lần nữa liếc nhau, cùng nhau cười to lên. Đúng a viên lão, thật không nghĩ tới cái này tạp dịch phòng chọn lựa tài liệu, lại là như thế chọn lựa. Ngưng cười sau đó, Trác Phàm cùng viên lão sóng vai quay trở về, Trác Phàm trầm ngâm một trận, nghi ngờ nói, chỉ là lấy viên lão ngài thực lực. Thế mà có thể tại nhiều như vậy lần tu la chàng bên trong sống sót, cũng thật sự là kỳ tích a. Này, cái gì kỳ tích không kỳ tích, chỉ là mọi người cách sống khác biệt thôi. Cường giả có cường giả sinh tồn chi đạo, người yếu cũng có người yếu sinh tồn chi pháp. Huống hồ, lão hủ cái kia đoạn thời điểm, cũng không có tu la chàng quy củ này. Tông môn trưởng lão đều là đến chọn lựa tài liệu luyện công, lão phu sợ được tuyển chọn, cố ý áp chế tu vi. Các trưởng lão chướng mắt. Cũng liền sống sót, về sau lão hủ lớn tuổi nhất, ở chỗ này thời gian dài nhất, cũng liền thuận lý thành nơi này quản sự, nắm giữ miễn tử kim bài, thoát ly khổ hải. Há, cái này tu la chàng quy củ, lông mày nhíu lại, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Nhìn hai bên một chút, thấy không có người, viên lão mới cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, Trác Phàm, ta nói cho ngươi, thực cái này tu la chàng quy củ, là Khuê Lang đại nhân tới nơi này sau định ra đến. À, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Trong lòng nhất động, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão thản nhiên nói, Trác Phàm, người biết cái này tạp dịch phòng có hai loại người.
Một loại là bị đào thải đệ tử, bọn họ hạ chàng chỉ có hai cái, hoặc là bị coi như tài liệu luyện công, hoặc là nhất phi trùng thiên, trở thành chấp sự trưởng lão. Còn có một loại, chính là bị phạt đến nơi đây cường giả. Bọn họ bản thân mang tội chi thân, tự nhiên không có nhiều như vậy đường sống, chỉ sợ trung thân liền muốn ngưng lại ở đây. Bất quá trong tông có một quy củ, cũng là lập đại công người, phía trước vô luận bất luận cái gì sai lầm, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia là đối ngoại mặt người mà nói a, đều bị đưa đến tạp dịch phòng, có thể lập cái gì không? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Viên lão cũng là mỉm cười cười một tiếng, nhưng lại từ chối cho ý kiến nói, vậy cũng không thể nói như vậy, tựa như lão hủ trước kia nói, cường giả vĩnh viễn là cường giả, muốn lập công người, ở nơi nào đều có thể nghĩ đến lập công chi pháp. Thì giống bây giờ, cái này tu la chàng như tiếp tục kéo dài, quả nhiên là một cái công lớn a. Há, cớ gì nói ra lời ấy? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghi ngờ nói. Ngẩng đầu nhìn chút trời, viên trong đôi mắt già nua tinh quang lóe lên, đạm mạc lên tiếng, trước kia tạp dịch phòng người, mặc dù biết có con đường sống, nhưng là có thể lao ra dù sao số ít, cho nên đại đa số người đều tầm thường, có thể làm cả ngày tính toán một ngày, giống lão phu dạng này càng là cực lực áp chế tu vi, sợ bị những cái kia tu luyện ma công trưởng lão nhìn lên mang đi. Cho nên trước kia tài liệu luyện công, tương đối mà nói kém cực kỳ. Nhưng là bây giờ, có cái này tu la chàng quy củ, tạp dịch phòng người muốn sống lâu dài hơn, nhất định phải liều mạng tu luyện, mạnh hơn người khác. Trong lúc nhất thời, ngược lại là chỉnh thể thực lực cọ cọ hướng lên tăng, trưởng lão trong môn phái tài liệu luyện công chất lượng cũng phi tốc tăng lên. Mà lại, tu la chàng sẽ cho người có loại ảo giác, chính là mình vận mệnh bàn tay mình nắm. Chiến tử người, bị coi như tài liệu luyện công, sống sót người, tự nhiên có thể tiếp tục trường tồn, sẽ không lại để trưởng lão chọn lấy. Người mạnh hơn người khác, liền có thể sống, so người khác yếu, chết chưa hết tội. Như thế như vậy, tạp dịch phòng chỉnh thể thực lực, đã nhanh muốn tới gần ngoại môn đệ tử. Riêng là, Nguyệt Linh đến về sau, lại cải tiến một số quy củ. Đoán cốt cảnh phía dưới có thể không cần tham gia tu la chàng, lấy cam đoan máu mới sẽ không khô kiệt, làm ra tát ao bắt cá sự tình tới. Cứ theo đà này lời nói, tạp dịch phòng đệ tử chỉnh thể thực lực đem về khá cao, đây chính là đại công tích a. Hai người bọn họ, có lẽ liền có thể bằng này lại trở lại nội môn cũng khó nói. Trác Phàm gật gật đầu, trong lòng rõ ràng, hai người động tác như thế, rõ ràng cũng là công tâm chi thuật, đem những này đã sinh không thể yêu đào thải người, lại ném trở lại mạnh được yếu thua rừng rậm pháp tắc bên trong, gọi lên trong lòng bọn họ giã tính. Có lẽ tại người ngoài xem ra, bọn họ xác thực là một đám đợi làm thịt cừu non, nhưng ở tu la chàng bên trong, mỗi một người bọn hắn nhưng đều là một cái làm sinh tồn mà chiến dã thú. Có thể tưởng tượng, dạng này một nhóm người, nếu là có thể được đến sung túc tài nguyên tu luyện lời nói, tương lai tiềm lực phát triển, tuyệt đối tại một ít nội môn đệ tử phía trên. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói. Cái kia Tà Vô Nguyệt đem lão tử ném đến nơi này đến. Là để cho ta trưởng quản tạp dịch phòng, trước vì tông môn lập xuống đại công tích sao? Cái gì, người nói cái gì? Viên lão sững sờ, nhìn về phía hắn. Trác Phàm lại là lắc đầu, bật cười ra tiếng, không có gì, ta chỉ là đang cảm thán, hai người kia ngược lại thật sự là mẹ hắn là nhân tài a. Không bị tông môn trọng dụng, thực sự quá đáng tiếc. Đúng vậy a, viên lão cười gật gật đầu, cũng là khoan thai lên tiếng. Đúng. Bọn họ là phạm chuyện gì bị phạt đến nơi đây? Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Nhưng là còn không đợi viên lão trả lời, từng tiếng yêu kiều lại là rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Bá bá bá. Trăng sáng giữa trời, ngân sắc lụa mỏng choàng tại cái này vào đêm sau băng hàn trên mặt đất, một đạo uyển chuyển thân thể, tại đầy trời chiếu rọi dưới trời sao nhẹ nhàng bay múa, trong tay đao mang càng là như tinh vân như có như không giống như. Xẹt qua từng đạo quỷ dị hồ quang. Trác Phàm kinh ngạc nhìn chỗ đó, giống như nhìn lấy một vị tịnh lệ tiên tử tại nhảy múa, bất giác khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, phủi phủi tay nói, hảo đao pháp, Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Yêu Mỹ dáng người ngột dừng lại, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, Nguyệt Nhi thanh lệ trên khuôn mặt tràn đầy sương lạnh. Nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là vẫn như cũ không để ý tới chuyển qua đầu. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục tu luyện, Trác Phàm cái kia quát tiếng ồn âm lại là vang lên lần nữa, Nguyệt Nhi cô nương,
trùng hợp như vậy à, người cũng bị phạt đến tạp dịch phòng đến. Thân thể nhịn không được trì trệ, Nguyệt Nhi kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, tiếp lấy quay đầu trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, giọng căm hận nói, ngươi mới bị phạt đến tạp dịch phòng đâu. Đúng à, ta chính là tại tạp dịch phòng à. Trác Phàm ưỡn nghiêm mặt cười ra tiếng, không chút nào bất mãn. Nguyệt Nhi nhất thời ngứ trệ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Viên lão ở một bên thì lại im lặng ngửa mặt lên trời câm cười liên tục. Trầm ngâm nửa ngày, Nguyệt Nhi đột nhiên lộ ra một bộ mỉa mai nụ cười, khinh thường nói, vừa tới thời điểm nói mình muốn làm tinh anh đệ tử, làm tông chủ, kết quả liền cửa đại điện cũng không vào đi, thì bị đưa đến cái này tạp dịch phòng đến, thật sự là nói bừa khoác lác, quá buồn cười, hừ. À, làm sao ngươi biết ta chưa đi đến cửa đại điện? Chẳng lẽ nói, ngươi nghe qua ta chuyện, đang quan tâm ta? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm đùa cười ra tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Nguyệt Nhi mặt lại là một đỏ, tức giận nói, người nào quan tâm ngươi, chỉ là ngươi chuyện xấu cả cái tông môn đều đã truyền ra. Tiến tông về sau, tông chủ trưởng lão liền gặp đều chẳng muốn gặp, thì bị đưa đến tạp dịch phòng, từ xưa đến nay, ngươi nhưng là cái thứ nhất ha. Há, thì ra là thế. Trác Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là vừa vào tông môn, liền bị người để mắt tới. Nếu không không có khả năng hắn một cái đệ tử bình thường sự tình, như thế trong thời gian ngắn, thì làm đến mọi người đều biết. Bất quá, theo chính mình tiến tạp dịch phòng, những người kia hẳn là cũng đều rút về chú ý ánh mắt. Nếu không mà nói, tạp dịch phòng tốt xấu lẫn lộn, chính là động thủ thời cơ tốt, không có khả năng nhiều ngày trôi qua như vậy, chậm chạp không thấy động tĩnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày nay chứ ngươi đang nghĩ ta, Mị Nhi sư tỷ có nghĩ tới ta hay không a? Thôi đi, sư tỷ hắn mới sẽ không. Nguyệt Nhi vừa cần hồi đáp, lại là bỗng dưng trì trệ, gương mặt nhất thời đỏ thẫm. Hắn hiện tại mới phát hiện, lại tiến Trác Phàm cái bao, bất giác giận dữ ta. Ta mới không nghĩ ngươi đây. Ha ha ha. Viên lão ở một bên nhìn đến không khỏi cười to liên tục, dao động cái đầu, trong lòng ám đạo. Cái này Trác Phàm quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, gian trá giảo hoạt, đối phó hồ đồ thiếu nữ càng là có một bộ a. Thế nhưng là hắn không cười còn tốt, một cười rộ lên, cái kia Nguyệt Nhi không khỏi càng là cực kỳ lúng túng, hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo trần trụi sát ý, loan đao trong tay vung lên, thì hướng hai người chém tới. Viên lão giật mình, vội vàng dọa đến hướng Trác Phàm sau lưng tránh, nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ trên mặt cười nhạt, không sợ hãi chút nào. Ngay tại đao mang kia sắp tới người trước, tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy hắn cổ tay trắng. Tay run một cái, nhưng nghe ai ra một tiếng, loan đao theo tiếng rơi xuống đất, Nguyệt Nhi mi đầu cũng thật sâu nhăn lại một cái vấn đề, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhướng mày, Trác Phàm vội vàng buông nàng ra cổ tay. Nghi ngờ nói, ta vừa mới lực đạo không có khả năng làm bị thương ngươi, ngươi sao sẽ thống khổ như vậy, chẳng lẽ nói. Lần trước ngươi thương thế còn chưa lành. Mắc mớ gì tới ngươi? Nguyệt Nhi nhẹ hừ một tiếng, lộ ra quật cường chi sắc. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một tiếng khẽ kêu lại là trên trời vang lên, lớn mật, người nào đang khi dễ muội muội ta. Tiếng xé gió vang lên, gào thét mà qua. Nương theo lấy lạnh thấu xương cương phong. Một đạo thân mang trường sa màu đỏ thướt tha bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt mọi người, né người sang một bên liền đem Nguyệt Nhi hộ đến phía sau mình. Trác Phàm dương mắt nhìn lên, lại chính gặp người kia không là người khác, chính là quỷ diện La Sát, Nguyệt Linh không thể nghi ngờ. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm cả kinh nói, nàng là ngươi muội muội. Trong mắt lóe lên trần trụi hàn mang, Nguyệt Linh toàn thân sát khí lẫm liệt, hung ác nói, tiểu tử. Mặc kệ phía sau ngươi có gì bối cảnh, dám khi dễ muội muội ta, lão nương nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Hừ, trên đời này dám hướng ta Trác Phàm nói mấy lời đe dọa như vậy, ngươi không là cái thứ nhất, nhưng cũng khẳng định không phải cái cuối cùng. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Linh trong mắt ngưng tụ, song quyền bất giác chăm chú, toàn thân khí thế càng thêm sát ý lẫm liệt. Thế nhưng là, cái kia sẽ phải động thủ quyết tâm, lại là yếu không chỉ 10 phần. Nàng quả thực khó mà tin được, một cái chỉ là thiên huyền 6 tầng, ách không, hiện tại thiên huyền thất trọng tu giả,
lại dám như thế đường hoàng chống đối nàng cái này thần chiếu tam trọng cường giả. Như vậy nguyên nhân khả năng chỉ có một cái, hắn thế lực sau lưng cường đại, căn bản không đem nàng cái này quỷ diện La Sát để vào mắt. Nếu là nàng hiện tại động thủ, giết tiểu tử này dễ dàng, nhưng sau này phiền phức đoán chừng thì lớn. Nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng nàng còn có cái muội muội a. Nghĩ tới đây, nàng cái kia vừa mới còn vênh váo hung hăng sát khí, không khỏi dần dần uể oải đi xuống. Tựa hồ là nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Viên lão đuổi bước lên phía trước một bước, đánh tới giảng hòa, cười lấy lòng liên tục, Nguyệt Linh đại nhân, hiểu lầm a, vừa mới Nguyệt Nhi cô nương ở chỗ này luyện đao, chúng ta đi qua, ở một bên chú ý một phen, cũng không cái gì tranh chấp. Trác Phàm tiểu tử này, còn vì Nguyệt Nhi cô nương linh động dáng người, vỗ tay bảo hay tới. Đúng không, Nguyệt Nhi cô nương, ha ha ha. Viên lão nhìn về phía Nguyệt Nhi phương hướng, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc. Là thế này phải không, Nguyệt Nhi? Nguyệt Linh cũng là thuận theo mà xuống, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, dò hỏi. Nếu là việc này coi là thật, là cái hiểu lầm lời nói, nàng cũng lười gây phiền toái, như vậy coi như thôi, nhưng nếu tiểu tử này coi là thật dám khi dễ nàng muội tử lời nói, hừ hừ. Cái kia chính là liều cho cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Nguyệt Nhi trong mắt vẫn còn có chút nộ khí, nhưng vẫn như cũ hơi hơi gật gật đầu, thành thật nói, bọn họ chuyện gì đều không làm, là ta động thủ trước. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, âm thầm gật đầu. Tiểu nha đầu này tuy nhiên tính cách quật cường, nhưng cũng không điêu ngoa, dám làm dám chịu, ngược lại để người tán phục. Bất quá, cái kia Nguyệt Linh lại là không thèm nói đạo lý nói, liền xem như ngươi động thủ trước, vậy cũng khẳng định là bị người khác bức. Hừ, tiểu tử thúi, sự kiện này không xong, hãy đợi đấy. Nói, Nguyệt Linh liền kéo một phát Nguyệt Nhi cổ tay trắng, rời đi nơi này, vừa đi còn một bên dặn đi dặn lại, Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ, trong tông môn không có một cái tốt, về sau đừng có lại cùng tiểu tử kia tiếp xúc. Nếu là có chuyện gì, cứ việc tìm ta và ngươi Mị Nhi sư tỷ, biết không? Đúng, tỷ tỷ. Tại Nguyệt Linh trước mặt, Nguyệt Nhi ngược lại là rất khéo léo, vô cùng thuận theo. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Nguyệt Nhi lại là lại vụng trộm nghiêng đầu lại, hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, le le ân đầu lưỡi đỏ. Trác Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, không còn gì để nói, nhìn lấy cái này hai tỷ muội bóng người chậm rãi biến mất, giận không chỗ phát tiết. Ha ha, cái này đúng a, nàng muội tử động thủ trước, thế mà để lão tử chờ xem. Ai, thiên hạ này thị phi ân oán nào có cái gì đạo lý có thể nói. Chỉ có phân chia mạnh yếu a. Chậm rãi khoát khoát tay, Viên lão thở dài một hơi, tựa hồ trốn qua một trận đại kiếp một dạng, mà lại lần này, cái kia Nguyệt Linh chỗ lấy chịu buông tay, hoàn toàn là bởi vì đoán không được ngươi bối cảnh sâu cạn, không dám rõ ràng tới. Nhưng là lúc sau trong bóng tối làm chút tay chân, ngươi sẽ phải coi chừng. Nghe được câu này, Trác Phàm suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn tại sao lại cấp quên, nơi này là ma môn. Động thủ còn cần lý do gì? Cái nào hướng bên ngoài, cho dù hận ngươi đến thực chất bên trong, cũng phải tìm lý do mới được. Nếu không thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Đúng, Viên lão, lần này Nguyệt Linh siêu tập tài liệu luyện công, chính là vì Nguyệt Nhi cô nương đi. Lại suy nghĩ một lát, Trác Phàm bỗng dưng nhíu mày, sâu xa nói. Không sai gật đầu, Viên lão mười phần khẳng định nói, không sai, Nguyệt Linh tuy có La Sát danh xưng, thủ đoạn độc ác. Nhưng đối nàng cô muội muội này lại là yêu thương cực kỳ. Nói đến, Nguyệt Linh bị phạt nhập cái này tạp dịch phòng, cũng là toàn bởi vì nàng cái này muội muội mà lên. Nguyên bản lấy nàng muội muội tư chất, sớm nên là đào thải đệ tử, nhập tạp dịch phòng. Là nàng đi phòng luyện đan tự tiện trộm một khỏa thất phẩm đan hoàn, cho nàng muội muội phục dụng, cải tạo thể chất, mới thành tựu hôm nay Nguyệt Nhi, hủy hiện tại Nguyệt Linh. Nguyên bản, Nguyệt Linh nhà đầu này thế nhưng là có tư chất nhập tinh anh đệ tử a. Há, cái kia nàng đối nàng muội muội thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, không thèm đếm xỉa a. Thở sâu, Trác Phàm tán phục gật đầu, vừa dài than ra âm thanh, bất quá lần này, nàng lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Chỉ giáo cho, chố mắt nhìn, Viên lão nghi nói. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ta nghe nói Nguyệt Nhi luyện là ẩm ma đao pháp, cái này vũ kỹ mấu chốt nhất một chỗ, ngay tại uống ma hai chữ. Thôn vệ ngàn vạn oan hồn tà khí. Tăng cường đao pháp uy lực, khiến cho đao người ma tính hoàn toàn dẫn phát ra,
cứ thế uy lực đại tăng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là Nguyệt Nhi hiện tại, thương thế còn chưa lành a. Trác Phàm nhìn về phía Viên lão, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn là dùng cái này trạng thái tu luyện ma đao, đến lúc đó ma tính đại phát, rơi vào điên cuồng thời điểm, thân thể nhất định sụp đổ. Ai, đến lúc đó Nguyệt Linh nhất định hối hận đến muốn mạng. Chỉ là, bất quá tiện tay cánh tay vặn gãy mà thôi, theo lý thuyết phục viên Linh đan về sau, một hai ngày liền không sao, vì sao bây giờ còn chưa tốt. Viên lão đứng bình tĩnh lập tại chỗ, tay vuốt chòm râu, nhíu mày, trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, lộ ra đến mức dị thường thâm thúy. Ách, ngươi vừa mới làm sao không nói với các nàng? Nói cái gì, các nàng lúc trước còn đối lão tử kêu đánh kêu giết, lão tử cùng với các nàng có cái dám nói. Bất giác ồm ồm bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến chợt qua đầu. Viên lão nhịn không được cười lên, lắc đầu, vậy ngươi còn ở nơi đó phân tích nửa ngày, lão hủ còn tưởng rằng ngươi quan tâm các nàng đâu. Quan tâm các nàng có quan hệ gì với ta tại sao muốn quan tâm hai người bọn họ, lão tử cũng không phải là hoa si mê gái trai. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một trận, sâu xa nói, chỉ là ta cảm thấy nơi này có kỳ quặc, sợ là chúng ta khối này trong tông môn duy nhất thanh tịnh chi địa, cũng không phải an bình. Nghe được lời này, viên lão càng là nhìn không được bật cười, Trác Phàm a, chúng ta chỗ này thế nhưng là tạp dịch phòng, trong tông môn tàn khốc nhất địa phương, chỗ nào thanh tịnh. Ai, viên lão, người đây thì không hiểu, nơi này trừ giết cũng là bị giết, trừ sinh liền là chết, giữa người và người đơn thuần như vậy quan hệ, chẳng lẽ còn không thanh tịnh sao? Người muốn là ở bên ngoài, lục đục với nhau, người lừa ta gạt, sống không bằng chết, nơi nào còn có như thế thanh tịnh chi địa có thể tìm. Bất giác hơi sững sờ, viên lão thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là cười gật gật đầu, đồng ý nói tốt, Trác tiên sinh quả nhiên nhận thức chính xác. Chiếu ngài kiểu nói này, nơi này thật đúng là man thanh tịnh a, ha ha ha. Trác Phàm liếc hắn một cái, cũng là cười to lên, tiếp lấy hai người liền sóng vai đi trở về đi. Một đường lên, hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, trong lời nói, đều có đại đạo chân lý, thế gian cảm ngộ chất chứa bên trong. Trong lúc nhất thời, hai người lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác, gặp nhau hận muộn. Trác Phàm cùng viên lão một bộ nói chuyện lâu, tất nhiên là được ích lợi không nhỏ, viên lão tại cùng Trác Phàm tâm tình bên trong, cũng là thu ích lợi nhiều. Trải qua này một đêm, hai người cảm thấy mình tâm cảnh, tựa hồ lại có tăng lên không ít, tương lai đường cũng rộng lớn hơn nhiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trác Phàm vừa mới tu luyện hoàn tất, viên lão liền cuống cuồng bận bịu hoảng xâm nhập phòng của hắn, vội vàng nói Trác Phàm, nhanh điểm đi theo ta. Thế nào, lại tập hợp, không nghe thấy tiếng chuông a? Khẽ chau mày, Trác Phàm nghi ngờ nói, lại nói, hôm qua vừa mới mở ra tu la tràng, hôm nay lại tới, còn có để cho người sống hay không? Đoán chừng không ra 2-3 ngày, cái này tạp dịch phòng người thì đều đáng chết tuyệt. Ai, tu la tràng mở ra nào có dễ dàng như vậy? Bọn họ hôm qua vừa mở, hôm nay không còn dám mở. Thế nhưng là nơi này là tạp dịch phòng, mỗi sáng sớm đều sớm muốn bắt đầu làm việc, người cũng nên đi cho trưởng lão cung phụng nhóm quét dọn một phen. A, quét dọn, hai ngày trước ta không phải không dùng làm gì. Không khỏi giật mình, Trác Phàm nghi ngờ nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, viên lão thở dài, hai ngày trước không phải có lão hủ bảo kê ngươi a, đều cho ngươi gạt đây. Thế nhưng là hôm qua tu la tràng về sau, ngươi đều đã hiện hình, lão phu cũng không gạt được. Riêng là cái kia Nguyệt Linh, đoán chừng còn nhớ hôm qua ngươi cùng với nàng chống đối mối thù, điểm danh nói tính muốn ngươi đi đâu. Cái gì, nàng còn có quyền lực này, ngươi không phải quản sự sao? Này, lão hủ đã sớm nói, ta chỉ là cái trên mặt nổi quản sự thôi, nơi này thực lực vi tôn. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, viên lão một mặt cầu khẩn nhìn về phía Trác Phàm, lão phu cái này đoán cốt cảnh cũng kéo không nhúc nhích ngươi cái này thiên huyền cao thủ. Bất quá ngươi thì đừng làm khó dễ lão phu. Thật sâu nhìn lão già này liếc một chút, Trác Phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nhất động, nhảy xuống giường đến, theo hắn đi. Hắn nói đúng, tất cả mọi người tính toán là bằng hữu, không cần thiết khó xử lão gia hỏa này. Có thể coi là sổ sách, tìm cô nương kia đi, hừ. Trong lòng lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm theo viên lão đại dậm chân đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau. Liền tới đến cái kia một mảnh bần dân trước phòng trên quảng trường.
Mà ở nơi đó, tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh ưỡn ngực ngẩng đầu đứng tại trước nhất vị trí, nhìn xuống tại chỗ tất cả mọi người. Nhìn thấy Trác Phàm đến, không khỏi liếc nhìn nhau, đều là lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Có sát khí. Ánh mắt bất giác nhíu lại, Trác Phàm trong lòng run lên, đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Tất cả mọi người đã đến đầy đủ, chúng ta bây giờ an bài nhiệm vụ. Lạnh lùng liếc mọi người liếc một chút, Nguyệt Linh theo viên lão trong tay tiếp nhận danh sách, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Trương Phú Quý, Lý Vĩnh Hưng Thịnh, phụ trách quét dọn thạch cung phụng gian phòng, Vương Thiên Lôi, Trương Minh Kỳ, phụ trách quét dọn lương trưởng lão phòng ngủ. Mọi người bị từng cái chỉ đến tên, liền vội gấp đi ra phía trước, hướng ba người khẽ khom người, theo bên cạnh bọn họ cái kia một đống cây chổi bên trong, lấy đi một thanh, tính toán lĩnh công cụ, đồng thời trong lòng một trận hoan hỉ, kích động hoa chân múa tay. Trác Phàm nhìn đến kỳ quái, cho những người kia quét dọn gian phòng, có gì có thể hưng phấn? Chẳng lẽ có khen thưởng hay sao? Thế nhưng là tất cả mọi người đã đọc đến qua tên, chỉ còn lại có Trác Phàm lúc, Nguyệt Linh lại là dương mắt xem hắn, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, hét lớn lên tiếng, Trác Phàm, mang lên công cụ, đi quét sạch tông chủ phòng ngủ. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả tạp dịch đệ tử tất cả đều bạo cười ra tiếng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt mê mang, không biết cái gọi là, bọn họ cái này là làm sao, có cái gì tốt cao hứng. Bất quá, người tông chủ này gian phòng, hắn cũng sớm muốn đi một chuyến, lần này chính là một cơ hội. Tà Vô Nguyệt, người đến cùng để lão tử tới làm gì, lần này nhưng là phải thật tốt nói một chút. Nương theo lấy tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời, một già một trẻ hai bóng người, xuyên qua san sát đình đài, từng đạo rãnh trời, cuối cùng đi vào một tòa tráng lệ trước đại điện. Viên lão đưa tay chỉ cái này một mảnh lộng lẫy đình viện lầu các, tỉ mỉ dặn dò, Trác Phàm, đây chính là tông chủ ngày thường giường nằm chỗ, hết thảy 273 cái gian phòng, người muốn tỉ mỉ, từng cái quét sạch, cắt không thể lãnh đạm. Hắn nãi nãi, hơn 200 gian phòng, hắn cũng có thể ở qua đến. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm thầm mắng ra miệng, phát ra bực tức. Thế nhưng là viên lão nghe đến, vội vàng khoát khoát tay, làm ra một cái im lặng thủ thế, chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đây là tông chủ chi tôn, chuyện đương nhiên, chúng ta những thứ này tạp dịch người, cắt không thể lời nói dối, nếu không mà nói. Nói đến đây, viên lão tại cổ mình ở giữa cắt một chút, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Trác Phàm rõ ràng, thân là ma tông tông chủ, tiểu tử này khẳng định không phải nhân từ nương tay thế hệ, tại hắn sau lưng đàm luận thị phi người, cũng khẳng định không có kết cục tốt. Có điều hắn lại không sợ, bởi vì Tà Vô Nguyệt đem hắn tìm đến, tuyệt sẽ không vì chút chuyện nhỏ này động thủ với hắn. Nếu không, hắn người tông chủ này làm đến thì quá không biết đại cục. Trác Phàm trong lòng hiểu rõ, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều nắm thỏa đáng. Tốt, ta đi vào quét sạch, đem cây chổi hướng trên vai một khiêng, Trác Phàm đại đại liệt liệt hướng trong điện đi đến. Viên lão gặp này, bất giác lại là khẩn trương. Vội vàng chết giữ chặt hắn tay áo, một mặt nghiêm túc dặn dò, Trác Phàm, hiện tại lão phu muốn cho ngươi để tỉnh một câu, người tông chủ này tính tình cổ quái, còn sâu hơn vì bệnh thích sạch sẽ. Ngươi tại đánh quét lúc, nhưng muốn cơ trí điểm, mọi thứ cẩn thận. Nếu là nhắm chúng tông chủ không cao hứng, vài phút rơi đầu a. Biết lúc trước những người kia được an bài đến hắn lớn lên gian phòng cũ vì sao cao hứng sao? Cũng là bởi vì tránh thoát tông chủ một kiếp này. Cái kia Nguyệt Linh đem ngươi an bài quét dọn tông chủ phòng ngủ, rõ ràng là cố ý gây nên, công báo tư thù, mượn tông chủ chi thủ trừ ngươi, ngươi thỏa đáng hành sự cẩn thận, không thể như này nôn nôn nóng nóng, lầm tính mệnh của ngươi. Há, thì ra là thế, đa tạ viên lão nhắc nhở, ta đi. Trác Phàm gật gật đầu, tiếp lấy hướng viên lão ôm một cái quyền, nói một tiếng tạ, nhưng tác phong nhưng như cũ không thay đổi, vẫn cây chổi hướng trên vai một khiêng, đại đại liệt liệt đi vào đại điện. Tựa hồ hoàn toàn không để vào trong lòng một dạng. Dường như hắn tới đây không phải quét dọn, mà chính là ăn cướp. Viên lão nhìn đến không còn gì để nói, gương mặt nhịn không được ngoan quất co lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tiểu tử này còn thật đầy đủ cuồng, vạn sự không sợ a. Tiến vào đại điện bên trong, Trác Phàm thả mắt nhìn đi, toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, trước nhất chính bên trong vị trí là một chương nhưng là nằm ngang nằm ngủ một người ngọc thạch ghế dựa. Ông ánh sáng long lanh, rất là danh quý.
hai bên trái phải, nến sắp xếp, tinh điêu tỉ mỉ khắc, phi long chuyển phượng, sinh động như thật. Khác còn có một số sứ men xanh ngọc điêu, xen vào nhau thả đến, cực kỳ trang nhã. Đại thể nhìn qua, liền khiến người ta cảm thấy một loại cổ kính pha trộn cảm giác. Hào khí mà không bất ngờ, phú quý nhưng không hiển lộ. Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, chỉ xem đại điện này bố trí, hắn liền đã có thể đoán được, Tà Vô Nguyệt này người tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ người. Hỉ nộ chất chứa tại tâm, lại không lộ vu sắc, là chân chính tâm cảnh tu đến thượng tầng cao thủ. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ đột nhiên từ sau lưng vang lên, Trác Phàm bất giác giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một vị thân mang lăng la, khuôn mặt tà dị người trẻ tuổi, chính chậm chậm đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng theo dõi hắn. Bất quá, tại Trác Phàm quay người trong tích tắc, người tuổi trẻ kia trong mắt lại là lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy thì thào lên tiếng nói, Trác Phàm. Tà Vô Nguyệt. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm cũng là nhẹ kêu ra tiếng. Mỉm cười lấy gật gật đầu, Tà Vô Nguyệt khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc đường cong, nhẹ bước cước bộ, lướt qua hắn vai hướng cái kia ngọc tọa đi đến, vừa đi, một bên trêu đùa, ha ha ha. Vẫn là như vậy không có quy củ a. Bất quá Trác Phàm, đã vào môn hạ ta, tốt xấu xưng ta một tiếng tông chủ đi. Tông chủ. Không khỏi bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tà Vô Nguyệt bản tôn, lúc trước chỉ là gặp qua hắn thần hồn, lại là liền thần hồn hình thái đều không thấy được, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, lúc này thấy đến chân nhân, bất giác đem tâm bên trong không hiểu toàn diện nói ra, xin hỏi tông chủ trăm cay nghìn đắng, xa xôi ngàn dặm chạy đến thiên vũ tìm ta, còn hoa một khỏa cửu phẩm linh đan đại giới để cho ta nhập tông, chính là vì để cho ta cho ngươi quét dọn gian phòng sao. Thật sâu liếc hắn một cái, cây chổi trên vai khiêng, ánh mắt hung sát phạm, cái nào có một chút muốn đánh quét bộ dáng, rõ ràng là muốn làm khung, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, hí ngược nói, nếu là cầm khỏa cửu phẩm linh đan thuê ngươi đến cho ta quét dọn, quyển kia tông còn thật thua thiệt a. Ngươi cái dạng này, như cái cần cù chăm chỉ có thể đánh quét sạch gian phòng người sao. Trác Phàm cúi đầu nhìn xem chính mình bộ dáng, cũng là rất có tự mình hiểu lấy lắc lắc đầu. Hắn đánh người có thể, quét dọn gian phòng, đoán chừng không có khả năng kia. Bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Tà Vô Nguyệt lại nhìn hắn một cái, cũng không còn lượn quanh cái kia phần cong, sắc mặt nghiêm một chút, nói thẳng, Trác Phàm, nói thật, thực lần này bản tông mời ngươi nhập tông, vốn định đưa ngươi thu nhập bản tông dưới trướng, lấy tông chủ đệ tử danh nghĩa, vào ở tinh anh đệ tử, đại biểu tông môn tiến về Song Long Hội. Bất quá, ngươi mới vào tông môn, đại cung phụng còn chưa tin ngươi năng lực, liền trước tạm đưa ngươi xung quân đến tạp dịch phòng, khảo sát một phen. Đại cung phụng lo lắng ta có thể lý giải, chỉ là tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch phòng, bốn cấp độ, từng bước một hướng phía dưới hàng, vì sao đem ta phái đến tầng dưới chót nhất tạp dịch phòng. Tốt xấu ta thiên huyền thất trọng tu người, làm sao cũng có thể nhập ngoại môn đệ tử đi. Còn có, cái kia Song Long Hội là cái quái gì? Song Long Hội sự tình, người bây giờ tạm thời không cần biết còn đại cung phụng an bài. Khả năng cũng trách ta, lúc trước bản tông đưa ngươi khen quá mức, đến mức đại cung phụng trong lòng không tin, liền đem ngươi phát đến tạp dịch phòng đi. Hắn nói ngươi như thật lợi hại như vậy, tại tạp dịch phòng một dạng trở nên nổi bật. Bổn tọa vừa nghĩ cũng đúng, sẽ đồng ý, dù sao lấy ngươi năng lực, tùy tiện lập cái đại công thì đi ra. Tà Vô Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là Trác Phàm nghe, ra mặt lại nhìn không được hung ác run rẩy. Hét lớn lên tiếng, lập công cái giám a, không bột đố gột nên hồ, người muốn ta lập công, dù sao cũng phải cho ta cái lập công điều kiện đi. Cái kia tạp dịch phòng ngăn cách, ta muốn lập công đều không có cơ hội. Huống hồ hiện tại cải tạo tạp dịch phòng đệ tử công lao, cũng bị Nguyệt Linh Khuê Lang cái kia hai cái hàng cho đoạt, ta có thể làm gì? Cái này xem chính ngươi khai quật, tóm lại, ngươi muốn hướng toàn tông sở hữu người, chứng minh ngươi năng lực. Nếu ngươi liền hai người kia cũng không sánh bằng, thì chung thân ở tại tạp dịch phòng tốt. Nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo phía trên vốn không tồn tại cho bụi, Tà Vô Nguyệt sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng lên tiếng, còn có, đừng ở bản tông trước mặt không lựa lời nói, cả ngày cái mông, lần này là một lần cảnh cáo, lần sau thì không dễ dàng như vậy tha nhẹ cho ngươi, nghe đến sao? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, trang bức. Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ.
nhưng đầu lại là cực kỳ đàng hoàng gật đầu, biết. Vậy thì tốt, đã thân là tạp dịch đệ tử, liền bắt đầu quét sạch đi. Bản tông xem trước một chút, người cái này tạp dịch đệ tử làm đến xưng không xứng chức. Không khỏi ta cười một tiếng, ta Vô Nguyệt giống như chế giễu giống như, nhìn về phía Trác Phàm. Đường đường nhất đại kiêu hùng, đem thiên vũ các đại thế lực đều quét dọn thiên vũ đệ nhất nhân, làm lên quét dọn vệ sinh dạng này bình thường làm việc, lại chính là dáng dấp ra sao đâu. Tà Vô Nguyệt trong lòng cười thầm, chăm chú nhìn hắn không thả. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng thầm hận, vung tay lên, cây chổi nhất thời theo trên vai phi lên, gào thét mà qua, rất có phong độ đại tướng. Một đạo hoàng mang từ bên chân lướt qua, trà nhẹ khắp nơi, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó gặp, chỉ là trong chốc lát, đã là khoảng hơn trăm hồi. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, tiếng xé gió vang lên. Toàn bộ đại điện bất chợt tới đến phát lên một cỗ gió cát vòi rồng, gào thét liên tục. Cát bụi bay múa, đầy trời không thấy bóng dáng. Khụ khụ khụ. Tà Vô Nguyệt kịch liệt tằng hắng một cái, vội vã che lên miệng mũi, hơi vung tay hét to lớn tiếng, ngừng, Trác Phàm ngươi nha dừng lại cho ta. Ách, tông chủ, làm sao? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm dừng lại trong tay động tác, cái kia đầy trời phong bạo cũng một dừng lại. Tà Vô Nguyệt hung hăng theo dõi hắn. Trong mắt lên cơn giận dữ, trên trán nổi lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý có phải hay không, quét rác có như thế quét à, ngươi đánh nhau à. Như thế quét không được sao, đây không phải rất sạch sẽ à. Trác Phàm một mặt vô tội, chỉ dưới chân hắn một mẫu ba phần đất. Khoan hãy nói, thật rất sạch sẽ, trong đại sảnh phủ lên cái kia tảng đá xanh phía trên, không có chút nào bụi đất. Bất quá. Cái kia tảng đá xanh cũng tại cái này trong chớp mắt, bị hắn quét thành đá trắng. Nghi đầu nhìn không được hung hăng run run, Tà Vô Nguyệt không còn gì để nói, chăm chú song quyền, cắn răng nói, nếu không phải bổn tọa lưu ngươi tác dụng lớn, hiện tại nhất định đánh chết ngươi. Tốt, nơi này ngươi không cần quét, làm việc khác đi thôi. A, à, Trác Phàm cũng biến thành 10 phần nhu thuận, dị thường nghe lời xoay người muốn đi, thế nhưng là hắn vừa mới động bước, nhưng nghe đụng một tiếng. Một cái thanh hoa bình sứ nhất thời bị gõ thành tứ phân ngũ liệt. Nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp hắn nách phía dưới kẹp lấy cây chổi, không biết chuyện gì xảy ra, vừa tốt theo cái kia thanh hoa bình sứ trước đảo qua, bỗng dưng liền đem nó cho đập nát. Vừa đỡ cái chán, Tà Vô Nguyệt xạ mặt lại rơi xuống. Trác Phàm gặp, vội vã khoát khoát tay, tông chủ đừng vội, ta tới thu thập. Nói, hắn liền vội vàng khom người đi tìm kiếm những cái kia toái phiến. Thế nhưng là hắn cái này không khom người còn tốt, khẽ cong phía dưới, hắn dưới nách cây chổi lại là nhếch lên, nhất thời lại đem bên cạnh một tòa ngọc điêu cho quăng bay ra đi, nhưng nghe ào 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 tiếng vang, nát thành mảnh vụn. Nghi đầu nhìn không được hung hăng trực nhảy, Tà Vô Nguyệt hai mắt đều nổi lên hỏa quang, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm. Không sao, tông chủ, ta tới thu thập, Trác Phàm ngược lại là rất có trách nhiệm tâm. Vội vã khoát khoát tay, lớn tiếng nói. Thế nhưng là Tà Vô Nguyệt đã không thể nhẫn nhịn được nữa, mắng to lên tiếng, người nhà thu thập cái rắm, càng thu thập càng loạn. Lăn, cút ra ngoài cho lão tử. Lão tử tính toán nhìn ra, người nhà vẫn là thích hợp đi chỗ khác. Về sau quét dọn gian phòng việc này không cần làm, cho lão tử suy nghĩ thật kỹ làm sao ra tạp dịch phòng đi. Đúng, tông chủ, khẽ gật đầu, Trác Phàm trong lòng cười thầm. Mừng khấp khởi chạy ra đại điện, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có Tà Vô Nguyệt, một người ngồi ngay ngắn ở đó ngọc thạch trên bảo tọa, nhìn lấy Trác Phàm thân ảnh biến mất phương hướng, phổi đều sắp tức giận nổ. Lại xem xét mặt đất cái kia đầy giấy bừa bộn, càng là một bụng tức giận không có địa phương vung, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người tới. Một tiếng gầm thét, Tà Vô Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt đều là vô tận sát ý, ngăn không được phát ra. Một cái vóc người nhỏ con 60 lão giả, liên tục không ngừng chạy vào, cảm thụ lấy cái kia lạnh lẽo sát ý, không khỏi run một cái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói, tông chủ, không biết chuyện gì tức giận như vậy. Chính ngươi mắt mù à, nhìn xem cái này mặt đất đều là thứ gì. Tà Vô Nguyệt phất ống tay áo một cái, hừ lạnh lên tiếng. Cái kia người thân thể lắc một cái, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện. Lúc trước còn tinh xảo chỉnh tề tông chủ đại điện, lúc này lại đã đầy rẫy hạt bụi, đồ sứ ngọc điêu vỡ vụn một chỗ, đều là bừa bộn chi cảnh. Không khỏi hai tay run run chà chà trên trán mồ hôi lạnh,
người kia một mặt đắng chát, đầy mắt mê mang ây. Cuối cùng là, tiểu không biết a, tiểu cái này đi thăm dò. Chậm đã. Người kia muốn vội vàng thoát đi nơi đây, đợi điều tra rõ ràng, bắt lấy kẻ cầm đầu, lập công chuộc tội, lại đến gặp tông chủ. Khi đó, tông chủ cũng có xuất khí người, sẽ không cầm hắn chút giận. Thế nhưng là, còn không đợi hắn phóng ra một bước, Tà Vô Nguyệt đã là hét lớn lên tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải đi, ta biết là ai. Ách, tông chủ, ngài biết, không khỏi sững sờ, người kia một cái đầu thì to ra. Đã ngài biết lời nói, ấn trước kia tính khí, không còn sớm đem người kia cho đánh chết a, ta đến cũng chính là thu cái thi mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào có một cỗ thi thể có thể thu a. Hai bên tới lui nhìn xem, cái kia trong mắt người nghi hoặc càng sâu. Minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Tà Vô Nguyệt cũng không nói thẳng, chỉ là đạm mạc lên tiếng, hôm nay, có một tạp dịch đến ta trong phòng quét dọn. Đúng đúng đúng, nhất định chính là những tên tiện nhân kia làm. Hắn nãi nãi, không muốn sống, chân tay lóng ngóng, lại dám đập hư tông chủ đồ vật. Tà Vô Nguyệt lời còn chưa dứt, người kia đã là giận hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, tông chủ yên tâm, tiểu đi tra chân tướng, là cái gì tên tạp dịch làm, nhất định đem đầu hắn cầm về gặp tông chủ. Nói, hắn liền lại muốn quay người rời đi, Tà Vô Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hét lớn một tiếng, trở về, ai muốn ngươi đi. Cổ bất giác co rụt lại, người kia vội vàng lại trở về đầu đến, cúi đầu nói, ách, tông chủ, còn có gì phân phó. Cho ta thành thành thật thật đứng vững, nghe bản tông nói hết lời. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Tà Vô Nguyệt gần từng chữ một. Người kia liên tục không ngừng gật đầu, như con gà mổ thóc đồng dạng, không còn dám động đậy. Tà Vô Nguyệt gặp, hài lòng gật đầu, khoan thai lên tiếng, làm hỏng bản tông chủ đồ vật cái kia cái tạp dịch đệ tử, bản tông biết, hắn gọi Trác Phàm. Tông chủ vậy mà biết hắn là ai, cái kia càng dễ làm hơn, ta lập tức gọi người đem tiểu tử kia bắt tới. Cái kia tiểu lão đầu nhi vỗ tay một cái, cười to lên, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Tà Vô Nguyệt cái kia lạnh lẽo ánh mắt lúc, lại là lại nhìn không được ngữ khí chỉ trệ, vừa mới đắc ý ngẩng đầu lên, cũng lại thu về. Đồng thời, nâng lên một bàn tay, hung hăng tại chính mình miệng phía trên quất hai lần, trong nháy mắt liền sưng đỏ lên. Vừa mới tông chủ đều đã nói qua, đừng lộn xộn, hắn tại sao lại quên, ai, nên đánh. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Tà Vô Nguyệt không nói gì, tiếp lấy tiếp tục nói, cái kia Trác Phàm, mặc dù là người gây chuyện, nhưng là... người nào cũng không thể động đến hắn. Ngược lại là cái kia hỗn trướng tên khốn kiếp phái hắn đến cho bản tông quét dọn gian phòng, người đi tra cho ta rõ ràng, giết chết hắn nha. Tà Vô Nguyệt lúc nói những lời này, sắc mặt dày đặc đáng sợ, ngữ khí càng là lạnh phát lạnh, cho nên tại cái kia tiểu lão đầu nhi chỉ là nghe được câu này, liền đã lạnh không khỏi đánh cái dùng mình. Bất quá, để hắn có chút không hiểu là, làm sao gây chuyện không có việc gì, ngược lại muốn truy cứu sau lưng phân công nhiệm vụ người đâu. Cái này trước kia, thế nhưng là gần như không tồn tại sự tình. Dù sao này trường hợp vừa mở, về sau ai còn dám phái người đến tông chủ trong phòng quét dọn, đoán chừng chỉ có quất sinh tử ký quyết định. Nhưng là Tà Vô Nguyệt không nói, hắn cũng không dám hỏi, đành phải khom người từng bước một lui ra cửa điện, chỉ để lại cái kia Tà Vô Nguyệt, nhìn lấy đại điện này một mảnh tán loạn chi tượng, trong mắt lửa giận vẫn là ép không xuống đi. Một phương diện khác, tạp dịch phòng đi qua sáng sớm quét sạch, xem như viên mãn kết thúc công việc, tất cả mọi người tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau, đều trở lại chỗ tập hợp, nộp lên công cụ. Khuê Lang, Nguyệt Linh cùng viên lão tam người, kiểm điểm nhân số, nhưng là đến sau cùng, tất cả mọi người đã trở về, duy chỉ có không có Trác Phàm cái bóng. Viên lão nhíu mày, trên mặt có chút lo lắng, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, lại tất cả đều phát ra cười u ám âm thanh. Xem ra tiểu tử kia giữ nhiều lành ít, cười lạnh, Khuê Lang tà dị nói. Nguyệt Linh cũng là gật gật đầu, trong mắt hiện ra gian trá ánh sáng, tông chủ tính tình cổ quái, mọi thứ đều bắt bẻ. Trước kia không ít tạp dịch đệ tử, cũng là làm được khiến tông chủ không hài lòng, mới mất mạng. Tiểu tử này mới đến, đi tông chủ phòng ngủ làm việc, há có thể không phạm sai lầm. Khặc khặc khặc, đoán chừng tiểu tử kia a là về không được. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người bất giác cười to lên, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chỉ có viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Nguyệt Linh, mặc kệ tiểu tử kia sau lưng có gì bối cảnh, chúng ta không tiện xuất thủ.
nhưng là đắc tội tông chủ, mượn tông chủ chi thủ giết hắn, ta muốn Ma Sách Tông bên trong cũng không ai dám nói nửa chữ không. Hắn hôm qua chống đối người khí, người cũng nên tiêu tan đi. Khuê Lang nhìn về phía Nguyệt Linh, nhạt cười ra tiếng. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Mà đúng lúc này, một đạo phẫn nộ hét lớn lại là đột nhiên từ vân không chi đỉnh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp một cái tiểu lão đầu lăng không hướng bọn họ nơi này bay tới. Người còn chưa tới, nhưng phẫn nộ tiếng vang dĩ nhiên đã truyền đến mọi người bên tai, tạp dịch quản lý phòng sự tình, đều ra ngoài cho lão phu. À, đây không phải là trông coi tông chủ đại điện tôn chấp sự à. Khuê Lang ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nguyệt Linh cười lạnh, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, xem ra tiểu tử kia thật tại tông chủ đại điện ra chuyện, nghĩ đến cùng thường ngày, cái này tôn chấp sự tới đây đem chúng ta chửi mắng một trận, sau đó gọi chúng ta đi xử lý thi thể. Tuyệt đối là dạng này. Chỉ bất quá, vì giết chết như thế tên tiểu tử thúi, thế mà hại chúng ta bị chửi mắng, cuối cùng là bồi vẫn là kiếm lời. Ha ha ha, đối chúng ta mà nói là bồi, nhưng đối tiểu tử kia tới nói, lại là kiếm lời. Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu tử kia một đầu tiện mệnh, thế mà mệt mỏi đến chúng ta hai đại thần chiếu cao thủ bị chửi mắng, đó là hắn nhiều đại phúc phân đâu, ha ha ha. Nguyệt Linh nhìn Khuê Lang liếc một chút, cười to lên. Khuê Lang cũng nhìn về phía nàng, gật đầu cười khẽ liên tục, nói đúng a, ha ha ha. Kết quả là, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, cười to không ngừng, thẳng đến cái kia tôn chấp sự đi tới gần, mới dừng lại. Tôn chấp sự đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lão hủ Viên Hưng Cương, chính là cái này tạp dịch quản lý phòng sự tình. Lan, các ngươi tạp dịch phòng sự vụ, lão phu còn không biết. Người nhà cũng là cái trên danh nghĩa mà thôi, gọi Nguyệt Linh Khuê Lang tới gặp ta. Viên lão vừa mới lên trước nghênh đón, cái kia tôn chấp sự liền đã là vung lên ống tay áo, mắng to lên tiếng. Không có cách nào, viên lão đành phải co rụt đầu lại, lui xuống đi. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang nhìn thấy, đuổi bước lên phía trước, khom người bái nói, tham kiến tôn chấp sự, không biết tôn chấp sự lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng phân phó. Phân phó? Ta cũng không dám, lão phu muốn là lại phân phó các ngươi làm việc, lão phu đầu đoán chừng đều muốn bị các ngươi liên lụy rơi. Bất giác giận hừ một tiếng, tôn chấp sự chửi ầm lên, các ngươi phái đi quét dọn tông chủ đại điện đến tột cùng là cái gì đệ tử a? Không chỉ là chân tay lóng ngóng đơn giản như vậy, quả thực cũng là trùm phá hoại. Lão phu đi vào xem lúc, toàn bộ đại điện kém chút không có bị hắn cho mang ra. Vâng vâng vâng, đây là chúng ta sai lầm, mời tôn chấp sự cùng tông chủ bớt giận. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh không ngừng gật đầu, mặt hiện ngượng nghịu, nhưng trong lòng lại sớm đã cười nở hoa. Ấn cái này tôn chấp sự tự thuật, tiểu tử này khẳng định sông vô cùng lớn họa, cái kia còn có thể sống sao? Sau đó, Nguyệt Linh lại khiêm tốn mà xin lỗi một tiếng về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, tôn chấp sự, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi đem thi thể xử lý sạch, một lần nữa quét dọn đại điện. Xử lý thi thể, xử lý cái gì? Ta có nói trên đại điện có thi thể sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, tôn chấp sự lạnh lùng liếc về phía hai người. Hai người bất giác sững sờ, đều là chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ, tông chủ đã đem tiểu tử kia nhất trưởng đánh thành cho, chết không toàn thây? Chớp chớp mê mang nhưng lại có chút hưng phấn mắt to, Nguyệt Linh trông đợi nói. Bất giác cười lạnh một tiếng, tôn chấp sự tựa hồ nhìn ra hai người tâm tư, khinh miệt nói, các ngươi nghĩ đẹp lắm. Tiểu tử kia chạy, căn bản không tại tông chủ điện. Cái gì, chạy? Không khỏi giật mình, hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Sông lớn như vậy họa, tiểu tử này còn có thể chạy, thật không đơn giản. Sau đó, Khuê Lang vội vàng ôm quyền khom người, quát to, tôn chấp sự yên tâm, hắn chạy không, ta lập tức dẫn người toàn tông tìm tòi, tuyệt không làm phiền ngoại môn cùng nội môn các sư huynh đệ giúp đỡ, cho mọi người gây phiền toái. Tìm cái gì tìm a, đó là tông chủ thả hắn chạy, tông chủ lại không truy cứu hắn sai lầm. Khẽ chau mày, tôn chấp sự giận quát một tiếng, vẫy vẫy tay áo. Con! Trong đầu như thần trung mộ cổ gõ vang đồng dạng, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai người trong nháy mắt liền ngây người, liếc nhìn nhau, ngây ngốc lẫn nhau nhìn lấy, quả thực không thể tin được đây là thật. Phạm chuyện lớn như vậy, tông chủ thế mà đều không truy cứu, đây là tông chủ tác phong sao? Bất giác cười lạnh một tiếng,
Tôn chấp sự chỗ nào nhìn không ra bọn họ tâm tư, không khỏi cười nhạo nói, sự kiện này khác nói các ngươi không tin, ta cùng tông chủ nhiều năm như vậy, liền lão phu đều khó mà tin được tông chủ dạng này quyết đoán. Nhưng là, đây chính là tông chủ mệnh lệnh, cái kia gọi Trác Phàm tạp dịch đệ tử, người nào tất cả không được nhúc nhích. Mà lại, hôm nay là con mẹ nó ai phái tiểu tử kia quét dọn tông chủ đại điện, ra ngoài cho lão phu, tông chủ muốn cái nơi chút giận. Tôn chấp sự lời này sát ý lẫm liệt, xa xa truyền đến các đệ tử trong tai. Không khỏi lạnh run một cái, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ra. Trương Phú Quý, lão tử cho ngươi đi quét dọn tông chủ phòng ngủ, ngươi làm sao để Trác Phàm đi. Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Khuê Lang đột nhiên nhất chỉ trong đội ngũ một tên đệ tử, hét lớn lên tiếng. Cái kia Trương Phú Quý không khỏi sững sờ, toàn thân dọa đến run rẩy. Vội vàng giải thích, không không không. Ta hôm nay quét dọn là thạch cung phụng. Im miệng, lão tử cho ngươi đi quét dọn tông chủ phòng ngủ, ngươi thế mà để Trác Phàm đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, tông chủ phòng ngủ phải do kinh nghiệm phong phú đệ tử cũ đi quét dọn à, hắn một cái mới tới, chân tay lóng ngóng, chẳng phải gặp rắc rối. Lại dám khi dễ tân nhân, còn mệt hơn tông chủ tức giận, tội không thể tha, đi chết đi. Đụng, Trương Phú Quý còn chưa kịp giải thích. Khuê Lang liền đã thêu dệt một chuỗi dài tội danh bao bọc đến trên đầu của hắn, tiếp lấy không khỏi giải thích, nhất trưởng đánh ra. Nhưng gặp tại một cỗ cương phong phía dưới bay rớt ra ngoài, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, liền trong nháy mắt không có sinh cơ, trở thành Nguyệt Linh Khuê Lang hai người dê thế tội. Chỉ là hắn đến chết cũng không hiểu, làm sao đang yên đang lành, liền bị hai vị này lão đại cho xử lý đây. Trương Phú Quý thi thể nặng nề mà té xuống đất. Máu tươi từ thất khiếu bên trong chậm rãi chảy ra, không cam lòng hai mắt vẫn như cũ mê mang địa đại mở to, không biết cái gọi là. Bên cạnh những cái kia tạp dịch đệ tử, ào ào lui lại mấy bước, câm như hến, dọa đến phát run. Khuê Lang hướng cái kia tôn chấp sự liền ôm quyền, khom người nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, cái này kẻ đầu têu tại hạ đã thì xử quyết, mong rằng đại nhân chỉ thị. Nhẹ nhàng liếc người kia liếc một chút, cái này tôn chấp sự cũng là lão hồ ly. Há có thể không biết bên trong mở ám, có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều, cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, Nguyệt Linh Khuê Lang, các người bí mật làm cái gì tiểu động tác, lão phu không muốn quản nhiều, nhưng là khác liên lụy đến trong tông bình thường sự vụ, nếu không. Trong mắt hơi híp, tôn chấp sự trong mắt sát khí lộ ra ngoài, hai người vội vàng một cúi đầu, dọa đến run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Còn có, trầm ngâm một trận. Cái kia tôn chấp sự tiếp tục nói, lão phu đi theo tông chủ vài chục năm, tông chủ như thế nổi trận lôi đình, rất hiếm thấy đến. Nhưng là tại như vậy dưới cơn thịnh nộ, lại mạnh mẽ áp xuống tới sự tình, càng thuộc phượng mao lân giác. Cho nên, đối với gọi là Trác Phàm tiểu tử, tuy là cái tạp dịch đệ tử, nhưng trong lòng các ngươi, phải làm có cái đo đếm mới là. Thân thể nhịn không được lắc một cái, hai người cùng nhau trong lòng run lên, lẫn nhau nhìn xem. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Cái này Trác Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà liền tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. Tuy nói đây là một chuyện nhỏ, nhưng lấy tông chủ tính khí. Nghĩ tới đây, hai người tâm liền càng thêm trở nên nặng nề. Nhìn đến hai người tựa hồ đã coi trọng, cái kia tôn chấp sự nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đạm mạc lên tiếng tốt, đã tội bài đã đền tội, vậy lão phu liền muốn hồi điện phục mệnh. Hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Vừa mới nói xong, cái kia tôn chấp sự một bước chân, nhất thời lăng không bay lên. Hai người thì là vội vàng khẽ khom người, cung tiễn nói, tôn chấp sự đi thong thả. Chờ cái kia lão giả bóng người biến mất không thấy gì nữa về sau, hai người mới vừa đứng thẳng lưng lên, lẫn nhau nhìn xem về sau, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Lúc này, cái kia viên lão một đường chạy chậm đi vào trước mặt bọn hắn. Cười hì hì nói, hắc hắc hắc. Lão hủ đã sớm nói, cái kia Trác Phàm không phải thường nhân. Lan. Hắn nói còn chưa dứt lời, hai người đã cùng nhau mở miệng, trợn mắt nhìn. Viên lão cổ không khỏi co rụt lại, lập lòe lui ra đi. Về sau, hai người khiến người ta đem cái kia Trương Phú Quý thi thể qua loa xử lý, người khác đều giải tán về sau, yên tĩnh chờ ở tạp dịch trước phòng, sang nghiêng nhìn cái kia trở về đường. Chờ lấy Trác Phàm trở về, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, liền chờ đến mặt trời lên cao, lại nhất đẳng lại chờ đến trạng vạng tối hoàng hôn. Rốt cục,
Tại sắp vào đêm thời điểm, Trác Phàm trên vai gánh lấy một thanh đại tảo đem, cà lơ phất phơ, nghênh ngang đi về tới. Nguyệt Linh xa xa trông thấy, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, tâm lý cái này tức giận a, nhất thời liền xông lên phía trước, giống to lên tiếng, Trác Phàm, người muộn như vậy trở về, đi đến nơi nào, không biết quét dọn xong muốn trở về tập hợp sao? Không biết a, không có người nói với ta. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm hùng hồn nói. Ngữ khí bất giác trì trệ, Nguyệt Linh bất đắc dĩ sờ mũi một cái, cùng một bên Khuê Lang liếc nhau, hai người nhất thời liền im lặng. Thực lúc trước để hắn đi quét dọn tông chủ gian phòng lúc, liền căn bản liền không có nghĩ đến để hắn trở về, tự nhiên sẽ không nói cho hắn những thứ này nói nhảm. Nhưng là bây giờ, cái này nha không chỉ có trở về, còn mang về như thế một cái trùng kích tính sự thật. Tiểu tử này không chỉ có bối cảnh thâm hậu, mà lại rất được liền tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn, quả thực thâm bất khả trắc. Giờ này khắc này, hai người lại nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã tất cả đều là hồ nghi cùng hồi hộp. Muốn đánh đập tiểu tử này một trận, thật tốt giáo huấn một chút hắn, lại sợ hắn sau lưng thế lực tìm phiền toái. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt Trác Phàm cái này một bộ mũi vểnh lên trời, mắt cao hơn đầu cần ăn đòn bộ dáng, đúng là tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Khuê Lang trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng ừm. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cũng không biết tình, chúng ta thì không truy cứu. Nếu là nếu có lần sau nữa, sẽ phải nặng xử phạt nặng. Lấy Khuê Lang tính tình, thế mà không có nói hái đầu ngươi, mà chỉ là xử phạt, có thể thấy được đã có chút chịu thua, không dám động Trác Phàm mảy may. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm trong lòng rõ ràng, khẳng định là Tà Vô Nguyệt bên kia truyền đến tin tức, mới đem bọn hắn cái kia không ai bì nổi khí diễm, nhất thời diệt một đoạn. Kết quả là, Trác Phàm cũng không có chú ý nhiều như vậy, thuận cán leo lên trên nói, lão tử chờ ngươi xử phạt. Nói, liền khoan thai tự đắc theo hai người bên trong ở giữa xuyên qua, thật cao lật lên bạch nhãn nhi, liền nhìn cũng không nhìn hai người bọn hắn liếc một chút. Ha ha, cái này cho thể diện mà không cần, rõ ràng là chúng ta thủ hạ tạp dịch đệ tử, thế mà chính mình kéo dậy. Mi đầu bất giác lắc một cái, Khuê Lang lúc này kém chút một miệng tâm huyết không có khí phun ra. Nguyệt Linh cũng là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn hắn chằm chằm bóng lưng, lại là cưỡng ép nhìn xuống, lạnh lùng nói, Khuê Lang, tiểu tử này bối cảnh thần bí, tại không có thăm dò hắn nội tình trước, chúng ta tạm thời không nên động thủ. Chờ làm rõ thân phận của hắn về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp trị hắn không muộn. Trùng điệp gật đầu, Khuê Lang mũi bên trong phun ra hai ống nhiệt khí. Về sau, tạp dịch phòng đệ tử lại làm nhiệm vụ lúc. Hai người lại là không dám tiếp tục cho Trác Phàm phái đi tông chủ hoặc vị nào trưởng lão chấp sự gian phòng quét dọn. Ai ra, người này bối cảnh thâm hậu, mạnh mẽ đâm tới, không sợ trời không sợ đất đến không quan trọng. Mấu chốt là sau cùng đâm rắc rối, hai người bọn họ mang tiếng oan a. Thì như lần trước quét dọn tông chủ gian phòng một chuyện, chính hắn chuyện gì không có, còn đi ra ngoài du ngoạn một trận. Tông chủ trực tiếp tìm tới tạp dịch phòng, cầm tạp dịch phòng người xuất khí. Nếu không phải hai người bọn họ thông minh, lập tức bắt được một cái dê thế tội lời nói, đoán chừng rơi đầu cũng là bọn họ. Hiện tại Nguyệt Linh là không còn dám cùng Trác Phàm mánh khóe đằng sau, chỉ mong ngóng Trác Phàm không cho nàng gây chuyện thị phi cũng rất không tệ. Cho nên, mỗi lần cho hắn phân phối nhiệm vụ, bọn họ đều đem Trác Phàm đánh ra đến ít ai lui tới chỗ, chống trải không người khu vực. Như cái gì các đời tông chủ trưởng lão Nghĩa Trang A. Trước sơn môn chỉ có hai cái ngoại môn đồng tử tiếp khách đãi khách quảng trường A, cổng chào A, chờ một chút những địa phương này. Cũng chỉ có nơi này, hắn bốc lên không ra cái đại sự gì, cho dù dẫn xuất chút manh mối, cũng bất quá hạt vừng việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Như thế như vậy, hai tháng thời gian vội vàng mà qua, Trác Phàm cũng vui vẻ được tự tại, ngược lại là đem Tà Vô Nguyệt lời nói tất cả đều ném đến lên chín tầng mây đi. Đến mức nói để hắn tại tông môn lập đại công. Tham gia cái gì xong long hội căn dặn, hắn càng là không thèm để ý. Tại cái này tạp dịch phòng, hắn có thể yên tĩnh tu luyện, trang lấy rất có bối cảnh bộ dáng, người khác cũng không dám quấy rầy hắn, còn có một cái tâm cảnh có phần cao lão đầu, lúc nào cũng cùng hắn tham đạo, thời gian này đừng đề cập có nhiều dễ chịu, đúng là hắn tha thiết ước mơ nơi về a. Đến mức tạp dịch phòng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện vấn đề, hừ hừ hừ. Đừng quên, hắn nhưng là thổ hào a. Thiếu cái gì có thể thiếu tiền sao? Cứ như vậy,
tại Trác Phàm đã yên ổn tự nhạc thời điểm, Ma Sách Tông lớn nhất đại thịnh sự, ngoại môn thi đấu lặng yên kéo ra màn che. Tuy nói cái này cùng hắn, nửa xu quan hệ đều không có. Khụ khụ khụ, hôm nay do chúng ta tạp dịch phòng, dựng cái này ngoại môn thi đấu diễn võ đài, mọi người nhất định phải ứng phó cẩn thận, nếu là 3 ngày sau thi đấu, bởi vì diễn võ đài có cái gì sai lầm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hừ hừ, cẩn thận các ngươi ăn không ôm lấy đi. Ở một tòa trống trải trên quảng trường, Khuê Lang, Nguyệt Linh cùng Viên Lão Tam người cũng hàng một hàng, nhìn lấy phía trước một đám tạp dịch đệ tử, Khuê Lang càng là uy danh đều xem trọng quát lớn. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, một đạo khinh thường thanh âm liền bỗng dưng từ trong đám người vang lên, thôi đi, đánh nhau thì đánh nhau, từ đâu tới chú ý nhiều như vậy. Muốn là không có cái đài còn không làm thành khung, vậy ta tông những cái kia ngoại môn đệ tử nên có nhiều bọc mủ a. Còn không bằng mình tạp dịch phòng tu la chàng, tùy thời tùy chỗ chém giết. Phốc, mọi người bất giác nhẹ che miệng ba, suy cười ra tiếng. Đạo thanh âm này bọn họ không thể quen thuộc hơn được, cho dù không đi xem, trong lòng cũng rõ ràng. Dám ở tạp dịch phòng công nhiên chống đối hai vị lão đại, còn càng ngày càng có một bộ con ông cháu cha tác phong người, trừ cái kia thần bí bối cảnh đến bây giờ không ai biết được Trác Phàm bên ngoài, còn có thể là ai. Cũng là bởi vì cái này bối cảnh quá thần bí, đến mức hai vị này lão đại đối vị này hung hăng càn quấy con ông cháu cha, thật sự là như chó cắn con nhím giống như, muốn động thủ cũng không biết nên như thế nào hạ miệng. Mà dạng này sự tình, 2 tháng qua, Trác Phàm thế nhưng là cũng làm không ít, thường thường đem hai người kia tức giận đến mắt lệch ra mũi nghiêng, lại là không có cách nào. Trác Phàm, người nhà không phát điểm bực tức, mẹ hắn sẽ chết sao? Hung hăng khẽ cắn môi, Khuê Lang nổi giận lên tiếng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến hội. Bất giác khí thức trì trệ, Khuê Lang nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, có loại muốn khóc xúc động. Nguyên bản hắn là cái này tạp dịch phòng lão đại, thế nhưng là từ khi vị này tiểu gia đến về sau, hắn thì thể diện mất hết, ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, bị tiểu tử này làm đến bá khí hoàn toàn không có. Tiểu tử này, quả thực cũng là hắn tổ tông a. Nguyệt Linh cũng là vừa đỡ cái chán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng ai thán, hối hận đến muốn mạng. Lúc trước nàng không có việc gì tìm tiểu tử này phiền phức làm gì, hiện tại tiểu tử này mỗi ngày tại bọn họ trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cho bọn hắn tìm phiền toái, lại là sắp đem bọn hắn cho tức chết. Thật không biết là vị nào trưởng lão hoặc cung phụng trong nhà con ông cháu cha, hết lần này tới lần khác nhét vào bọn họ cái này tạp dịch phòng đến, ngài dù là nhét vào ngoại môn cũng tốt ha. Bất quá bọn hắn cũng biết, dạng này con ông cháu cha, sớm muộn hội tấn thăng, rời đi nơi này. Mấu chốt là, năm nào tháng nào tấn thăng vấn đề. Bọn họ thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn theo tiểu tử này ở chung một chỗ. Ánh mắt khẽ híp một cái, hai người cùng nhau hung ác chừng Trác Phàm liếc một chút, nhưng nhìn hắn cái kia như cũ không quan trọng bộ dáng, lại là lại vô lực thở dài một tiếng, lẫn nhau nhìn xem, đều là cười khổ lắc lắc đầu. Viên lão nhìn thấy, bất giác ngửa mặt lên trời cười cười, khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong. Cha! Tỷ tỷ! Đột nhiên, đúng lúc này, hai đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, mọi người bất giác sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp hai đạo tuổi trẻ bóng người chính cấp tốc hướng bọn họ nơi này chạy tới. Bên trong một người, là cái thanh xuân thiếu nữ, Trác Phàm nhận biết, chính là Nguyệt Linh muội muội, Nguyệt Nhi. Mà một người khác, là cái thanh niên, 20 trên dưới, thân hình rộng lớn, cùng cái kia Khuê Lang lại có 7 phần giống nhau, nghĩ đến thì là con của hắn. Nhìn thấy bọn họ tới đây, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai người lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhưng là Trác Phàm thật sâu nhìn một chút Nguyệt Nhi thân thể, riêng là cái kia cánh tay đong đưa, lại là trong mắt hơi híp, trong lòng ám đạo. Làm sao, còn chưa tốt à? Nguyệt Nhi, người ẩm ma đao pháp luyện được thế nào, lần này ngoại môn thi đấu có nắm chắc tấn thăng nội môn sao? Nguyệt Linh nhìn đến muội muội đi vào bên người, không khỏi vui vẻ cười nói. Sắc mặt hơi hơi cứng đờ, Nguyệt Nhi do dự một hồi, nhưng vẫn như cũ lộ ra ít có trấn an nụ cười, gật đầu nói yên tâm đi tỷ tỷ, không có vấn đề. Mà một bên khác, Khuê Lang cũng là hung hăng đập đập chính mình nhi tử bả vai, cười to lên, Cương Nhi, lần này ngoại môn thi đấu, ngươi nhưng muốn thuận lợi tấn thăng, không phải vậy lời nói, nhưng là cô phụ lão cha đối ngươi một phen vun trồng a. Yên tâm đi, cha, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong mắt tinh quang lóe lên,
Thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, bình tĩnh gật đầu. Thấy tình cảnh này, Khuê Lang cũng là đầy mặt ý cười, cùng Nguyệt Linh liếc nhau, hai người đều là vui vẻ ra mặt. Nguyệt Linh, ngươi cảm thấy nhi tử ta cùng ngươi muội muội tại đài đối mặt mà nói, đến tột cùng người nào có thể thắng được? Lông mày nhíu lại, Khuê Lang nhìn về phía Nguyệt Linh trêu đùa. Tự tin hiên ngang đầu, Nguyệt Linh không cần nghĩ ngợi liền thốt ra, đó còn cần phải nói, tự nhiên là muội muội ta, Nguyệt Nhi. Không, nhất định là nhi tử ta. Tuy nhiên Nguyệt Nhi thực lực không yếu, nhưng con ta càng mạnh. Chậm rãi lắc đầu, Khuê Lang bật cười lớn, phóng khoáng lên tiếng. Nguyệt Linh tròng mắt chừng một cái, trợn mắt nhìn, khẳng định là muội muội ta. Không, nhi tử ta. Muội muội ta. Trong lúc nhất thời, hai người bất chi bất giác lại cãi vã, còn tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nguyệt Nhi cùng thiếu niên kia gặp này, đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ lắc lắc đầu. Hiện ở ngoại môn thi đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi hai cái tranh giành cái gì sức lực a, huống hồ lại không phải là các ngươi ra sân. Lúc này, Trác Phàm chẳng biết lúc nào, cũng như một đầu như u linh, phiêu phiêu hốt hốt đi vào trước người bọn họ, tại bọn họ cãi vã kịch liệt bên trong, khoan thai cắm câu nói trước, ách, ta cảm thấy a, bọn họ lưỡng bại câu thương khả năng càng cao. Ai cũng không có so người nào lợi hại bao nhiêu, các ngươi cũng không cần lại nhao nhao, tất cả đều vui vẻ, đúng không? Bỗng dưng, hai người đồng thời dừng lại tranh chấp, cùng nhau trợn mắt nhìn sang một bên Trác Phàm, chăm miệng một lời mắng to lên tiếng, lăn. Bất giác cổ co rụt lại, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, hậm hực lui về mấy bước. Khuê Lang hung tợn nhìn lấy Trác Phàm, cả giận nói, họ Trác, người cái này miệng cũng quá tổn hại, rất nhanh nhi tử ta liền muốn ngoại môn thi đấu, người cũng sẽ không nói điểm êm tai, có chủ tâm chú hắn bị thua đúng hay không? Không sai. Nếu là Nguyệt Nhi lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão nương mặc kệ ngươi bối cảnh bao sâu, đều tuyệt không buông tha ngươi. Nguyệt Linh cũng là mắt lộ ra hung quang, như cùng một con cọp cái, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, liên quan ta cái lông, không phải là các ngươi trước mở đầu sao. Hai người diễn võ tỉ thí, không phải một bại một thắng, cũng là một thắng một bại, còn có lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ còn có thể hai người toàn thắng sao? Ngạch! Một chỗ, hai người lần nữa nghẹn lời, liếc nhìn nhau, đều là hung hăng khẽ cắn môi, giận hừ một tiếng, phất phất ống tay áo, không nói ra một câu. Trác Phàm, người nhà thì cái này mồm mép lợi hại. Cuối cùng, Khuê Lang bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Trác Phàm cái này con ông cháu cha nếu là lại không rời đi, hắn không phải bị tiểu tử này tức chết không thể. Nguyệt Nhi nhìn lấy hắn, cũng là bĩu môi, trên mặt hiện ra từng tia tức giận. Tiểu tử này mỗi lần gặp gỡ, gây chính mình sinh khí cũng coi như, làm sao đem tỷ tỷ đều tức thành cái bộ dáng này. Mà người thanh niên kia, nhìn thấy quái dị như vậy tình cảnh, lại là đã hoàn toàn ngây người. Cha của hắn Khuê Lang, trước kia tại trong nội môn đệ tử, dù sao cũng là nổi bật, cho dù bị phạt nhập cái này tạp dịch phòng, đó cũng là xưng vương xưng bá a. Thế nhưng là trước mặt người thanh niên này đến tột cùng là ai, rõ ràng tu vi cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm, đều là thiên huyền cảnh tu giả. Làm thế nào dám ở cha hắn trước mặt phát ngôn bừa bãi, mà lại cha hắn còn cầm hắn một chút triệt đều không có. Lấy cha của hắn tính khí, đây thật sự là kỳ quái. Lại xem xét còn lại tạp dịch đệ tử sợ hãi rụt rè, quy quy củ củ đứng thẳng một hàng bộ dáng, Trác Phàm cái này nhảy nhót tưng bừng, nói mát nói mẻ. Thỉnh thoảng lại trêu chọc một phen hai vị lão đại tình cảnh, nhất thời liền hình thành so sánh rõ ràng, lại là để lòng hắn phía dưới càng hiện ngạc nhiên. Ây, phụ thân, vị này là, chỉ Trác Phàm phương hướng, thiếu niên kia một mặt kỳ dị mà nói. Khuê Lang đang sinh lấy một ngạt, chưa kịp để ý tới, Trác Phàm nhìn thấy, cũng đã cười lớn một tiếng, đi vào thanh niên kia trước người, đính đính lồng ngực nói, ha ha ha. Ta hiện tại là phụ thân ngươi sư huynh đệ, Trác Phàm. Ngươi là con của hắn, tạm thời xưng ta một tiếng Trác sư thúc đi. Há, Trác sư thúc, vãn bối Khuê Cương, tham kiến. Thiếu niên kia sững sờ, nhất thời bị hù dọa, vội vàng cúi chào. Thế nhưng là Khuê Lang gặp, lại là vội vã đi vào trước mặt hắn, đem hắn bái hạ thân khoát tay, vịn, mắng to lên tiếng, Cương Nhi, ngươi làm sao như thế ngây thơ, dễ dàng như vậy bị lừa. Tiểu tử này căn bản chính là cái con ông cháu cha.
cùng lão tử nửa xu quan hệ đều không có, bái cái gì sư thúc. Đón lấy, Khuê Lang trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, hét lớn lên tiếng, tiểu tử thúi, ngày thường ngươi đối lão tử vô lễ bất kính, thuận miệng trêu chọc, lão tử cũng liền nhẫn. Thế nhưng là ngươi cũng đừng quá khinh người quá đáng, khi dễ người khi dễ đến trên đầu con trai ta. Thì tính sao, lão tử theo ngươi xưng huynh gọi đệ, đó là ngươi phúc khí, có lẽ về sau ngươi nhi tử khóc hô hào bái ta cái này thúc thúc, đến lúc đó ta có chịu hay không nhận còn hai chuyện đâu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm một bộ cần ăn đòn bộ dáng suy cười ra tiếng, thẳng đem Khuê Lang tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không thể làm gì. Khuê Cương ở một bên, lại là sớm đã nhìn mắt trợn tròn. Nếu là trước mặt vị thanh niên này không phải phụ thân cùng thế hệ sư huynh đệ lời nói, vì sao hắn nhiều lần trêu chọc, phụ thân cũng đều có thể nhịn xuống đi, đây cũng quá kỳ quái đi. Chỉ có tạp dịch phòng một đám đệ tử, biết bên trong nội tình, nhịn không được trong lòng cười thầm không thôi, đồng thời vụng trộm cho Trác Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tuy nói Trác Phàm là cái không biết bối cảnh như thế nào thần bí con ông cháu cha, nhưng là hắn tại tạp dịch phòng lại cũng không khinh người. Còn chuyên tìm hai vị lão đại suối quẩy, thật sự là cho bọn hắn những thứ này nhiều năm bị áp bách tạp dịch đệ tử chút cơn giận. Tựa hồ nhìn ra nhi tử tâm tư, Khuê Lang một thanh kéo qua Khuê Cương, một mặt chỉnh trọng chỉ Trác Phàm, nghiêm túc nói, Cương nhi, ngươi cho ta xem trọng, tiểu tử này cũng là cái dựa vào tổ tông vầng sáng trà trộn vào tông môn con ông cháu cha, không biết tiến thủ, tầm thường. Cho dù sau này làm trưởng lão chấp sự, cũng không có gì lớn tiền đồ. Ngươi cũng đừng cùng hắn pha trộn cùng một chỗ, chậm trễ ngươi tiền đồ. Ngày sau ngươi thành tựu, nhất định ở trên hắn. Nguyệt Linh cũng là một thanh kéo qua Nguyệt Nhi, chỉ Trác Phàm, dặn đi dặn lại, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Bỗng dưng, Trác Phàm trở thành hai vị này lão đại, giáo huấn tiểu bối phản diện giáo tài. Bất quá, Trác Phàm lại là không để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lão tử con ông cháu cha thì thế nào, các ngươi còn không giống nhau. Sử dụng một điểm nho nhỏ quyền hạn, cho bọn hắn hai đặt mua tài liệu luyện công. Hừ hừ hừ, người tư tâm vô cùng vô tận, có quyền lực, tự nhiên muốn mưu tư, không phải vậy muốn quyền lực làm gì. Các ngươi hiện tại khinh bỉ ta cái này con ông cháu cha, trong lòng mình lại làm sao không muốn trở thành ta cái này con ông cháu cha, ở đâu đều làm mưa làm gió đâu. Tất cả mọi người là ma đạo tu giả, trang thanh cao gì, hướng lão sói vẫy đuôi. Trác Phàm quát tiếng ồn âm tuy nhiên rất nhẹ, lại dị thường chói tai, truyền vào hai người trong tai, làm cho hai người nhất thời ngữ trệ, không biết nên như thế nào cãi lại. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi nghe xong, liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm lời tuy nói hung hăng càn quấy, nhưng lại rất hợp lý, để bọn hắn không thể không tin phục. Mọi người miệng phía trên mắng vô cùng tàn nhẫn nhất người kia, sao lại không phải mọi người trong lòng lớn nhất hướng tới người kia đâu. Chỉ là mọi người không muốn thừa nhận thôi, tâm tư đố kỵ quấy phá. Hừ, người thiếu cưỡng từ đoạt lý, Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi đều tư chất không tệ, lại chăm chỉ có thêm, tấn thăng nội môn, chuyện đương nhiên, chúng ta bất quá tận chúng ta có khả năng, giúp đỡ một chút thôi. Nào giống người cái này con ông cháu cha, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tiến tới, liền vũ kỹ đều không luyện, chỉ ỷ vào tu vi cao, mới có thể tại tu la tràng bên trong tồn tại. Ngươi nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi đến sau lưng ngươi người kia chuẩn bị cho ngươi ra tạp dịch phòng, sẽ chết tại tu la tràng. Khuê Lang thở sâu, trầm ngâm nửa ngày, lần nữa mắng to lên tiếng, muốn tranh hồi điểm thể diện. Trác Phàm nghe đến, lại là khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, hạn hẹp thế hệ, vũ kỹ bất quá vật ngoại thân, cũng không phải là tu luyện ý nghĩa chính. Ta mặc dù không tu vũ kỹ, nhưng ở tu tâm, tâm chính là đại đạo dung thân. Tâm cảnh đạt được, tự nhiên khai minh thông khiếu, tăng cao tu vi, vũ kỹ, công pháp đốn ngộ, đây là tu luyện gốc rễ. Các ngươi truyền chú võ dũng, lại là bỏ gốc lấy ngọn, mới thật sự là quá buồn cười. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Khuê Lang suy nghĩ một chút, con ngươi loạn chuyển, gần lại là hét lớn một tiếng, Trác Phàm, ngươi. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Con, chỉ một thoáng, mọi người đều là đầu oanh minh. Tức xạ mặt lại rơi xuống, bất đắc dĩ nâng lên cái trán, nhìn về phía Khuê Lang xấu hổ khuôn mặt, cũng là ngăn không được lắc đầu. Riêng là Khuê Cương, càng là đỏ bừng mặt, cha mình cùng người cãi lại thực sự quá kém cỏi a, thế mà liền người ta lời nói đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường, trước kia hắn cũng không thế nào nghe người ta nói,
mọi thứ đều dựa vào quyền đầu. Chỉ là lần này, hắn quyền đầu không có tác dụng mà thôi. Viên lão cũng là cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng thở dài. Đệ tử bản tông từ trước đến nay tranh cường hiếu thắng, trọng võ mà khinh đạo, giống Khuê Lang dạng này thần chiếu cao thủ, thậm chí ngay cả đại đạo biên đều không sợ đến, thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Như cứ thế mãi, Ma Sách Tông cho dù lại quá 10 triệu năm, cũng vẫn như cũ khó thoát Hạ Tam Tông vận rủi. Ngược lại, cái này chắc phàm rõ ràng đến từ thế tục, nhưng đối tu tâm luyện đạo thể ngộ lại là thâm bất khả chắc, làm cho người hoảng sợ. Kẻ này nếu là có thể đi đầu thay đổi tông môn thượng võ khinh đạo chi phong, ngược lại là một kiện tạo phúc tông môn tương lai đại công tích a. Trong mắt tinh quang rạng rỡ, Viên lão âm thầm suy nghĩ. U, chuyện gì náo nhiệt như vậy, tạp dịch phòng đệ tử đều không làm việc, tập hợp một chỗ làm gì? Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng kiều mị trêu chọc đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp một đạo thướt tha bóng người lắc lắc bờ eo thon hướng bọn họ đi tới. Một đám tại tạp dịch phòng quen thuộc bên cạnh đều là giống được động vật lũ súc sinh, vừa thấy như thế vư vật, bất giác đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Nhưng là chỉ là nhìn một chút, bọn họ liền vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Bởi vì cái này tuy là vư vật, nhưng đồng dạng cũng là mãnh thú. Nàng, chính là Trác Phàm mới tới tông môn, nhìn thấy cái kia lẳng lơ nương tử, Hồ Mị Nhi sư tỷ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm trong lòng cười lạnh, người này nhìn như đối xử mọi người nhiệt tình, thực tiếu lý tàng đao. Lần trước nàng này xuất hiện lúc, hắn liền lọt vào đánh lén ám sát, lần này xuất hiện lần nữa, nhất định cũng không có chuyện gì tốt phát sinh. Chỉ là nàng lần này mục tiêu đã không phải mình, mà chính là. Nghĩ tới đây, Trác Phàm theo nàng cái kia mê hoặc ánh mắt nhìn, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại chính là Nguyệt Linh tỉ muội hai người. Mị Nhi sư tỷ, đã lâu không gặp. Nguyệt Linh hướng về Hồ Mị Nhi phương hướng ôm một cái quyền, mang theo Nguyệt Nhi đi ra phía trước, cảm kích nói, tiểu muội bị phà tạp dịch trong lúc đó, nhờ có Mị Nhi sư tỷ chiếu cố Nguyệt Nhi nha đầu này, đại ân đại đức, Nguyệt Linh khó có thể vì báo. Không khỏi phát ra một đạo như chuông bạc tiếng cười duyên, Hồ Mị Nhi từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cười nói, như vậy khách khí làm gì, đều là chính mình tỉ muội. Đối Nguyệt, người ẩm ma đao pháp luyện đến thế nào? Hồi sư tỷ lời nói, đã hoàn toàn thuần thục, hơi khom người một cái, Nguyệt Nhi hướng về Hồ Mị Nhi ôm quyền cười nói. Ba, vừa nhấc cánh tay, nặng nề mà vỗ vỗ Nguyệt Nhi đầu vai, Hồ Mị Nhi không khỏi lời nói thấm thía nói, Nguyệt Nhi. Ngươi nhưng là phải cố gắng a, tỷ tỷ ngươi vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ngươi nếu không thể tấn thăng nội môn, đây chính là uổng phí nàng một phen tâm huyết. Mi đầu hơi nhíu nhăn, Nguyệt Nhi tựa hồ có chút thống khổ, nhưng vẫn như cũ khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, hung hăng gật đầu. Thấy tình cảnh này, Hồ Mị Nhi trong mắt tinh quang lóe lên, mới lại vui vẻ ra mặt. Nguyệt Linh cũng là cùng Hồ Mị Nhi bèn nhìn nhau cười, tiếp lấy nhìn về phía Nguyệt Nhi khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ có Trác Phàm, xa xa nhìn qua, trong lòng cười lạnh, tựa hồ sớm đã xem thấu hết thảy. Đúng, Cương Nhi, người huyết sát quyết tu luyện được như thế nào? Lúc này, Hồ Mị Nhi vừa nhìn về phía nơi xa Khuê Cương, một bộ quan tâm bộ dáng nói. Đột nhiên gật gật đầu, Khuê Cương một mặt tự tin, không có vấn đề, Mị Nhi sư thúc, mấy ngày nay ta đã tinh tiến không ít. Lần này ngoại môn thi đấu, nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Nghe được lời này, Hồ Mị Nhi khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, hơi hơi gật gật đầu. Khuê Lang thì là mang theo Khuê mới vừa đi tới bên người nàng, cười nói, Mị Nhi sư muội, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ, Cương Nhi mới có như thế nắm chắc, tham gia thi đấu. Nếu không mà nói, cái kia huyết sát quyết vũ kỹ, chỉ có nội môn tàng kinh điện tài có. Ta cùng Nguyệt Linh đều đã là mang tội chi thân, không có khả năng lại đi vào, nhờ có người nghĩ cách làm đến, còn lãng phí một lần tiến vào tàng kinh điện cơ hội, ca ca ở đây cảm ơn. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, chúng ta thế nhưng là cùng nhau nhập môn sư huynh muội, chẳng lẽ liền điểm ấy bận bịu đều không giúp sao? Bây giờ thân ngươi hãm nhà tù, không tiện vì tiểu bối ra mặt, ta cái này làm sư thúc, há có thể để bọn hắn chịu ủy khuất. Hồ Mị Nhi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Khuê Lang dĩ nhiên đã cảm kích đầy dẫy lệ quang, nói không ra lời. Cái này Mị Nhi sư muội, thật sự là trong tông môn khó được có thể tin người cái nào.
Đúng, Cương Nhi, ta chỗ này còn có một khỏa ngũ phẩm đan hoàn, huyết linh đan. Ngươi như tại thi đấu lúc, cảm thấy lực bất tòng tâm lời nói, lúc này nuốt vào một khỏa, cam đoan sinh tinh hổ mãnh. Cùng ngươi huyết sát quyết phối hợp, công lực có thể trực tiếp đề cao gấp 2-3 lần có thừa. Xem như sư thúc ta, lại giúp ngươi một lần. Hồ Mị Nhi cười nói tự nhiên, đem một bình sứ nhỏ đưa lên, Khuê Cương tiếp nhận, kích động hai tay run rẩy, nhìn về phía Hồ Mị Nhi phương hướng, tràn đầy cảm kích. Đây quả thực là đưa than khi có tuyết a, một khỏa ngũ phẩm đan hoàn, bọn họ ngoại môn đệ tử nhưng là rất khó lấy tới. Huống chi, đây là một khỏa chiến đấu đan dược. Kể từ đó, hắn đừng nói tấn thăng nội môn, coi như cầm xuống ngoại môn thi đấu đầu danh, làm nội môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cũng không phải là không được a. Khuê Lang nhìn lấy đây hết thảy, càng là kích động nói không ra lời, bờ môi run rẩy nói, Mị Nhi, người đối cứng nhi quan tâm, thật giống hệt mẹ nó a. Sư huynh, người nói mò gì đâu, bất giác khuôn mặt đỏ lên, Hồ Mị Nhi ngượng ngùng trắng Khuê giống như lang, Khuê Lang cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái, khờ cười ra tiếng. Còn lại người gặp, bất giác đều là có chút hâm mộ. Ai, cái này tại nội môn có người chiếu cố, cũng là không giống nhau a. Tháng này Nhi cùng Khuê Cương hai người, xem ra là chỉ định có thể đi vào môn, tái tạo Nguyệt Linh cùng Khuê Lang năm đó huy hoàng. Nào giống bọn họ những thứ này tạp dịch đệ tử, cả một đời vĩnh viễn không ngày nổi danh, còn phải cách một đoạn thời gian liền phải tại tu la tràng bên trong chém giết, ăn bữa nay lo bữa mai, giống như sống tại địa ngục đồng dạng. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tốt, sư huynh, sư muội, các ngươi còn là nhanh bận bịu cái này diễn võ đài sự tình a. Ta sẽ không quấy rầy, miễn cho chậm trễ công trình, gây được các người bị tông môn chấp sự chửi mắng. Còn có Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi, hai người các ngươi cũng nhanh đi luyện công a, gần nhất thời gian nhất định muốn nắm chặt khổ luyện. Đừng cả ngày dính tại tỷ tỷ và lão cha bên người, như cái chưa trưởng thành hài tử, hì hì ha ha. Lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Hồ Mị Nhi một tiếng mị tiếu, hướng mọi người nháy mắt mấy cái, phất phất tay liền cáo biệt. Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người nhìn chăm chú liếc một chút, lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Hồ Mị Nhi đi xa bóng người, tràn đầy cảm giác thân thiết. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang cũng là đầy mặt cảm kích, đưa mắt nhìn vị này phong tư xước ước mỹ nữ rời đi. Chỉ có Trác Phàm, chẳng biết lúc nào du du nhiên địa đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn lấy Hồ Mị Nhi biến mất phương hướng, chua xót nói, cái này Mị Nhi sư tỷ quá không chính cống, thế mà liền mắt cũng không nhìn thẳng ta liếc một chút liền đi. Nhớ ngày đó ta lúc mới tới, nàng thế nhưng là cực điểm ân tình trêu chọc ta, bây giờ nhìn ta chán nản, đi vào tạp dịch phòng, thì cái này thái độ. Hừ hừ hừ, kẻ nịnh hót. Ngươi nói cái gì, bất giác trong mắt chừng một cái, Nguyệt Linh, Khuê Lang bọn bốn người cùng nhau trợn mắt hướng Trác Phàm, hung ác nói. Trác Phàm thế nhưng là tại giả tạo hàng một mực đang giúp bọn hắn ân nhân, cái này khiến bốn người làm sao có thể nhẫn. Tựa như là bị dọa đến lui lại một bước. Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, ồm ồm nói, các người khác không tin, lão tử nhìn người thế nhưng là tương đương chuẩn, cái kia nữ nhân tuyệt đối không phải lương thiện, không lợi không dậy sớm. Nàng chịu giúp các ngươi, cũng nhất định có âm mưu. Lão tử xem các ngươi đồng dạng là tạp dịch trong phòng người, đều là người một nhà, mới tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Im ngay. Thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Khuê Lang đã là giống to lên tiếng, ngắt lời nói. Lão tử biết rõ nói bên trong tông môn không có người tốt, càng nhiều là gian nịnh tiểu nhân, giống ngươi như vậy châm ngòi ly gián thế hệ, chỗ nào cũng có. Nhưng là đang có đường ngay, mà có ma đạo, chúng ta ma sách tông vẫn là có người trọng nghĩa. Mị Nhi sư muội, lúc trước nhận qua chúng ta ân huệ, hiện tại đủ kiểu hồi báo, đã là như thế. Ngươi mới đến, cái gì cũng không biết, lung tung vu hãm cái gì. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tựa hồ nghe ra chút đầu mối. Không khỏi trong lòng càng là ai thán. Nông phu cùng rắn cố sự, hắn không ít thấy qua, còn thân hơn thân thể trải qua. Dạng này sự tình, xuất hiện tại ma môn, lại có gì to tát. Từ cho là mình hướng đối phương thi qua ân huệ, đối phương cũng là đáng giá tín nhiệm chỗ, dạng này cách nghĩ không chỉ có ngu thẳng, mà lại buồn cười. Trong lòng một đạo bi thương lóe qua, Trác Phàm tựa hồ lại nghĩ tới năm đó thánh vực tự bạo một chuyện, không khỏi ai thán một tiếng. Nhìn về phía bốn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, Trác Phàm trên mặt một trận nghiêm nghị, làm đến bốn người bất giác cùng nhau sững sờ.
Đột nhiên, Trác Phàm duỗi ra nhất trường, thẳng dò xét Khuê Cương cánh tay, dùng lực bóp. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Khuê Cương nhất thời cảm thấy một cỗ bứt rứt đau đớn thẳng vào đáy lòng. Ngươi làm gì? Khuê Lang giật mình, hung hăng đem Trác Phàm cánh tay mở ra, đầy mặt sát ý nhìn về phía hắn, nhưng là trong nội tâm, lại sớm đã tràn đầy hoảng sợ. Lấy hắn thần chiếu tứ trọng tu vi, Trác Phàm cái này thiên huyền thất trọng tu giả, đánh bất ngờ hướng hắn nhi tử, hắn lại một chút cũng không có phát giác, đây quả thực quỷ dị, hoàn toàn chuyện không có khả năng. Nhưng tất cả những thứ này, cũng là ở trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện, cho nên tại hắn nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, đã xuất hiện từng tia kiêng kỵ. Trác Phàm nhất cử nhất động, lộ ra thần bí, để hắn không mò ra sâu cạn. Không có để ý mọi người thấy chính mình kinh dị ánh mắt, Trác Phàm chỉ là chăm chú nhìn Khuê Cương ánh mắt lạnh lùng đặt câu hỏi, người tu luyện huyết sát quyết bao lâu, cũng không ra nửa năm đi. Ây, 3-4 tháng. Mi đầu bất giác lắc một cái, Khuê Cương đối với Trác Phàm vấn đề, vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn lấy Trác Phàm cái kia không cách nào làm trái ánh mắt, lại là nhịn không được nói ra miệng. Có lẽ liền chính hắn đáy lòng đều tại buồn bực, vì sao muốn trả lời cái này con ông cháu cha vấn đề. Không sai gật đầu, Trác Phàm sâu xa nói, tiểu tử, thúc thúc ta lần này lại tặng ngươi một câu châm ngôn, mọi thứ chớ cưỡng cầu, qua loa cho xong chuyện, nếu không ắt gặp đại nạn, hối hận cả đời. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Khuê Cương trong lòng lẫm liệt. Không biết sao, Trác Phàm lời ấy có loại đặc thù lực lượng, để hắn có loại không thể không tin cảm giác. Dường như hắn nếu không tin, câu này châm ngôn liền sẽ linh nghiệm đồng dạng. Còn có ngươi, cũng giống vậy, nhớ kỹ câu nói này. Lúc này, Trác Phàm vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi phương hướng, dặn dò. Không khỏi sững sờ, Nguyệt Nhi trong lòng hồ nghi, không biết nội tình. Nguyệt Linh lại sớm đã là hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, Lan, muội muội ta bọn họ lập tức liền muốn ngoại môn thi đấu, ngươi nói gì vậy? Hiện ở chỗ này diễn võ đài không cần ngươi dựng, ngươi cho ta đi quét phía sau núi Nghĩa Trang, ở nơi đó thủ một tháng, ta không muốn gặp lại ngươi. Không sai, coi như ngươi bối cảnh lại sâu, tại tạp dịch phòng đều được nghe chúng ta. Hiện tại chúng ta xung quân ngươi đến sau núi quét lăng, không được sai sót, nhanh đi. Khuê Lang cũng là một tiếng gầm thét, ác ngôn đối mặt. Cười lạnh, Trác Phàm không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chỉ là cái kia cười nhạo, lại là thanh thanh sở sở truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai, không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tự gây nhiệt, không thể sống a. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai người, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người suy tư Trác Phàm nói, lại là đầy bụng hồ nghi. Bọn họ luôn cảm thấy, Trác Phàm lời nói hình như có chỉ, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, không phải hại bọn họ. Nguyệt Nhi, các ngươi nghe kỹ, vừa mới người kia chỉ thích nói bậy tám đạo, chớ bị hắn ảnh hưởng. Nguyệt Linh thật sâu nhìn hai người liếc một chút, lần nữa dặn dò, lần này ngoại môn thi đấu, các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó. Khuê Lang cũng là khẽ gật đầu. Một mặt kỳ cánh mà nhìn xem bọn họ. Nhìn chằm chằm bọn họ cái kia kỳ cánh khuôn mặt, Nguyệt Nhi hai người liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều thoải mái. Đúng vậy a, nếu là bọn họ không cách nào tiến nhập nội môn, lại thế nào xứng đáng tỷ tỷ và phụ thân đối bọn hắn tâm huyết nỗ lực đâu. Kết quả là, Trác Phàm vừa mới căn dặn, trong nháy mắt bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây. Sau 3 ngày, ngoại môn thi đấu ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Thế nhưng là tạp dịch phòng làm toàn tông tầng dưới chót nhất tồn tại, lại là không có tư cách đi quan sát trận này thi đấu tình trạng. Trong lúc nhất thời, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh đều lòng nóng như lửa đốt, tại tạp dịch phòng chờ đợi Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người chiến thắng tin tức. Tuy nhiên bọn họ đối với hai người thực lực đã tương đương yên tâm, nhưng vẫn như cũng muốn phải nhanh lên một chút biết kết quả. Yên tâm đi, hai vị, hai người bọn họ nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Ngược lại là Trác Phàm hắn. Các ngươi lúc nào để hắn trở về a? Phía sau núi Nghĩa Trang chỗ đó âm phong trận trận, cũng không phải lâu dài chi địa. Viên lão một bên trấn an Nguyệt Linh hai người, một bên tìm kiếm nghĩ cách vì Trác Phàm xin tình. Hung hăng chừng một cái viên lão, Nguyệt Linh trợn mắt nói, hừ, tiểu tử kia tốt nhất vĩnh viễn khác trở về. Nếu không phải sợ tông môn truy cứu, lão nương thật nghĩ đem hắn vĩnh viễn chôn xương ở nơi đó, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng,
Viên lão từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, tạp dịch quản lý phòng sự tình đi ra, các người chỗ này lại có người đến. Bất giác giật mình, viên lão vội vàng một đường chạy chậm chạy ra ngoài, nhưng là rất nhanh, liền vừa lớn tiếng hô uống, Nguyệt Linh đại nhân, người mau đến xem, là ngươi muội muội. Ngay tại nóng vội chờ tin tức Nguyệt Linh nghe được lời này, không khỏi quá sợ hãi, cũng nhất thời đi ra ngoài, lại chính thấy trên mặt đất nằm một cái toàn thân tắm huyết thân ảnh, hấp hối, chính là nàng muội muội Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ. Mà bên cạnh hắn đứng đấy một cái lạnh lùng nam nhân, liếc mọi người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, ở ngoại môn thi đấu bên trong, bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, đã phế, hiện đặc biệt giao cho tạp dịch phòng xử ý. Nam nhân lạnh lùng lời nói, như là một cái đem dao nhọn, đâm vào Nguyệt Linh tim, làm cho ngăn không được địa toàn thân thể run rẩy lên. Thế nhưng là nam nhân kia căn bản không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, xoay người rời đi. Viên lão gặp, vội vàng lên tiếng, cầu khẩn nói, chấp sự đại nhân dừng bước, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nguyệt Nhi ở ngoại môn thi đấu bên trong bại à, cái kia cũng không phải đào thải đệ tử a, không cần đến đưa chúng ta nơi này tới đi. Cái kia chấp sự liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng, hừ, ngoại môn thi đấu bên trong bại, xác thực không cần đào thải. Thế nhưng là nha đầu này toàn thân gân mạch đứt từng khúc, đã phế, lưu ở ngoại môn cũng vô dụng, không ném tới các ngươi cái này đồ bỏ đi địa phương, còn có thể ném đi đến nơi nào. Lại nói, các ngươi không phải có cái tu la chàng tỷ thí à, đến lúc đó xem nàng như thành có sẵn tu luyện tài liệu, không vừa vặn. Ngươi nói cái gì? Thế nhưng là cái kia chấp sự vừa dứt lời, Nguyệt Linh đã là gầm thét lên tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên đại phóng, thì muốn xông lên phía trước. Cái kia huyết hồng song đồng, tràn đầy sát ý. Giờ này khắc này nàng, tựa hồ đã mất lý trí. Khuê Lang gặp, đuổi bước lên phía trước một bước, một tay lấy nàng ôm lấy, giận dữ hét, Nguyệt Linh, ngươi tỉnh táo một chút, chẳng lẽ ngươi muốn bị tông môn thần hồn câu diệt chi cực hình sao? Thân thể lạnh không khỏi lắc một cái, Nguyệt Linh dường như hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, tâm tình kích động hơi hơi tỉnh táo lại. Cái kia chấp sự nhìn đến một trận cười lạnh, khinh bỉ nói, các ngươi đều là mang tội chi thân, coi như thực lực so với ta mạnh hơn, cũng phải cho ta thành thành thật thật ở lại. Nếu là dám dĩ hạ phạm thượng, tông môn quy củ cũng không phải cái gì bài trí. Cái này con ông cháu cha. Ánh mắt khẽ híp một cái, Khuê Lang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ không dám có nửa phần sắc mặt giận dữ, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Thực vị chấp sự này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, từng theo bọn họ là cùng bối phận đệ tử, bởi vì vì phụ thân là trưởng lão, cho nên một mực tại ngoại môn lắc lư, liền nội môn cũng không vào hắn. Cuối cùng được chấp sự chi vị, dựa vào tông môn tài nguyên tu luyện, miễn cưỡng đi tới nơi này thần chiếu nhị trọng tu vi phía trên, nhưng cũng là hắn cực hạn. Cho nên Khuê Lang Nguyệt Linh bọn người đối dạng này con ông cháu cha, là cũng không mảnh, nhưng lại sợ, không dám đắc tội. Xin lỗi, chấp sự đại nhân, vừa mới Nguyệt Linh nhất thời xúc động, thất lễ. Chỉ là Nguyệt Linh muốn biết rõ một việc, tiểu muội đến tột cùng là tại cùng người nào trong tỷ thí. Bị thương thành bộ dáng như vậy, mời chấp sự đại nhân chỉ thị. Thật sâu hít một hơi, Nguyệt Linh ôm quyền khom người, thành khẩn lên tiếng. Liếc mắt liếc một cái nàng, cái kia chấp sự một mặt khinh thường nói, ngươi nghe ngóng cái này làm gì, muốn báo thù sao? Ta khuyên ngươi quên đi, ngươi thế nhưng là mang tội người, không có quyền lực hướng tông bên trong bất luận kẻ nào động thủ, trừ tạp dịch phòng người bên ngoài. Nếu không mà nói, tất thụ tông môn cực hình hầu hạ. Thế nhưng là muội muội ta thương tổn cũng quá thảm a, thậm chí hủy nàng cả một đời. Cái kia người hạ thủ nặng như vậy, rõ ràng cũng là cố ý gây nên, ta Quỷ Diện La Sát Nguyệt Linh, cho dù liều đến thịt nát xương tan, lại có thể buông tha hắn. Hung hăng khẽ cắn môi, Nguyệt Linh không khỏi nộ hống lên tiếng. Cái kia ngập trời tức giận, cho dù là quanh người Khuê Lang bọn người, cũng tất cả đều thiết thiết thực thực cảm thụ đến cái kia tia lạnh lẽo. Vốn là muốn xuất thủ lần nữa, ngăn cản nàng mù quáng hành động Khuê Lang, cũng không thấy chăm chú quyền đầu, vừa bất đắc dĩ thở dài, buông ra. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái kia chấp sự suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút xúc động, nhưng vẫn là lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, người nếu muốn đánh nghe diễn võ đài phía trên cùng lệnh muội giao chiến người thân phận, thực cũng không khó, nhưng là ta khuyên ngươi, vẫn là quên đi.
Bởi vì lệnh muội như tình huống như vậy, cũng không thể trách cái kia người hạ thủ nặng, hoàn toàn là lệnh muội tự tìm a. Ngươi nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Nguyệt Linh nghi hoặc lên tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia chấp sự thản nhiên nói, lúc đó diễn võ đài phía trên tình cảnh, các đệ tử đều nhìn thấy rõ ràng. Lệnh muội mượn hung sát chi lực, sử xuất ẩm ma đao pháp bên trong tinh yếu, xác thực uy lực kinh người, đối phương cũng đã dọa sợ. Thế nhưng là thì vào lúc đó, lệnh muội lại không cách nào khống chế cái kia hung sát chi khí, bị hung sát phản phệ, mới tạo thành như vậy gân mạch đứt đoạn cảnh tượng thê thảm. Cho nên, người thật không cần thiết đi tìm bất luận kẻ nào báo thù. Chỉ có thể trách lệnh muội, học nghệ không tinh đi. Cái gì, sao lại thế? Trong mắt nhìn không được co lại, Nguyệt Linh quả thực không thể tin được, cái này tất cả mọi thứ, lại là Nguyệt Nhi chính mình tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời, nàng toàn thân nhất thời một trận bất lực, bất đắc dĩ co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng. Như là người khác thương tổn nàng muội muội, nàng còn có thể tìm phát tiết miệng, nhưng là hiện tại, hắn coi như muốn phát tiết, cái này lửa giận trong lòng, cũng không biết cái kia phát đến người nào trên đầu mới là. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh trong mắt lại là có chút mê mang cùng giật mình lo lắng, Khuê Lang bọn người gặp, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng. Nguyệt Nhi, đã ngươi không cách nào khống chế những cái kia hung sát, đề cao ma đao uy lực, vì sao không nói sớm đây, tỷ tỷ ta cũng sẽ không cho ngươi sưu tập nhiều như vậy tài liệu luyện công. Nguyệt Linh ngồi tại cả người là máu Nguyệt Nhi bên người, hai mắt đẫm lệ, ai hô liên tục. Bên cạnh mọi người cũng là khẽ gật đầu, rất tán thành. Đúng vậy a, người nhà nếu là sớm nói, thực lực ngươi không đủ lời nói, hai vị này lão đại hai tháng trước cũng không cần cố ý mở ra một lần tu la tràng, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Thế nhưng là chết nhiều người như vậy cho ngươi luyện công, ngươi lại luyện công không thành ngược lại bị hủy. Ai, thật sự là hùng hài tử, một chút phân tắc đều không có, chính mình cái gì đức hạnh không biết a, thật sự là lãng phí nhiều như vậy tài liệu luyện công, đáng tiếc. Nhẹ nhàng lôi kéo Nguyệt Linh ngón tay, Nguyệt Nhi khí tức yếu ớt, lệ quang tại trong hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào lên tiếng, tỷ tỷ, thật xin lỗi, lãng phí ngươi tâm huyết. Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, chỉ là, ngươi sao lại thế? Khẽ cắn môi, Nguyệt Linh bất giác thương tâm gần chết, nhìn lấy chính mình cái này đáng thương muội muội, đánh cũng không được, mắng lại không nỡ, chỉ tốt chính mình xông cái nước mắt. Nguyệt Nhi cũng là trong lòng ủy khuất, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ. Vốn là ta là có thể khống chế đến ẩm ma đao pháp, thế nhưng là cánh tay ta có tổn thương. Thương tổn. Mi đầu bất giác lắc một cái, Nguyệt Linh đột nhiên cả kinh nói, cái gì thương tổn, người tại sao có thể có thương tổn đâu? Đến tột cùng là ai thương tổn ngươi? Trong lòng trầm ngâm một chút, Nguyệt Nhi thăm thẳm lên tiếng, hai tháng trước, Trác Phàm vừa tới tông môn, ta cho là hắn là người khả nghi, liền xuất thủ đánh lén. Kết quả ta thương tổn hắn, hắn cũng làm tổn thương ta. Có thể ta thương tổn không biết sao, chậm chạp không thấy tốt hơn. Trác Phàm, tựa hồ rốt cuộc tìm được xuất khí miệng, Nguyệt Linh nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nộ hống lên tiếng, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi chở lão nương. Ngươi hủy muội muội ta, lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, đều chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành tro, lấy giải mối hận trong lòng. Khuê Lang sau khi nghe được, trầm ngâm một chút, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Cái kia Trác Phàm lúc trước đối với chúng ta không phải cảnh cáo một phen sao? Để cho chúng ta qua loa cho xong chuyện, chớ có tranh lên trước. Đây nhất định là hắn trước đó liền biết thứ gì, hoặc là nói tất cả mọi thứ, thì đều là hắn giở trò quỷ, đang trả thù chúng ta. Lời vừa nói ra, Nguyệt Linh con người hai bên loạn động, trong mắt sát ý giạt rào, tựa hồ càng thêm vững tin Nguyệt Nhi trọng thương, cùng Trác Phàm có quan hệ. Xấu, đột nhiên, Khuê Lang lại vỗ đầu một cái. Kêu lên sợ hãi, cái này Trác Phàm đã đối Nguyệt Nhi động tay chân, có thể hay không cũng đối Cương Nhi. Hỏng bét. Nghĩ tới đây, Khuê Lang một mặt khẩn trương, vừa muốn đứng dậy, phóng đi diễn võ đài phương hướng, đã thấy chỗ đó một đạo lưu quang vừa vặn hướng bọn họ nơi này bay tới. Hiu. Tiếng xé gió vang, một đạo bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cầm trong tay đồ vật hướng mặt đất đụng quăng ra, giống to lên tiếng, ai là tạp dịch quản lý phòng sự tình. Các ngươi nơi này lại người đến. Cương Nhi. Khuê Lang xem xét vật kia kiện không phải hắn vật, lại chính là con của hắn Khuê Cương không thể nghi ngờ. Mà lại cùng Nguyệt Nhi đồng dạng, giờ này khắc này, Khuê Cương toàn thân cao thấp cũng phủ đầy huyết sắc, hấp hối.
À, chuyện này là sao nữa? Lúc trước cái kia chấp sự, nhìn lấy cái này chôn ở vết máu bên trong khuê cương, nghi hoặc lên tiếng. Cái kia áo bào xám bóng người, bất đắc dĩ khoát khoát tay, thở dài, hôm nay không biết là đụng cái gì ta, người cái kia cái đài phía trên tỷ thí nữ hài là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai. Đều là đang chuẩn bị phóng đại chiêu lúc, chính mình cho sụp đổ, phản phệ tự thân. Tiểu tử này còn ăn một khỏa chiến đấu đan dược đây, đoán chừng cái này lực phản phệ mạnh, liền hắn huyết mạch đều bạo, đã phế. Không phải sao, đưa đến tạp dịch phòng xử ý. Há, thì ra là thế. Cái kia chấp sự gật gật đầu, nhìn phía dưới cái này thiếu nam thiếu nữ, đồng bệnh tương liên, không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Ai, đây thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Một trận ngoại môn thi đấu mà thôi, qua năm nay, còn có năm sau, cần gì chứ? Vì tiến nhập nội môn, liền mệnh đều không muốn. Các ngươi làm sao không nhìn ta, liên tiếp 9 năm ngoại môn thi đấu đều là lót đáy, sau cùng còn không phải làm chấp sự. Nói nhảm, đó là ngươi lão tử năng lực, theo ngươi có nửa xu quan hệ. Trong lòng mọi người không còn gì để nói, bất giác cùng nhau trợn mắt một cái nhi. Trác Phàm, bất giác hung hăng khẽ cắn môi. Khuê trong miệng sói phát ra giống như dã thú tê minh, ngươi dám hủy nhi tử ta, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Thế nào, cương nhi cũng là tiểu tử kia, mi đầu bất giác lắc một cái, Nguyệt Linh thật sâu nhìn về phía Khuê Lang. Trùng điệp gật đầu, Khuê Lang nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyệt Linh, ngươi sẽ không phải quên a, ba ngày trước tiểu tử kia tại con ta trên cánh tay vỗ một trường. Tuy nhiên ta lúc đó không có phát hiện có gì không ổn chỗ, nhưng tuyệt đối là hắn dở trò quỷ. Không sai.